Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. Chương 736, Tượng Đá. Nơi này có hai cánh cửa, xin hỏi Tiêu chân nhân muốn đi bên nào? Hattori giới sử trí tựa hồ nhận định Tiêu Phàm, mỉm cười hỏi, ánh mắt lại là lạnh như băng. Tiêu Phàm cũng không tức giận, hướng bên phải sơn son đại môn nhìn thoáng qua, cũng mỉm cười nói, ta dự định đi bên trái cánh cửa này. Tốt, vậy chúng ta cũng đi bên trái. Hattori giới sử trí cũng không đi hỏi thăm Dung Thiên Tổ sư ý kiến, trực tiếp làm quyết định. Dung Thiên Tổ sư một mực hai tay ôm ngực, giữ im lặng, tựa hồ duy Hattori giới sử trí như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Phàm cười cười, nhìn qua bên trái sơn son đại môn, nói cái này phiến đại môn bên trên bổ sung lấy một chút cấm chế chi lực, Hattori tông chủ là cao nhân tiền bối, liền mời tông chủ mở ra thần uy như thế nào. Quan sát tỉ mỉ qua đi, Tiêu Phàm liền đã nhìn ra được. Bên phải sơn son đại môn cấm chế chi lực, đã bị người phá đi, hẳn là có người đoạt trước một bước. Đã dạng này, hắn chọn lọc tự nhiên đi bên trái đại môn. Đi theo người khác phía sau, có thể mò được chỗ tốt gì? Hattori giới sử trí cười lạnh, nói Tiêu chân nhân không cần phải khách khí, có liên quan đến người hết thảy, Dung Thiên đạo hữu đều cùng ta kỹ càng tán gẫu qua. Đạo hữu tuổi còn trẻ, tạo nghệ cao thâm, mà lại tâm ngoan thủ lạt, lão phu bội phục vô cùng. Vô cực môn chư nữ lập tức đều nhìn qua, Uyển Thiên Thiên cùng Trần Dương càng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc. Tâm ngoan thủ lạt dạng này lời bình, thế mà gia tăng tại Tiêu Phàm trên thân, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Bất quá ngẫm lại cái này lời bình là từ Dung Thiên Tổ sư làm được, ngược lại cũng có thể lý giải. Tướng là địch thủ, lại có thể có cái gì tốt đánh giá. Đã dạng này, vậy tại hạ liền bêu xấu, Tiêu Phàm cũng không tại khiêm tốn, chậm rãi đi tới sơn son trước cổng chính. Tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay như vòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từng đạo pháp quyết đánh ra, trong hư không ngưng kết ra một cái khoảng 3 thước màu ngà sữa hỗn độn đồ án. Lóe lên liền xuất hiện tại sơn son đại môn trước đó. Nhìn qua bình thường, không có bất kỳ cái gì dị thường sơn son đại môn, bỗng nhiên trở nên lập lòe, một đầu mãnh thú hư ảnh nổi lên, bỗng nhiên hướng hỗn độn đồ tiến lên đón. Nhìn thấy đầu này mãnh thú hư ảnh, Tân Lâm Tú Khí hai con người bỗng nhiên nhíu lại khe hở, liếc một bên Dung Thiên Tổ sư một chút. Cái này mãnh thú hư ảnh, Tân Lâm rất quen thuộc. Trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cùng Dung Thiên Tổ sư cùng Tiêu Phàm thời điểm. Ngưng kết ra mãnh thú hình dạng, có 7-8 phần tương tự, mặc dù chỗ rất nhỏ hơi có khác biệt, thế nhưng dù sao chỉ là hư ảnh, không khả năng 100% giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cái này lăng mộ cùng Dung Thiên Tổ sư có cái gì đặc biệt liên hệ? Sơn son đại môn bên trên nổi lên mãnh thú hư ảnh, trong nháy mắt, liền cùng màu ngà sữa hỗn độn đồ chiến đấu cùng một chỗ, mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, tay phải lại nắm vào trong hư không một cái. Một con sữa bàn tay lớn màu trắng ngưng kết mà ra, lăng không bắt xuống dưới, lập tức đem mãnh thú hư ảnh tóm gọn, năm ngón tay hướng ở giữa hợp lại. Mãnh thú hư ảnh gào thét một tiếng, hóa thành điểm điểm kim quang, tán loạn ở vô hình. Tiêu Phàm tay phải lại một dương, một cỗ kình lực phát ra, kẹt kẹt một tiếng. Sơn son đại môn liền từ từ mở ra tới. Tất cả mọi người hết sức chăm chú mà nhìn xem Tiêu Phàm thi pháp, phá giải cấm chế chi lực. Duy chỉ có Tân Lâm con mắt dư quang, một mực rơi vào Dung Thiên Tổ sư trên mặt. Khi mãnh thú hư ảnh tại Tiêu Phàm ngưng tụ ra ngũ hành lớn dưới tay tán loạn thời điểm, Tân Lâm rõ ràng nhìn thấy, Dung Thiên Tổ sư trong mắt, hiện lên một vòng tàn khốc. Thấy Tiêu Phàm như vậy cử trọng nhược khinh phá giải cấm chế, Hattori giới sử trí cũng có chút không tưởng được. Cái này sơn son đại môn cấm chế cố nhiên đơn giản, nhưng nếu như từ hắn đến phá giải lời nói, muốn dễ dàng như thế đắc thủ, vậy cũng chỉ có thể dùng bá đạo dị thường phích lịch thủ đoạn, mới có thể một kích mà ra, tuyệt đối làm không được dạng này gió nhạt mây nhẹ ưu nhã. Sắc mặt có chút ngưng lại, miệng bên trong lại vừa cười vừa nói, Tiêu chân nhân, không nghĩ tới vô cực môn còn tinh thông trận pháp cấm chế chi đạo. Trần Dương cười lạnh ở một bên ngắt lời nói, vô cực môn còn có rất nhiều thần diệu chi pháp, người không biết thôi. Có đúng không, có cơ hội, nhất định phải hảo hảo lãnh giáo một chút những này thần diệu pháp môn. Hattori giới sử trí nhìn nàng một chút, ánh mắt càng thêm băng lãnh, thân là nguyên anh trung kỳ cao nhân, cứ việc dưới mắt chỉ có kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lại cũng tuyệt không phải một cái nho nhỏ chút cơ kỳ nữ tu có thể vô lễ chống đối. Câu nói này rõ ràng cho thấy, cái này đông đảo người lên sát tâm. Luận đến chân chính tu chân giới kinh nghiệm giang hồ, Trần Dương kia là mảy may đều không có, từ cũng sẽ không để ý Hattori giới xử trí tâm tình.
Lại nói cái này đông đảo người vừa lên đến nhất định Tiêu Phàm là địch nhân của hắn, mình có phải hay không tội hắn, đều dâu ria. Chỉ cần một có cơ hội, hắn tuyệt đối không ngại đem vô cực môn mấy người hết thảy. Đương nhiên, Tiêu Chân Nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, cái này đông đảo trong lòng người ẩn tàng sát cơ, hắn như thế nào nhìn không ra. Chỉ sợ cũng ôm tâm tư giống nhau, đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp thôi. Đối đãi địch nhân, Tiêu Phàm nhưng chưa hề nương tay qua. Lập tức Tiêu Phàm cũng không để ý tới Hattori giới xử trí sát ý, không khách khí chút nào dẫn chư nữ, dẫn đầu đẩy ra Sơn Son Đại Môn, đi vào. Sơn Son Đại Môn về sau, là một đầu thật dài hành lang, đồng dạng kim bích huy hoàng. Duy nhất chướng mắt chính là, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một tôn. Những này tượng đá mỗi một vị đều không khác mấy, đều là cao chừng hơn một trượng, người khoác giáp trụ, trong tay nắm lấy trường qua, chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật. Những này tượng đá nếu như thả tại địa phương khác, mỗi một vị đều là tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, nhưng đặt ở cái này kim bích huy hoàng hành lang bên trong, liền có vẻ hơi không hợp nhau. Tại mọi người nghĩ đến, dạng này kim chói đại điện bên trong, hẳn là cất đặt một chút đồng dạng kim chói kim loại tượng nặn mới càng thêm hòa hợp. Bây giờ lại an trí một chút màu nâu xanh tượng đá, thực tế cùng cả tòa đại điện tráng lệ không xứng. Tiêu Phàm bên tai bỗng nhiên vang lên Tuyên Minh Chân Quân, Tiêu Tiểu Hữu, những này tượng đá có chút cổ quái. Ồ, tiền bối có gì phát hiện? Tiêu Phàm trong lòng giật mình, cụ thể có gì phát hiện, ngược lại là không thể nói, chính là một loại cảm giác, cảm thấy rất không thích hợp. Tuyên Minh Chân Quân trong giọng nói, mang theo một chút nghi hoặc chi ý, tựa hồ cũng có chút không nắm chắc được. Dù sao loại này cái gọi là không thích hợp cảm giác, thực tế quá mức mơ hồ, như có như không. Tiêu Phàm nói, đã như vậy, tiền bối gì không xuất thủ thử một lần. Tốt, Tuyên Minh Chân Quân gật đầu một cái, bỗng nhiên dừng lại bước chân, trong tay kim chói, nổi lên. Hắn bỗng nhiên dạng này như lâm đại địch dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, mọi người không hẹn mà cùng hướng bên cạnh bay lượn mà ra, nháy mắt liền tới hơn 10 trượng bên ngoài, cảnh giác vạn phần nhìn xem hắn. Hattori giới xử trí cùng Dung Thiên Tổ sư đi tại cuối cùng, thấy thế cũng dừng bước. Hattori giới xử trí hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, nói thế nào, Tuyên Minh đạo hữu cái này liền muốn trở mặt sao? Tuyên Minh Chân Quân cười ha ha một tiếng, nói Hattori tông chủ thật sự là chú ý cẩn thận rất ha, lão đạo không có ý tứ gì khác, đã cảm thấy những này tượng đá khả năng có gì đó quái lạ, muốn thử một chút. Hattori tông chủ cảm thấy có gì không ổn a? Những này tượng đá có gì đó quái lạ? Hắc hắc, Tuyên Minh đạo hữu có phải là lầm rồi? Hattori giới xử trí một bộ không chút phật lòng dáng vẻ. Có phải là lầm, thử một chút liền biết, lão đạo cũng hy vọng là ta nghi thần nghi quỷ, ở loại địa phương này, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tuyên Minh Chân Quân tay một dương, roi lôi điện phóng lên tận trời, roi trên thân kim sắc hồ quang điện lập lòe sinh huy, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một đạo to như tay em bé hồ quang điện, ầm vang một tiếng, mãnh kích mà xuống, chính giữa tượng đá đỉnh đầu. Hồ quang điện cuồng thiểm. Tượng đá từ đỉnh đầu bắt đầu, vỡ vụn thành từng mảnh ra, cao hơn một trượng tượng đá, trong nháy mắt liền biến thành một đống đá vụn, lăn rơi xuống đất, nhưng cũng không có gì dị thường phát sinh. Một mực không thế nào mở miệng Dung Thiên Tổ sư, cười lạnh một tiếng, nói, nghi thần nghi quỷ, thảo mộc giai binh. Trong giọng nói, lộ ra rõ ràng khinh thường chi ý, đối vị này ngày xưa nguyên anh tu sĩ, cũng không thế nào kính trọng. Tuyên Minh Chân Quân hơi đỏ mặt, hung hăng chừng Dung Thiên Tổ sư một chút. Dung Thiên Tổ sư tuổi tác dù lão, trong mắt hắn, lại là mạnh mẽ hậu sinh vãn bối, chỉ là dưới mắt, người này không biết dùng loại nào bí thuật, lại có kim đan hậu kỳ đáng sợ tu vi, lại cùng Hattori giới xử trí liên thủ, nhất thời bán hội, Tuyên Minh Chân Quân cũng không tốt cùng hắn vạch mặt. Hattori giới xử trí cười nói, Tuyên Minh đạo hữu nếu là sợ hãi, vậy thì do chúng ta phía trước bên cạnh dò đường tốt. Nói, cười ha ha một tiếng, dưới chân độn quang bỗng nhiên tăng tốc. Nháy mắt liền tới cả đám trở phía trước nhất, Dung Thiên Tổ sư cũng vô thanh vô tức đi theo, trải qua kia đống đá vụn thời điểm, nhiều nhìn thoáng qua. Tuyên Minh Chân Quân sắc mặt lập tức khôi phục như thường, không rên một tiếng, đi theo. Sống mấy trăm năm, coi như tính tình của hắn lại táo bạo, từ lâu dưỡng thành gắng chịu nhục hàm dưỡng, nơi nào thật sẽ cùng mới ra đời tiểu hậu sinh đồng dạng, bị người thoáng một kích, liền là nổi trận lôi đình. Như thế tính nết. Nếu là có thể tại từng bước nguy cơ tu chân giới sống được lâu lâu, mới thật là chuyện lạ. Không bao lâu, một đoàn người đi tới một loạt xương phòng trước đó. Một đường đi tới, đoàn người tính là đúng nội bộ, có một cái cơ bản nhận biết. Cái này hoàng kim đại điện vẻ ngoài to lớn vô so,
kỳ thực chính là một cái phong bế sân rộng. Đại điện về sau, cũng có các loại kiến trúc bố cục, hình thành một không gian riêng biệt. Đại điện bên trong, cũng có linh khí lưu chuyển, bất quá linh khí không phải 10 điểm nồng đậm, cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Nghĩ đến cùng chỗ ở trung thổ giới, mặc dù là một cái tu di không gian, linh khí nồng độ cũng giống vậy thụ đến ngoại giới ảnh hưởng, cần phải từ từ mới có thể khôi phục tới. Trước mắt hàng này phòng ở, trong đại điện chỉ có thể tính làm xương phòng, nhưng nếu đặt tại bên ngoài, mỗi một gian đều đầy đủ xưng là. Nơi này là luyện khí đường. Hattori giới xử trí trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia vẻ giật mình, hơi kinh ngạc nói, tiện tay đẩy ra bên trong gian xương phòng cửa phòng, đối diện liền thấy một cái to lớn, đứng ở nhà trung ương. Đương nhiên, địa hỏa sớm đã dập tắt, lô đỉnh hoàn toàn lạnh lẽo. Mà lô đỉnh bên cạnh án trên bàn, thì trưng bày từng đống vật liệu luyện khí. Xương phòng hai bên, đứng thẳng lấy từng cái hoàng kim giá đỡ, trên kệ cũng trưng bày chỉnh chỉnh tề tề vật liệu luyện khí. Ngoài ra còn có một chút kiểu dáng kỳ lạ dụng cụ, bên trên bảo quang lưu chuyển, vậy mà là đã luyện chế hoàn thành pháp bảo pháp khí cùng một chút bán thành phẩm. Nhìn qua, quả nhiên là nào đó môn phái luyện khí chỗ. Chương 737, luyện khí đường. Thuần văn tự đọc online bản chạm vực tên. Com điện thoại đồng bộ đọc hãy ghé thăm ông trời của ta, nhiều như vậy đồ tốt. Đi theo đoàn người cùng một chỗ tiến đến một vị nào đó trúc cơ kỳ tu sĩ, miệng há lớn, như là mộng má lúm đồng tiền, đi đến một loạt giá đỡ trước, đưa tay liền đi cầm trong đó một kiện lệnh bài dạng bảo vật. Bá hàn mang lóe lên, một đạo ánh đao nhanh chóng vô cùng hướng lấy tên tu sĩ này chém bay mà tới. Tên tu sĩ này chỉ lo tiếp cận bảo vật, nơi nào kịp phản ứng. Hiển nhiên liền muốn bị đao quang chém làm hai đoạn. Hạ thủ lưu tình, một tiếng kinh hô, đâm nghiêng bên trong khác một đạo hàn quang bay ra, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đánh trúng đao mang, đồng thời một cỗ đại lực từ bên cạnh vọt tới, lập tức đem tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ bao khỏa trong đó, một nắm kéo trở về. Xuất thủ cứu giúp, chính là tên này trúc cơ kỳ tu sĩ sư môn trưởng bối, một tên có trong kim đan kỳ tu vi gầy gò nam tử, người mặc đạo bào màu xanh lam. Gầy gò nam tử đem trúc cơ tu sĩ kéo đến bên cạnh mình. Lập tức hướng Hattori giới xử trí ôm quyền chắp tay, bồi cười nói, mời Hattori tiền bối thứ lỗi, tiểu đồ không hiểu chuyện, ta nhất định trùng điệp trách phạt hắn. Hattori giới xử trí ánh mắt lạnh như băng tại hắn sư đồ ba người trên mặt quét qua, lạnh lùng nói, quản tốt đồ đệ của ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ở đại sảnh thời điểm, tên này gầy gò nam tử tự giới thiệu, đạo hiệu Lỏng Suối, năm đó cũng là một cái môn phái nhỏ trưởng lão, tu vi cũng không quá cao. Lại không biết dùng loại phương pháp nào, thế mà cũng đem mình phong ấn, tránh thoát ngàn năm trước kia một kiếp. Ngược lại là thức tỉnh phải tương đối sớm, trải qua qua thời gian mấy chục năm, chậm rãi khôi phục lại năm đó trong kim đan kỳ tu vi, còn thu hai cái đồ đệ, cũng đều trúc cơ thành công. Lần này nghe tới tạp mã tổ Vu Lăng mộ xuất thế, lập tức mang theo hai tên đồ đệ chạy tới tìm vận may, nguyên lai tưởng rằng mạt pháp chi thế, có trong kim đan kỳ tu vi, đã đủ để ngạo thị thiên hạ. Ai biết được bên này mới phát hiện lầm to, đừng bảo là kim đan kỳ tu sĩ không phải số ít, thậm chí kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi đều xuất hiện, hơn nữa còn là Hattori giới xử trí dạng này nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tùng Tuyền đạo nhân trong lòng rất rõ ràng, phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ chậm rãi khôi phục lại cảnh giới này tình huống là hoàn toàn không giống. Chí ít tranh đấu kinh nghiệm cùng thần niệm chi lực, cũng không phải là phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh. Tùng Tuyền đạo nhân mặc dù cũng có trong kim đan kỳ tu vi, từ không dám cùng Hattori giới xử trí ngang hàng luận giao, luôn mồm xưng là tiền bối, 10 điểm kính cẩn. Vừa rồi đồ đệ của mình không có tầm mắt, nhìn thấy cái này rất nhiều đồ tốt, lập tức liền không nhịn được muốn động thủ, tự nhiên lập tức phạm kiêng kỵ. Hattori giới xử trí như vậy lão quái vật, sao có thể khoan dung loại tình hình này phát sinh ở mình mí mắt phía dưới. Nơi này pháp bảo pháp khí, bán thành phẩm bảo vật cùng các loại vật liệu luyện khí. Thật là không ít, mỗi người đều có thể phân đến một phần, nhưng mà phân chia như thế nào, lại không phải hắn Tùng Tuyền đạo nhân có thể nói tính toán. Vô luận tới nơi nào, luôn luôn nắm đấm lớn lời nói sự tình. Xem ra chúng ta trước kia nhận biết có sai, nơi này khẳng định không phải tạp mã tổ Vu Lăng mộ. Hẳn là nào đó môn phái chỗ tu luyện, giáo huấn qua Tùng Tuyền đạo nhân không hiểu chuyện đồ đệ về sau, Hattori giới xử trí liền nghiêng đầu nhìn chung quanh, chậm rãi nói. Tuyên Minh Trần Quân song mi nhăn lại, nói thế nhưng là chúng ta ở đại sảnh nơi đó nhìn thấy văn tự, lại rõ ràng nói nơi này là nào đó vị đại năng người nơi ngủ say. Nhưng lại giải thích thế nào? Hattori giới xử trí lập tức cũng trầm ngâm, khó trả lời.
Dung Thiên Tổ Sư lạnh lùng nói, cái này có cái gì kỳ quái? Nơi này đã có thể là đại năng giả nơi ngủ say, cũng có thể là nào đó môn phái chỗ tu luyện. Hậu bối đồ tử đồ tôn vì tổ sư ra thủ mộ, quá bình thường. Hattori giới xử trí khẽ giật mình, lập tức cười lên ha hả, nói, Dung Thiên đạo hữu nói rất có lý, sự thật khả năng chính là chuyện như vậy. Kia người nơi này đâu? Đi nơi nào? Trần Dương nhịn không được hỏi. Cái nghi vấn này, ở đây mỗi người đều có. Cái này luyện khí đường tất cả mọi thứ đều bày ra phải chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí lô đỉnh bên cạnh trên bàn trà đều bày đầy luyện khí vật liệu. Rất rõ ràng là chính tại luyện chế nào đó món pháp bảo, chưa luyện chế hoàn thành, người luyện chế liền vội vã mà chạy mất. Có thể nghĩ, nhất định là phát sinh cực kỳ đại sự quan trọng. Đến mức ngay cả nơi này ra nhiều bảo vật pháp khí cũng không kịp lấy đi. Bình thường đến nói, chỉ có tại sống chết trước mắt, mọi người mới có thể như vậy thất kinh. Lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Tuyên Minh Chân Quân cười ha ha một tiếng, nói tiểu nha đầu, ta mới mặc kệ năm đó chuyện gì xảy ra. Nơi này đồ tốt xác thực không ít, ngươi xem một chút, chỉ là cái này một đống sắt tinh, liền giá trị hàng trăm hàng ngàn linh thạch. Còn có cái này ô thạch, cũng là luyện chế thổ thuộc tính pháp bảo bên trên các loại tài liệu. Nhìn nhìn lại bộ này giá đỡ bên trên pháp bảo pháp khí, mặc dù đa số là phổ thông pháp bảo thượng phẩm cũng có như vậy mấy món. Đến cho các ngươi trúc cơ kỳ vãn bối sử dụng pháp khí, nơi này càng là rất nhiều, trong đó không thiếu đỉnh giai pháp khí. Hắc hắc. Không nói những cái khác, nhất định phải quy ra thành linh thạch lời nói, đơn gian này bên trong phòng luyện khí đồ vật, liền giá trị hơn triệu linh thạch. Xem ra, lúc trước bọn gia hỏa này thật sự chính là tài đại khí thô lắm đây. Hattori giới xử trí gật gật đầu, nói Tuyên Minh đạo hữu nói không sai, nơi này xác thực còn có mấy thứ đồ, đáng giá xem xét. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu sĩ tầm mắt, tăng thêm một tông chi chủ thân phận, đừng bảo là phổ thông pháp bảo. Coi như là bình thường pháp bảo thượng phẩm, đều sẽ không đặt tại trong mắt. Bất quá dưới mắt Hattori giới xử trí lại tự có kim đan hậu kỳ tu vi, pháp bảo thượng phẩm, đó chính là khó gặp bảo vật. Về phần Tùng Tuyền đạo nhân dạng này xuất thân môn phái nhỏ tu sĩ kim đan, sớm đã nhìn xem kia mấy món pháp bảo thượng phẩm rủ xuống thèm ướt át. Bình thường tu vi đến kim đan kỳ, liền có thể thúc đẩy pháp bảo, kim đan kỳ tu sĩ cũng đều sẽ luyện chế mình bản mệnh pháp bảo. Nhưng tu sĩ kim đan có thể luyện chế đều chỉ là phổ thông pháp bảo. Uy lực ở xa trên đó pháp bảo thượng phẩm, bình thường chỉ có xuất thân đại tông đại phái tu sĩ kim đan, mới sẽ có được. Giống Tùng Tuyền đạo nhân chỗ tiểu môn phái, năm đó dốc hết sức bình sinh, mới làm tới một món đồ như vậy pháp bảo thượng phẩm, lập tức liền bị cả cái tông môn phụng như chí bảo, quy định chỉ có tu vi cao nhất trưởng lão cùng tông chủ mới có tư cách sử dụng căn này pháp bảo. Tùng Tuyền đạo nhân có thể tại ngàn năm trước trận kia trong đại kiếp còn sống sót, chính là mượn nhờ cái kia kiện thượng phẩm pháp bảo uy lực. Tùng Tuyền đạo nhân dùng bí pháp cưỡng ép kích phát cái kia kiện thượng phẩm pháp bảo bản nguyên chi lực, đem mình phong ấn. Ngàn năm trôi qua, đợi ngày khác Tô lúc tỉnh lại, cái kia kiện thượng phẩm pháp bảo từ lâu hao hết bản nguyên, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một chút uy lực cực lớn pháp bảo thượng phẩm, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chạy theo như vịt. Dù sao tại tu chân giới, nguyên anh tu sĩ mặc dù thưa thớt, pháp bảo cực phẩm số lượng lại càng thêm thưa thớt. Phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ, rất nhiều cũng không chiếm được pháp bảo cực phẩm hộ thân, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm nghĩ cách đi thu hoạch lớn uy lực pháp bảo thượng phẩm, hoặc là tăng lên mình bản mệnh pháp bảo uy lực, hy vọng thông qua anh hỏa mấy trăm năm rèn luyện, đem bản mệnh pháp bảo tăng lên tới pháp bảo cực phẩm cảnh giới. Tuyên Minh Chân Quân sử dụng roi lôi điện, chính là như vậy một kiện cưỡng ép tăng lên tới cùng pháp bảo cực phẩm uy lực tới gần pháp bảo thượng phẩm. Cũng không phải nói đường đường phái Mao Sơn nguyên anh tu sĩ ngay cả một kiện pháp bảo cực phẩm đều không lấy được. Mấu chốt cái này roi lôi điện là lúc trước Tuyên Minh Chân Quân vừa mới đặt chân trong kim đan kỳ cảnh giới về sau, sư môn ban thưởng cho hắn pháp bảo thượng phẩm. Đối với một vị trong kim đan kỳ tu sĩ mà nói, có một kiện pháp bảo thượng phẩm, đã là rất xa hoa rất phong cách sự tình. Nếu như không phải là bởi vì Tuyên Minh Chân Quân là hiếm thấy hỏa lôi hai thuộc tính linh căn, cái này roi lôi điện còn chưa nhất định sẽ ban thưởng cho hắn. Tuyên Minh Chân Quân vui mừng. Lúc này đem đầu này roi lôi điện tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, một mực lấy bản mệnh chân nguyên bồi dưỡng, đã nhiều năm như vậy, roi lôi điện tại uy lực bên trên đã tiếp cận pháp bảo cực phẩm, nhưng muốn đạt tới pháp bảo cực phẩm cảnh giới, vậy ít nhất còn cần dùng anh hỏa bồi dưỡng 100-200 năm. Hattori đạo hữu, Dung Thiên đạo hữu, chúng ta cũng đừng nói cái gì khách khí, thành những vật này phân đi. Tuyên Minh Chân Quân trực tiếp nói. Hattori giới xử trí cười một tiếng, nói, nên nhưng muốn phân.
bất quá làm sao phương pháp phân loại, vẫn là phải giảng cứu một cái đi. Tuyên Minh Trần Quân ánh mắt phung mạnh, nói, rất đơn giản, chúng ta nơi này có 6 nhóm người, cứ dựa theo 6 phần hòa phân như thế nào. Trừ Tùng Tuyền đạo nhân, còn có 2 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, mang theo 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, kia 2 tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, một nam một nữ, là vợ chồng hai, đều là trầm mặc ít nói tính tình, tại một đám cường nhân trước mặt, đều cần thủ quy củ, chỉ kèm ở ký đuôi, rất ít mở miệng nói chuyện. Bây giờ Tuyên Minh Trần Quân đem bọn hắn cũng coi như là một nhóm, hòa cùng đối đãi, lập tức để hai người mừng rỡ. Tùng Tuyền đạo nhân càng là không tưởng được, há to miệng không dám tin, trong đầu âm thầm cảm thán, phái Mao Sơn không hổ là chính đạo đại tông, Tuyên Minh Trần Quân quả nhiên đại khí bàng bạc, một chút cũng không phóng khoáng. Hattori giới xử trí cười lạnh một tiếng, nói Tuyên Minh đạo hữu, người thật đúng là sẽ của người phúc ta. Người nghĩ lôi kéo mấy vị này đạo hữu cùng ngươi đứng chung một chỗ a? Ngươi cũng đừng quên, lần này tới người, các ngươi phái Mao Sơn cùng vô cực môn số người nhiều nhất. Như thế hòa phân, nhất thua thiệt thế nhưng là các ngươi. Nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua, Tùng Tuyền đạo nhân cùng một nam một nữ vợ chồng tu sĩ, đều không tự chủ được trong lòng một hàn, không dám cùng hắn đối mặt. Tuyên Minh Trần Quân ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, Hattori tông chủ, đây chính là chúng ta chính đạo tông môn cùng các ngươi yêu đao tông khác nhau. Quân tử ái tài lấy chi lấy nói. Đã mọi người an toàn đến nơi này, nhìn thấy những vật này, mặc kệ nhiều người người ít, mọi người hòa phân là tốt nhất. Đương nhiên, nếu như Hattori tông chủ kiên trì muốn theo đầu người đến hòa phân, lão đạo kia cũng không phản đối. Tuyên Minh Trần Quân kiên trì như vậy, một phương diện đương nhiên là bởi vì chính đạo tông môn phong cách hành sự cùng ma đạo tông môn khác biệt, thứ hai cũng đúng là muốn lôi kéo Tùng Tuyền đạo nhân cùng vợ chồng tu sĩ. Nếu là có thể triệt để đem Hattori giới xử trí cùng Dung Thiên Tổ sư hai người cô lập, bọn hắn bên này tự nhiên là thực lực tăng nhiều, tiếp xuống trong khi hành động, liền có càng nhiều quyền tự chủ. Mà lại chỉ là một cái luyện khí đường liền có nhiều như vậy đồ tốt, cái này hoàng kim đại điện rộng lớn cực kỳ, khẳng định còn có những bảo tàng khác chờ lấy tìm kiếm. Dưới mắt nhiều chia một ít cho Tùng Tuyền đạo nhân bọn hắn, để bọn hắn đều lệch hướng mình một phương này, một mực nắm giữ quyền tự chủ, cũng không tính quá thua thiệt. Chương 738, Dưa Phân. Thuần văn tự đọc online bản chạm vực tên. Com điện thoại đồng bộ đọc hãy ghé thăm Dung Thiên đạo hữu, ý của ngươi như nào? Mắt thấy Tuyên Minh Trần Quân không tiếc vốn gốc cũng muốn lôi kéo Tùng Tuyền đạo nhân cùng tu sĩ, Hattori giới xử trí cố nhiên tu vi cao thâm, cũng không dám lập tức trở mặt, đành phải chuyển hướng Dung Thiên tổ sư, trầm giọng hỏi. Chỉ cần Dung Thiên tổ sư ủng hộ ý kiến của hắn, kiên quyết không đồng ý cùng những cái kia hậu sinh vãn bối hòa phân bảo vật, coi như Tuyên Minh Trần Quân lại kiên trì, chắc hẳn mấy cái kia hậu sinh vãn bối mình cũng sẽ thức thời. Không đến mức như vậy không có ánh mắt, nhất định phải cùng bọn hắn hòa phân. Cần biết dễ dàng như vậy, cũng không phải nói chiếm liền có thể chiếm. Ở đây triệt để dẫn lửa hai tên kim đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, có chỗ tốt gì? Một khi trở mặt động thủ, Tuyên Minh Trần Quân cũng chưa chắc liền nhất định sẽ ra lực lượng lớn nhất giúp đỡ. Có lẽ bọn hắn 3 vị kim đan kỳ tu sĩ còn có thể không thể trêu vào lẫn mất lên, bọn hắn môn nhân đệ tử, bất quá trúc cơ kỳ tu vi, coi như khó nói. Hòa phân liền hòa phân tốt, bất quá chúng ta phải có ưu tiên lựa chọn quyền lực. Ai ngờ Dung Thiên Tổ sư lại cũng không ủng hộ hắn, ngược lại một ngụm liền đáp ứng cùng mọi người hòa phân bảo vật. Lần này, Hattori giới xử trí là thật phiền muộn, hung hăng chừng Dung Thiên Tổ sư một chút, Dung Thiên Tổ sư lại phảng phất giống như chưa gặp. Giống bọn hắn loại này lâm thời đồng minh quan hệ, vốn là rất không đáng tin. Ai biết Dung Thiên trong lòng, là thế nào nghĩ? Thôi được. Liền để những bọn tiểu bối này chiếm một lần tiện nghi. Tuyên Minh đạo hữu, Tiêu chân nhân, như thế nào? Giống như Dung Thiên đạo hữu lời nói, mọi người hòa phân những thứ kia, nhưng ta cùng Dung Thiên đạo hữu nhất định phải có ưu tiên lựa chọn quyền lực. Hattori giới xử trí không hổ là một đời kiêu hùng, lập tức liền có quyết đoán, vẫn như cũ luôn mồm đem Dung Thiên tổ sư cùng mình buộc chung một chỗ. Lại mặc kệ Dung Thiên nội tâm ý tưởng chân thật đến cùng như thế nào, chỉ ít bọn hắn hiện tại có cùng chung địch nhân. Hoàn toàn không phải vạch mặt thời điểm. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Hattori tông chủ, vô luận làm chuyện gì, đều muốn hợp lý. Các ngươi có thể có quyền ưu tiên, nhưng chỉ hạn một lần. Mà lại đang chọn tuyển pháp khí thời điểm, chúng ta muốn theo nhân số phân phối, nhân thủ một kiện, thêm ra. Mới là mọi người hòa phân, như thế nào, lại là không khách khí chút nào đem mình bày ở cùng Hattori giới xử trí Dung Thiên Tổ sư địa vị tương đương. Nguyên bản lấy hắn sắp đạt tới trong kim đan kỳ đỉnh phong tu vi,
ở đây cũng gần bằng với Hattori giới xử trí cùng Dung Thiên Tổ Sư. Tăng thêm người mang nghịch thiên bảo vật, còn có Hắc Lân cùng lưng sắt con bọ ngựa dạng này thực lực mạnh mẽ linh sủng linh trùng tương trợ, một đôi một tình hình hạ. Tiêu Phàm mảy may cũng không sợ hãi bọn hắn. Tiêu Phàm sở dĩ đồng ý Hattori giới xử trí cùng Dung Thiên Tổ Sư có quyền ưu tiên, chính là muốn đổi lấy nhân thủ một kiện pháp khí. Cần biết pháp bảo nhất định phải là tu sĩ kim đan mới có thể thúc đẩy, trúc cơ kỳ tu vi, là thúc đẩy không được pháp bảo, chỉ có thể thúc đẩy pháp khí đối địch. Vô cực môn đám người, duy chỉ có hắn mới là kim đan kỳ tu vi, cái khác chư nữ, bao quát Đàm Hiên ở bên trong, đều vẫn là trúc cơ kỳ tu vi, pháp bảo lại nhiều. Các nàng cũng dùng không được, cho nên Tiêu Phàm đưa ra dạng này điều kiện trao đổi. Hattori giới xử trí ánh mắt tại vô cực chư nữ trên thân một quét qua, lãnh đạm nói có thể. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu sĩ tầm mắt, thực tế cũng chướng mắt cái gì pháp khí, liền xem như pháp khí tốt nhất cũng giống vậy không để vào mắt. Yêu Đao Tông lại không giống trước kia thời kỳ toàn thịnh, có thật nhiều trúc cơ kỳ luyện khí kỳ đệ tử. Pháp khí nhiều một kiện thiếu một kiện, với hắn mà nói, hoàn toàn không quan trọng. Câu này nói vừa xong, Hattori giới xử trí duỗi tay ra, một phương nhìn qua giống như là bạch ngọc điêu khắc mà thành ngọc tỷ, liền bay lên, trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn. Phương này ngọc tỷ, là mấy món pháp bảo thượng phẩm một trong. Mà lại xem xét chính là trong đó linh tính đủ nhất, Hattori giới xử trí không chút khách khí trước hết chọn đến trong tay. Bình thường đến nói, loại này đặc thù hình dạng bảo vật, uy lực cũng tương đối to lớn. Hattori giới xử trí đem cao 3 tấc thấp ngọc tỷ nắm ở trong tay, cẩn thận xem, chỉ thấy ngọc tỷ dưới đáy. Điêu khắc không phải chữ triệt, mà là một đầu xanh biếc giao long, dương nanh múa vuốt, chân đạp tam sắc đám mây, sinh động như thật. Phảng phất tùy thời liền muốn từ ngọc tỷ dưới đáy phá không bay lên. Thoảng qua rót vào một điểm pháp lực, ngọc tỷ liền quang mang bắn ra bốn phía, đầu kia xanh biếc giao long càng là thân hình lắc lư, muốn bay ra ngoài. Hattori giới xử trí lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cổ tay khẽ đảo, đem ngọc tỷ thu tiến vào chữ vật vòng tay bên trong, lại đang đánh giá lên những pháp bảo khác tới. Dung Thiên Tổ Sư cũng không khách khí, khẽ vươn tay, đem một khối huyết hồng ngọc bài nhiếp đi qua. Ngọc bài này ước chừng dài 5 tấc, rộng bằng 2 đốt ngón tay, bên trên điêu khắc một đầu khuyển trạng yêu thú, cũng cùng ngọc tỷ bên trên điêu khắc xanh biếc giao long nhất dạng, sinh động như thật, chỉ bất quá toàn thân lông tóc, đỏ bên trong mang theo màu tím đen, lộ ra rất có mấy phân quỷ dị, mà lại khí tức cũng 10 điểm yêu tà, xem xét cũng không phải là chính đạo bảo vật. Tiêu Phàm lễ nhượng Tuyên Minh chân quân trước đây, sau đó tự chọn một mặt kiếng bát quái. Nhắc tới cũng xảo, nơi này pháp bảo thượng phẩm, không nhiều không ít. Vừa vặn 6 cái, nói đến, Tiêu Phàm chọn kiếng bát quái, là trong đó tầm thường nhất bình thường nhất, thực tế đạo ra bảo vật bên trong, quá nhiều bát quái đồ án. Cái này kiếng bát quái bên trên, thậm chí còn có một cái nho nhỏ lỗ hồng. Cũng là 6 cái pháp bảo thượng phẩm bên trong, duy nhất có tổn hại dấu vết. Tuyên Minh Chân Quân lại mỉm cười, tựa hồ tương đối đồng ý Tiêu Phàm lựa chọn. Mà Tuyên Minh Chân Quân lựa chọn, lại là một cái màu đỏ thắm cùng loại kim cương trác pháp bảo, hơi một thêm thúc diễn về sau. Liền chuyển tay giao cho Liễu Chính. Liễu Chính đã đặt chân kim đan sơ kỳ cảnh giới, chưa mở đầu luyện chế mình bản mệnh pháp bảo, trước kia sử dụng ngọc như ý, chỉ là một kiện pháp khí, rõ ràng uy lực quá tiểu. Bây giờ trong nháy mắt, liền phải một kiện pháp bảo thượng phẩm, tự nhiên là không thắng niềm vui, liền thanh trước Tuyên Minh chân quân nói lời cảm tạ, đem kim cương trác cầm trong tay, nhiều lần lật xem, yêu thích không buông tay. Tùng Tuyền đạo nhân cùng đôi kia vợ chồng tu sĩ, cũng là thức thời cực kỳ, Hattori giới xử trí bọn người chọn lựa pháp bảo thượng phẩm thời điểm, tuyệt không lên tiếng, ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem, cùng Tiêu Phàm cũng chọn xong sau, mới xin lỗi một tiếng, tiến lên dưa phân cuối cùng 2 kiện pháp bảo thượng phẩm. Ba người vui sướng, mảy may cũng không tại Liễu Chính phía dưới, nhiều lần vuốt ve tới tay pháp bảo, vui vẻ vô hạn. Chỉ là trở ngại Hattori giới xử trí mặt mũi, không dễ làm mặt hướng Tuyên Minh chân quân cùng Tiêu Phàm gửi tới lời cảm ơn. Nhưng nhìn về phía ánh mắt của hai người, rõ ràng trở nên cực kỳ thân mật. Coi như còn không có cùng Tuyên Minh chân quân đạt thành đồng minh, tối thiểu nhất cũng không sẽ cùng Hattori giới xử trí Dung Thiên Tổ Sư liên thủ tới đối phó Tuyên Minh chân quân cùng Tiêu Phàm. Phân phối xong pháp bảo thượng phẩm, đồ còn dư lại, phân phối liền càng thêm thuận lợi. Đối phổ thông pháp bảo, Hattori giới xử trí kỳ thực đã không thế nào để mắt, nhưng vẫn là chọn 2 kiện, coi như chính hắn không để vào mắt. Cũng không thể bị Tiêu Phàm bọn người lấy không tiện nghi. Dung Thiên Tổ Sư cũng một bộ hứng hờ dáng vẻ, ngược lại để Hattori giới xử trí nhìn nhiều hắn vài lần. Vị này không hiểu thấu xuất hiện kim đan hậu kỳ tu sĩ,
thế mà không phải ngàn năm trước phong ấn lại lão quái vật, thực tế để người nghĩ mãi mà không rõ. Tại cái này vừa mới khôi phục linh khí mạt pháp thời đại, hắn là như thế nào tại ngắn ngủi hơn 100 năm bên trong tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Không khỏi cũng quá nghịch thiên, chẳng lẽ nho nhỏ trung thổ giới, thật sự có nhiều như vậy 10.000 năm khó cầu thiên tài tu luyện. Một cái Tiêu Phàm còn chưa đủ, lại xuất hiện một cái Dung Thiên Tổ Sư. Chỉ là tình hình như vậy, chính là Dung Thiên Tổ Sư bí mật lớn nhất, Hattori giới xử trí lại hiếu kỳ, cũng sẽ không tùy tiện đi hỏi thăm. Dung Thiên Tổ Sư đối đãi phổ thông pháp bảo thái độ hờ hững, càng làm cho mọi người cảm thấy hắn thần bí khó lường. Có vẻ như hắn đưa ra ưu tiên chọn lựa quyền, liền là hướng về phía kia mặt huyết sắc ngọc bài đi. Ngọc bài tới tay, đối những bảo vật khác liền không thèm quan tâm. Đến phiên chọn lựa pháp khí tốt nhất thời điểm, loại tình hình này rõ ràng hơn. Dung Thiên Tổ Sư trực tiếp liền từ bỏ chọn lựa quyền, ngược lại cầm lấy một chút vật liệu luyện khí, xem xét xem ra, lộ ra nhiều hứng thú dáng vẻ. Cứ việc Dung Thiên Tổ Sư cái này diễn xuất không hợp tình lý, những người khác nhưng cũng mừng rỡ hắn như thế, nhao nhao chọn lựa tiện tay pháp khí tốt nhất. Cái này luyện khí đường pháp bảo pháp khí vật liệu, coi là thật số lượng không ít, mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, nhân thủ chọn đến một kiện pháp khí tốt nhất, về phần thượng phẩm pháp khí, càng là một người phân đến hai kiện nhiều, từng cái vui mừng khôn xiết, vui chụp nhan mở. Chia xong pháp khí, liền đến phiên phân phối số lượng đông đảo vật liệu luyện khí. Dung Thiên Tổ Sư lúc này ngược lại là xuất thủ trước, lấy đi hai loại vì số không nhiều vật liệu, bởi vì hắn hoàn toàn từ bỏ pháp khí chọn lựa, ưu tiên lấy đi hai loại vật liệu, đoàn người ai cũng không nói gì. Thật vất vả, vật liệu luyện khí cũng phân phối xong, chỉ còn lại có hai viên màu vàng kim nhạt thẻ tre. Lần này, lại là Tiêu Phàm tay vừa nhấc, đem hai viên thẻ tre bắt đến trong tay, lập tức dán tại trên trán. Đối với hắn động tác này, Hattori giới xử trí hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là kềm chế lửa giận, không có xuất thủ quấy nhiễu. Cái này hai viên thẻ tre bên trong ghi lại, là thuật luyện khí, cũng lấy cổ nhung tộc văn tự viết thành, Tiêu Phàm tại tới đây trên đường, trong hoang mạc đi bộ mấy chục canh giờ, sớm đã hướng Tuyên Minh chân quân thỉnh giáo những này cổ nhung tộc văn tự phân biệt chi pháp. Thẻ tre bên trong ghi lại luyện khí thuật, đều có thể thấy rõ ràng. Không khỏi có chút kinh hỉ, thuật luyện khí, Tiêu Phàm thật đúng là chưa nói tới cỡ nào tinh thông, cho nên cho tới bây giờ, hắn đều không có luyện chế mình bản mệnh pháp bảo. Có cái này không biết tên môn phái thuật luyện khí làm tham khảo, đợi một thời gian, tại luyện khí thuật bên trên tiến bộ, tự nhiên có thể dự tính. Xem hết thẻ tre bên trong ghi lại luyện khí thuật, Tiêu Phàm cảm thán đối Tuyên Minh chân quân nói, tiền bối, xem ra cái này quả nhiên là đại môn phái. Tuyên Minh chân quân hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, nói, là chuyện như vậy, cái này luyện khí đường quy mô, không so với chúng ta phái Mao Sơn Tiểu. Bất quá chúng ta là đã sớm chuẩn bị, đuổi tại không gian thông đạo sụp đổ trước đó, đem tất cả mọi thứ đều chuyển về toa ma giới đi. Lão đạo nếu là không có cùng Uy Linh thượng nhân dây dưa, cũng sẽ không lưu lại trung thổ giới. Chờ một chút, tiền bối. Tiêu Phàm giống như là chợt phát hiện đại lục mới, khoát tay, rất không lễ phép đánh gãy Tuyên Minh chân quân, nói tiền bối, người vừa rồi nói, không gian thông đạo sụp đổ. Đúng vậy a, cái này có cái gì không đúng a? Tuyên Minh chân quân có chút không hiểu thấu, việc này, Tiêu Phàm lại không phải lần đầu nghe tới. Tiền bối, người nói nơi này, có khả năng hay không là không gian thông đạo bỗng nhiên phát sinh dị biến, mọi người trở tay không kịp, mà phát sinh tình hình như vậy. Tiêu Phàm lại bốn phía quan sát một chút, thấp giọng nói. Như thế thật có khả năng. Tuyên Minh chân quân sắc mặt hơi đổi một chút, chốc lát, nhẹ gật đầu. Việc xảy ra gấp, mọi người chỉ lo mình đào mệnh, nơi nào đến được đến thu thập cái này rất nhiều pháp bảo vật liệu. Xem chừng lúc ấy khẳng định là tiện tay thu lấy tốt nhất mấy món bảo vật, cái khác, chỉ có thể lưu tại nơi này, lại không nghĩ rằng ngàn năm về sau, vô cớ làm lợi Tiêu Phàm bọn người, ở đây thu hoạch không ít. Chương 739, Dược Viên. Tại luyện khí đường bên trong ngoài ý muốn phân đến số lớn bảo vật cùng cái khác đồ tốt, lập tức liền cực đại kích thích mọi người thần kinh, từng cái hưng phấn không hiểu, ma quyền sát trường, chỉ muốn nhanh lên ngó vào trong tìm kiếm. Chỉ có mấy tên lão quái vật còn có thể duy trì lạnh nhạt thần sắc, nhưng cũng không ngăn cản mọi người tìm kiếm hành động. Hoàng Kim Đại Điện thực tế rất quảng đại, chậm như vậy chậm tìm kiếm quá khứ, trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới đến khác một cái sân bên trong. Vừa mới vừa đi tiến vào cái nhà này, đoàn người đã nghe đến một cỗ cỏ cây thanh hương. Tiêu Phàm mũi thở hấp động mấy lần, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Là khí tức của linh dược, từ khi có được Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn về sau, Tiêu Phàm đối các loại khí tức của linh dược,
đều hết sức quen thuộc. Rất nhanh, Tuyên Minh Chân Quân cũng mỉm cười, nói, xem ra đến dược viên. Siêu bóng đen lóe lên, Hattori giới xử trí đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, hướng một chỗ tiểu viện tử phi độn quá khứ, đảo mắt liền tiến vào trong đó không thấy bóng dáng. Dung Thiên Tổ Sư, Tuyên Minh Chân Quân, Tiêu Phàm, Tùng Tuyền Đạo Nhân, vợ chồng tu sĩ đám người phản ứng cũng không chậm chút nào, lập tức riêng phần mình thi triển độn thuật, bay bắn xuyên qua, cũng tiến vào chỗ kia tiểu viện tử. Sau đó mọi người liền đều sửng sốt, cả vườn xanh tươi, thật là lớn một cái dược viên, thô thô xem xét, chừng mười mấy mẫu đất, đủ loại linh thảo linh thụ, linh quả từng đống, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là rủ xuống thèm ướt át. Bất quá có lần trước kinh nghiệm, cũng không có ai chẳng biết nặng nhẹ lung tung xuất thủ ngắt lấy linh quả, tránh khỏi chọc giận Hattori giới xử trí cái này lão quái vật. Hắc hắc, đồ tốt, đều là đồ tốt a. Lần này, ngay cả Tuyên Minh Chân Quân đều chật chật tán thưởng không thôi. Lúc trước tại luyện khí đường, hắn còn lâu mới có được hưng phấn như vậy. Đạt được một kiện pháp bảo thượng phẩm, hào không tiếc rẻ. Chuyển tay liền cho Liễu Chính, cố nhiên bởi vì hắn làm người khí quyển, hào sảng trượng nghĩa, một nguyên nhân khác, thì là do ở hắn đã có bản mệnh pháp bảo. Lại thêm về sau phân đến hai kiện phổ thông pháp bảo, bình thường địch nhân, đủ để ứng đúng, cũng chưa chắc pháp bảo càng nhiều, sức chiến đấu liền càng mạnh. Một chút pháp bảo cùng hắn chủ tu công pháp hoàn toàn trái ngược, pháp bảo bản thân uy lực mạnh hơn. Cũng không phát huy ra hai ba thành đến, ngược lại thành phế vật. Nhưng những linh thảo này linh quả, lại là đại bộ phận phân đều cần dùng đến đồ tốt. Mà lại từ linh khí nồng đậm trình độ để phán đoán, những linh thảo này linh quả, nói ít cũng có hơn ngàn năm dược tính. Ngược lại là cùng Tiêu Phàm vừa rồi phán đoán 10 điểm ăn khớp, ngàn năm trước đó, nơi này bỗng nhiên phát sinh một loại nào đó dị biến. Tất cả mọi người vội vã rút lui, đại bộ phận chia đồ vật cũng không kịp mang đi. Pháp bảo thượng phẩm đều di lưu lại, đừng bảo là những này tại lúc ấy hay là mầm non linh thảo linh quả. Tiêu Phàm cười gật đầu, nói, đúng vậy a, hơn 1.000 năm không người trông nom. Những linh thảo này linh thụ thế mà cũng có thể sinh trưởng phải như thế tươi tốt, không thể không nói là cái kỳ tích. Mặc dù hắn có được linh dược vườn, nhưng thô thô xem xét. Vườn thuốc này bên trong, chỉ ít có tầm 10 trồng linh dược là bên ngoài đã hoàn toàn tuyệt tích. Mà hắn linh dược vườn bên trong lại không có. Có thể lập tức bổ sung tầm 10 loại mới linh dược, tự nhiên khiến người hưng phấn. Tăng thêm tại rừng rậm nguyên thủy ở bên trong lấy được mấy loại tuyệt tích linh dược. Chuyến này Mạc Bắc chuyến đi, bởi vì linh dược vườn bổ sung mười mấy loại linh thảo linh dược, thực tế là không tưởng được thu hoạch. Tuyên Minh đạo hữu, Tiêu Chân Nhân, lúc này, không còn là hòa phân đi. Hattori giới xử trí đứng tại một gốc cao 3-4 tấc màu trắng linh thảo trước đó, nửa điểm cũng không chịu chuyển động bước chân, lạnh lùng hỏi. Từ động tác này cũng có thể nhìn ra được, hắn đối cái này gốc màu trắng linh thảo 10 điểm để ý, cơ hồ là nhất định phải được. Ta không quản các người nghĩ muốn làm sao phân, cái này tuyết linh thảo, xanh đen tử, thiết mộc quả ba loại, nhất định phải về ta. Tuyên Minh Chân Quân sầm mặt lại, Tiêu Phàm trầm ngâm không nói. Tùng Tuyền đạo nhân cùng đôi kia vợ chồng tu sĩ kim đan liếc nhau, hơi gật đầu, liền là ôm quyền nói, Hattori tiền bối, Tuyên Minh tiền bối, Dung Thiên tiền bối, Tiêu Chân Nhân, phía trước nhận được các vị chiếu cố, ta cùng phân không ít đồ tốt, bần đạo cùng vô cùng cảm kích. Các vị tiền bối yên tâm, nơi này linh dược, chúng ta tuyệt không dám yêu cầu hòa phân, liền từ ra vị tiền bối riêng phần mình chọn trước tuyển ba loại, cái khác lại hòa phân, như thế nào? Tùng Tuyền đạo nhân không rõ Dung Thiên Tổ Sư cùng Tiêu Phàm nội tình, thấy hai bọn họ tu vi rất cao, một cách tự nhiên nhận định đều là ngàn năm trước lão quái vật phong ấn đến nay, nói không chừng lúc trước đều là nguyên anh kỳ tu vi, liền hết thảy xưng là tiền bối. Đạo nhân này cùng đôi kia vợ chồng tu sĩ, cũng coi là ân tình lão luyện, mắt thấy Tuyên Minh Chân Quân cùng Tiêu Phàm đều không có minh xác kiên trì muốn dựa theo sáu cỗ hỏa phân, lúc này liền chủ động nhượng bộ một bước. Dù sao tu chân thế giới, là theo thực lực nói chuyện. Đối mặt với hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng phái Mao Sơn vô cực môn liên thủ chi thế, làm người nhất định phải thức thời, không phải tại phong ba hiểm ác tu chân giới, thật sống không lâu lâu. Nơi này linh thảo linh quả đông đảo, coi như để mỗi người bọn họ chọn trước đi ba loại lại hòa phân, đoàn người cũng vẫn có thể được chia không ít. Đây chính là lấy không chỗ tốt, bởi vì cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tốt, chính là như vậy. Hattori giới xử trí không chút do dự đáp. Tay phải quang mang lóe lên, xoay người xuống dưới, liền muốn ngắt lấy gốc kia trắng noãn tuyết linh thảo. Chậm đã, bóng người lóe lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên liền đến phụ cận, khẽ quát một tiếng. Thế nào, Tiêu Chân Nhân có gì chỉ giáo?
Hattori giới xử trí phản ứng thần tốc, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thân thể nhoáng một cái, liền thối lui đến hai trượng có hơn, bỗng nhiên dừng lại thân hình, một cỗ khổng lồ vô song khí tức phóng lên tận trời, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, nghiêm nghị quát hỏi. Đối mặt với cỗ này kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ to lớn linh áp, dù coi như cách vài chục trượng, Tùng Tuyền đạo nhân cùng vợ chồng tu sĩ cũng vẫn như cũ có cảm giác hít thở không thông, không khỏi hãi nhiên, lập tức âm thầm nhấc lên đan điền pháp lực, ngưng thần đề phòng. Liền đứng tại Hattori giới xử trí trước mặt Tiêu Phàm, lại bình chân như vậy, thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói, Hattori tông chủ, mặc dù lòng suối đạo hữu bọn hắn nguyện ý để chúng ta chọn trước tuyển ba loại linh dược, tại hạ nhưng không có đồng ý, cái này tuyết linh thảo, nhất định liền về Hattori tông chủ tất cả. Hattori giới xử trí không những không giận mà còn cười, lạnh lùng nói như vậy, Tiêu chân nhân là muốn cùng lão phu đọ sức một trận thân thủ. Cũng được, lão phu hơn nghìn năm không có hoạt động gân cốt, ngược lại muốn xem, vô cực môn tuổi trẻ hậu bối, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, dám dạng này cùng lão phu nói chuyện. Lời vừa nói ra, lập tức người người biến sắc, Tiêu Phàm không hề nhượng bộ chút nào, lạnh nhạt nói, Hattori tông chủ nhất định phải chỉ giáo, tại hạ nguyện ý phụng bồi. Bất quá nơi này là dược viên, chúng ta chuyển sang nơi khác luận bàn như thế nào? Tránh khỏi hủy hoại linh dược, đã Hattori giới xử trí đồ đệ Sarutobi Y Sương là chết ở trong tay của hắn, Hattori giới xử trí đối vô cực môn cũng mang theo cực sâu thành kiến, hắn cùng yêu đao tông cùng Hattori giới xử trí ở giữa, cơ bản không có bắt tay giảng hòa khả năng, sớm muộn đều có một trận chiến. Bây giờ Hattori giới xử trí chủ động khiêu chiến, Tiêu chân nhân từ không thể yếu khí thế. Mặc dù Hattori giới xử trí đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, còn có được nguyên anh trung kỳ tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm cùng thần niệm chi lực, chỉ cần cảnh giới của hắn không có đột phá đến nguyên anh kỳ, Tiêu Phàm liền tự kiềm chế có lực đánh một trận. Lại nói Tuyên Minh chân quân cùng Liễu Chính liền ở một bên, nếu thật là đối kháng không ngừng, nhiều nhất là dừng tay nhận thua, lo lắng tính mạng hẳn là không có. Tổng so đang chật trội không gian bên trong, một mình cùng yêu đao tông tông chủ dạng này giỏi về ẩn nấp cùng tập kích đối thủ chém giết phải tốt hơn nhiều. Không gian càng khoáng đạt, tầm mắt càng rõ ràng, yêu đao tông tuyệt kỹ liền càng không dễ dàng thi triển. Rất tốt, xem ra Tiêu chân nhân đối với mình phi thường tự tin. Đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo lãnh giáo một chút vô cực môn tuyệt kỹ. Hattori giới xử trí gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên một vòng khát máu chi ý. Chậm đã, mắt thấy hai người liền muốn đánh, Tuyên Minh chân quân kịp thời mở miệng nói ra. Vì chỉ là một gốc linh thảo, hai vị không cần thiết làm to chuyện a. Nơi đây tình hình quỷ dị, mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực mới đúng, ở đây tự giết lẫn nhau, không phải trí giả gây nên, mời hai vị nghĩ lại. Hắc hắc, Tuyên Minh đạo hữu, ngươi cũng đừng muốn làm hòa sự lão. Cái này gốc tuyết linh thảo, lão phu có tác dụng lớn, nhất định không thể nhường cho. Hattori giới xử trí cười lạnh nói, nếu như là liều mạng tranh đấu, vô cực môn cùng phái Mao Sơn môn nhân đệ tử cùng nhau tiến lên, hắn dùng ít địch nhiều, xác thực không có nắm chắc tất thắng. Nhưng là một đôi một, hắn thật đúng là không tin, một cái trong kim đan kỳ hậu sinh vãn bối, có thể là đối thủ của hắn. Thừa cơ hội này, áng chừng hắn cân lượng, cũng là tốt. Tiêu tiểu hữu, Tuyên Minh chân quân chuyển hướng Tiêu Phàm, truyền âm nói, ngữ khí hơi hơi kinh ngạc. Tiêu Phàm tính cách, thường ngày cũng không xúc động, tuyết linh thảo cũng chưa chắc là loại kia cực kỳ quý báu linh thảo, vườn thuốc này bên trong chỉ ít còn có 7-8 chồng linh dược giá trị tại tuyết linh thảo phía trên. Vì như thế một gốc linh thảo, liền cùng Hattori giới xử trí loại này lão quái vật lên xung đột chính diện, thật là để người khó mà tác giải. Tiêu Phàm lắc đầu, truyền âm nói, tiền bối, tuyết linh thảo đối ta cũng có tác dụng lớn. Tuyết linh thảo là luyện chế hóa một đan 6 vị chủ dược một trong, mà hóa một đan, thì là Sarutobi Y Sương tại thẻ tre bên trong ghi lại, yêu đao tông chủ yếu đan dược một trong, chẳng những có thể lấy tăng tiến vào kim đan kỳ tu vi, mà lại có thể trên phạm vi lớn tăng tiến vào trong phạm vi nhỏ hành động tốc độ, để tu sĩ thân thủ trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Là yêu đao tông kim đan kỳ tu sĩ phục dụng chủ yếu linh đan. Luyện chế hóa một đan cái khác dược liệu, Tiêu Phàm đều đã tìm đủ, liền kém cái này tuyết linh thảo. Tìm kiếm nhiều năm, đều bó tay rồi, rốt cục ở đây nhìn thấy, Tiêu Phàm tự nhiên tuyệt không nguyện nhường cho. Loại này đã có thể tăng bồi dưỡng vì, lại có thể tăng tốc thân pháp linh dược, đi đâu tìm. Mà lại từ Hattori giới xử trí coi trọng này linh thảo trình độ đến xem, vị này yêu đao tông tông chủ, khẳng định cũng là nghĩ dùng cái này gốc tuyết linh thảo đi luyện chế hóa một đan. Mặc dù hóa một đan chủ yếu đối kim đan kỳ tu sĩ hữu dụng,
đối nguyên anh kỳ tu sĩ hiệu dụng giảm nhiều, nhưng dưới mắt, Hattori giới xử trí không phải là ở vào kim đan kỳ tu vi a. Đại lượng hóa một đan ăn vào, có lẽ có thể trợ giúp hắn liền đột phá này kim đan hậu kỳ bình cảnh, nhất cử khôi phục lại nguyên anh kỳ. Tuyên Minh chân quân thấy Tiêu Phàm ngữ khí cũng rất cứng, không có nửa điểm muốn tương nhượng ý tứ, suy nghĩ một chút, liền là nói, như vậy đi, hai vị nếu như nhất định phải luận bàn, ta nhìn cũng chắc chắn muốn hạ cái quy củ. Nếu là luận bàn, tự nhiên là chạm đến là thôi, không cần thiết thật đánh nhau chết sống. Hai vị luận bàn, liền lấy ba chiêu làm hạn định, như thế nào? Chương 740, luận bàn. Ba chiêu, hắc hắc, Tuyên Minh đạo hữu, người ngược lại là rất biết tính toán. Tốt a, ba chiêu liền ba chiêu. Bất quá, nếu là trong vòng ba chiêu, chúng ta không có phân ra thắng bại, cái này Tuyết Linh Thảo làm sao bây giờ? Ngươi nhưng đừng nói cho ta, các phân một nửa a. Lão phu tuyệt không đồng ý. Hattori giới xử trí một bộ chắc thắng không thua thần sắc, lão khí hoành thu nói. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, Hattori tông chủ là nguyên anh kỳ cao nhân, dưới mắt mặc dù còn không có khôi phục nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng cũng là kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, tại hạ cũng không có trông cậy vào có thể đang luận bàn bên trong chiến thắng. Nếu trong vòng ba chiêu, miễn cưỡng đánh thành ngang tay, như vậy cái này gốc Tuyết Linh Thảo vẫn như cũ về Hattori tông chủ tất cả, ta chỉ cần mấy khỏa hạt cỏ là được. Tuyết Linh Thảo hạt cỏ, cũng giống vậy có thể làm thuốc. Tuyết Linh Thảo thành thục năm, ước chừng tại 3-4 khoảng trăm năm, bất quá dưới mắt cái này gốc, đã có ngàn năm dược tính, tự nhiên càng tốt. Tiêu Phàm có linh dược vườn, không có có thành thục linh thảo, có thể có được hạt cỏ làm giống, cũng rất tốt. Nếu là trồng tại gấp trăm lần khu, 3-4 năm liền làm được việc lớn. Người tu chân, chỉ là số năm khoảng chừng, tự nhiên hay là chờ được. Trên thực tế, Hattori giới xử trí một trạm tại gốc này Tuyết Linh Thảo bên cạnh, Tiêu Phàm liền hạ quyết tâm, chỉ cần hạt cỏ. Vì một gốc linh thảo, ở đây cùng Hattori giới xử trí triệt để vạch mặt, rất là không khôn ngoan. Hắn cố nhiên không sợ, vạn nhất Tân Lâm Uyển Thiên Thiên những cô nương này có ai thụ thương, liền được không bù mất. Chỉ là, nếu như trực tiếp mở miệng hướng Hattori giới xử trí muốn hạt cỏ, lấy lão gia hỏa này đa nghi tính cách, khẳng định cũng sẽ một tiếng cự tuyệt, luôn luôn muốn sinh xảy ra chuyện đến, còn không bằng luận bàn một trận. Liều mạng tranh đấu hắn không có nắm chắc, cũng không nhất thiết phải thế. Chỉ luận bàn ba chiêu, nghĩ đến vấn đề không lớn. Quả nhiên, Hattori giới xử trí nghe nói Tiêu Phàm chỉ cần hạt cỏ. Không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng, nói có thể. Chỉ cần ngươi có thể đỡ được ta ba chiêu, bất tử không tàn, coi như đánh thành ngang tay, Tuyết Linh Thảo hạt cỏ cho ngươi mấy khỏa, không thành vấn đề. Tuyết Linh Thảo hạt cỏ làm thuốc, cùng Tuyết Linh Thảo bản thân làm thuốc công dụng hoàn toàn khác biệt, mà lại luyện ra đan dược, cũng còn lâu mới có được hóa một đan hiệu quả thần kỳ. Chỉ đối trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ có tác dụng, Hattori giới xử trí một cách tự nhiên đem Tiêu Phàm dụng ý hiểu thành hắn muốn vì chính mình mấy tên thế thiếp luyện chế đan dược. Tân Lâm Uyển Thiên Thiên chư nữ cùng Tiêu Phàm chân thực quan hệ, Hattori giới xử trí nơi nào có thời gian dỗi đi một khảo chứng chứng thực. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói Hattori tông chủ tự tin như vậy. Mời đi, Hattori giới xử trí thân ảnh khẽ động, liền ra dược viên, đứng tại bên ngoài đá bạch ngọc tấm trên đường. Vẫn như cũ hai tay ôm ngực, không rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua theo sát phía sau từ linh dược vườn bên trong ra Tiêu Phàm. Tùng Tuyền đạo nhân cùng đôi kia vợ chồng tu sĩ, ngược lại là thức thời cực kỳ, lập tức đi theo đi ra, tuyệt không ở tại thuốc trong viên tự xử hiểm nghi chi địa. Tất cả mọi người từ vườn thuốc bên trong ra, Dung Thiên Tổ sư đứng được xa nhất. Trong mắt chỗ sâu, ẩn ẩn có máu ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy. Lộ ra cực kỳ yêu dị, từ khi tiến vào cái không gian này về sau. Dung Thiên Tổ sư trên thân kia cỗ man hoang khí tức, càng thêm nồng đậm. Vô luận hắn như thế nào che giấu, đều khó mà hoàn toàn che lấp lại đi. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới Hattori giới xử trí đối diện năm trượng chỗ, đứng vững thân thể, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Ngay cả Tuyên Minh chân quân đều ở trong lòng âm thầm cảm thán không thôi, người trẻ tuổi kia, quả nhiên có năm đó Thái Hưng chân nhân khí độ, thậm chí, riêng lấy khí độ mà nói, còn tại Thái Hưng chân nhân phía trên. Coi như đổi hắn Tuyên Minh chân quân, đối mặt Hattori giới xử trí dạng này một vị đã từng nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước mắt kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, trong đầu cũng sẽ thấp thỏm không thôi, không ngừng bồn chồn. Tại tu chân giới, thực lực tuyệt đối chênh lệch, có đôi khi là rất khó dùng cái khác kỹ xảo để đền bù. Mỗi một cảnh giới, đều sẽ vây khốn rất nhiều người, chân chính có thể tiến giai thành công, phượng mao lân giác, trăm bên trong vô một. Trong kim đan kỳ cùng kim đan hậu kỳ ở giữa,
thường thường chính là lạch trời, cuối cùng cả đời, cũng khó có thể vượt qua. Về phần Tùng Tuyền đạo nhân cùng đôi kia vợ chồng tu sĩ, càng là lo lắng bên trong ẩn tàng hưng phấn. Cố nhiên rất muốn mở mang kiến thức một chút hai vị này thần thông, lại lo lắng Tiêu Phàm vạn nhất bị Hattori giới xử trí trọng thương, cuộc sống của bọn hắn liền không dễ chịu. Không có Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh chân quân dẫn đầu, bọn hắn tuyệt đối không dám cùng hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ chống đối, lại có vật gì tốt, dĩ nhiên chính là trước tận lấy Hattori giới xử trí cùng Dung Thiên Tổ sư chọn lựa, chọn còn lại bọn hắn mới có thể phân đến một điểm canh thừa thừa thiêu đốt. Hattori giới xử trí lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, tay phải chậm rãi giơ lên, năm ngón tay xòe ra, dần dần lóe lên hào quang chói sáng, tại năm ngón tay ở giữa không ngừng ngưng tụ, thẳng đến hình thành một đoàn trắng xóa quang cầu, làm cho người đứng xem đều híp mắt lên hai mắt, không dám nhìn thẳng. Bá Hattori giới xử trí bỗng nhiên giương một tay lên, một con hào quang màu nhũ bạch ngưng tụ mà thành cực đại thiết quyền, liền hướng về Tiêu Phàm mãnh kích mà đi, phụ cận không khí đều từng đợt bắt đầu vặn vẹo, khí thế phi phàm. Tuyên Minh chân quân song mi bỗng nhiên nhào, lão quái này vật vậy mà không có thi triển bọn hắn yêu đao tông tuyệt kỹ, ngược lại dùng tới loại này nhìn qua vụng về vô so đấu pháp. Cái này pháp lực ngưng tụ mà thành thiết quyền, tốc độ cũng không nhanh, đừng bảo là Tiêu Phàm, coi như ở đây tu là thấp nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Tuyên Minh chân quân nhìn ra được, một quyền này không có hậu thủ gì, tránh thoát đến liền là tránh thoát đi. Nhưng mà càng là loại này nhìn như vụng về đấu pháp, đối Tiêu Phàm lại đặc biệt hữu hiệu. Tiêu Phàm sẽ không tránh. Điểm này, Tuyên Minh chân quân trong lòng hiểu rõ, Vô Cực Môn chư nữ cùng Mao Sơn tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không vừa lên đến liền yếu thế. Tiêu Phàm bên ngoài đồng hồ nho nhã ung dung, cùng nội tâm của hắn kiên nhẫn cương nghị thành chính so, nhìn lại càng nho nhã, làm việc càng kiên định. Hattori giới xử trí chính là nhắm ngay Tiêu Phàm cái này đặc điểm, lúc này mới sử dụng loại này cứng đối cứng đấu pháp, không có nửa điểm đầu cơ trục lợi chỗ trống. Quả nhiên, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, cũng là một trường đẩy ra. Một luồng kình phong tịch đi lên, trong hư không một đạo trường ảnh nổi lên, dù coi như đứng tại hơn 10 trường có hơn, mọi người cũng có thể cảm nhận được một trường này bên trong ẩn chứa bàng bạc chi lực. Hạo nhiên chính khí làm Vô Cực Môn chấn giáo thần công, pháp lực chi hùng hậu, căn cơ chi vững chắc, danh dương thiên hạ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cỗ cự lực ầm vang đụng vào nhau, nguyên vốn cũng không cùng thiết quyền dày đặc trường ảnh, lập tức kịch liệt hoảng đáng. Hattori giới xử trí khóe miệng hiện lên một tia trào phúng chi ý. Tiểu bối này nhìn qua tính trước kỹ càng, nguyên lai chỉ là hư hữu nó đồng hồ, ngoài mạnh trong yếu. Loại này thuần túy pháp lực so đấu, kẻ lực mạnh thắng, lực yếu người bại, nhưng mảy may cũng làm không được giả, lấy không được xảo. Nhưng là rất nhanh, Hattori giới xử trí mỉa mai ý cười liền cứng ở trên mặt. Chỉ nghe phanh một tiếng, màu ngà sữa trường ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, nổ bể ra đến, còn không có đợi mọi người lên tiếng kinh hô, ngay tại ban đầu trường ảnh biến mất chỗ, cái thứ hai trường ảnh nổi lên, lần nữa chống đỡ thiết quyền. Sau một lát, cái thứ hai trường ảnh cũng từng mảnh vỡ vụn, thiết quyền gào thét mà trước, Tiêu Phàm cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem, không tránh không né, ngay cả lông mày mau đều không nháy mắt một chút. Thiết quyền đánh tới trước mặt hắn vài thước chỗ, rốt cục không kiên trì nổi, lắc lư hai lần, cũng ầm vang nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số sữa điểm sáng màu trắng, tiêu tán thành vô hình. Tiêu Phàm tóc cùng tay áo bay dương mà lên, vây xem mọi người nhất thời thở phào một hơi, nhìn chuyện này hình, Tiêu Phàm pháp lực cố nhiên còn không bằng Hattori giới xử trí như vậy hùng hậu, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhất là Tiêu Phàm đối lẫn nhau lực lượng nắm chắc chi tinh chuẩn, càng là làm người thán phục. Trong lòng sớm đã tính sẵn, trải qua hai vòng tiêu hao về sau, thiết quyền đã là cường nỗ chi kết thúc. Đối với mình tạo thành không được bất cứ thương tổn gì, vì vậy mới dám bình tĩnh đứng ở nơi đó, không tránh không né. Phần này định lực, nhất là để người kinh thán không thôi. Rất tốt, không nghĩ tới Vô Cực truyền thừa, còn có dạng này vận dụng pháp lực khiếu môn, ngược lại là lão phu xem thường ngươi. Tiếp xuống, Tiêu đạo hữu thử một chút lão phu đao pháp như thế nào. Hattori giới xử trí hai mắt khẽ híp một cái, mang theo kinh ngạc nói, lập tức duỗi tay đè chặt bên hông trường đao chuôi đao. Ánh mắt nháy mắt liền trở nên âm lãnh như băng. Thậm chí hắn không khí bên người, cũng vì đó cứng lại, trở nên băng hàn, chuyển động mất linh. Nghe qua yêu đao đại danh, tại hạ nguyện ý lĩnh giáo. Tiêu Phàm vẫn như cũ nhàn nhạt, nhìn không ra hắn có cái gì khẩn trương vẻ lo lắng. Dù sao đã cùng trong kim đan kỳ đỉnh phong Sarutobi Y Sương giao thủ qua, Sarutobi Y Sương cố nhiên khẳng định không bằng sư phụ hắn,
nhưng cũng là yêu đao tông chính tông truyền thừa, hai sư đồ vận dụng yêu đao đao pháp, hẳn là một mạch tương thừa, không có khác biệt về bản chất. Thấy Tiêu Phàm chấn định như thế tự nhiên, Hattori giới xử trí xong mi giơ lên, trong mắt hung quang lấp lóe, phụt một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ. Tựa như một đạo sáng như tuyết thiểm điện, bỗng nhiên xé rách trời cao. Người đứng xem từng cái sắc mặt đại biến. Dưới đáy nước kim tự tháp bên ngoài, đoàn người đều được chứng kiến một lần Hattori giới xử trí yêu đao, bất quá kia là dưới đáy nước, Hattori giới xử trí lại ẩn thân ở cuồn cuộn trong hắc vụ, sáng như tuyết đao quang chỉ thấy một nửa, giống như nhìn thoáng qua, rất chưa hết hứng. Bây giờ gần ngay trước mắt, mọi người lại phát hiện, bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm, trong truyền thuyết yêu đao chân thực diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sáng như tuyết đao mang, chiếu sáng rạng rỡ. Phảng phất trong nháy mắt này, hết thảy chung quanh đều không tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy Hattori giới xử trí cùng trước người hắn đoàn kia chói mắt đao quang. Mọi người tại chỗ, ai đều không phải đèn đã cạn dầu, ai cũng được chứng kiến sắc bén binh khí, nhưng cho tới bây giờ, nhìn thấy Hattori giới xử trí yêu đao, mọi người tại rốt cuộc minh bạch, cái gì mới gọi là chân chính sắc bén vô song. Tin tưởng tại chuôi này yêu đao một chảm phía dưới, thế gian không có có đồ vật gì là bổ không ra. Hattori giới xử trí hai tay nắm ở yêu đao chuôi đao, chậm rãi giơ lên, hai mắt khép hờ, toàn thân pháp lực, dần dần hướng lưỡi đao bên trong rót vào. Nguyên bản liền sáng như tuyết chói mắt đao mang, chậm chậm lưu động, tựa như một con dao long sống tới, tại yêu đao phong lưỡi đao chi bên trên qua lại du động, ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm. Giờ khắc này, trong mắt mọi người chỉ thấy một đoàn càng ngày càng lóa mắt càng ngày càng chói mắt đao quang, thậm chí ngay cả Hattori giới xử trí đều không nhìn thấy. Tu vi yếu kém người không thể không có chút nhắm mắt lại, đem ánh mắt thoảng qua giờ chút. Tiêu đạo hữu, người hay là không tránh không né sao? Chói mắt trong ánh đao, truyền đến Hattori giới xử trí thanh âm lạnh lùng. Nói đùa cái gì, cái này phép khích tướng cũng dùng đến quá tuyệt đi. Ai dám đối mặt dạng này sắc bén vô luân yêu đao, không tránh không né. Uyển Thiên Thiên Trần Dương liền không nhịn được muốn mắng lên. Có thể, ta thử nhìn một chút, ai ngờ sau một khắc, đối diện liền truyền đến Tiêu Phàm vẫn như cũ bình thản thanh âm, không có chút rung động nào. Chương 741, chật vật. Thật sao, ha ha, ha ha ha. Dạng này đáp án, thậm chí ngay cả Hattori giới xử trí chính mình cũng không tưởng được. Nguyên bản hắn hỏi một câu kia, liền là muốn triệt để chọc giận Tiêu Phàm. Cao thủ so chiêu, bất kỳ cái gì cảm xúc kích động đều là tối kỵ, càng là phẫn nộ càng là dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào. Những cái kia tu luyện mấy trăm năm lão yêu quái, liền không có ai là hơi một tí liền giận dữ xuất thủ. Đừng bảo là tu luyện mấy trăm năm, liền xem như người bình thường, sống mấy chục năm về sau, ai còn không có điểm lòng dạ. Tùy tiện bị người vẩy một cái đùa, liền giận tím mặt, liền nổi trận lôi đình. Đây không phải là tiên sư, kia là lưu manh. Hattori giới xử trí cũng chính là nhìn Tiêu Phàm tuổi tác rất, mới làm như thế cái nhìn như ngây thơ phép khích tướng. Chỉ có cao minh lắc lư người mới rõ ràng, càng là nhìn qua ngây thơ buồn cười phép khích tướng, càng là có thể lên tác dụng không tưởng tượng nổi. Chỉ là Hattori giới xử trí ngàn vạn không ngờ đến, tác dụng vậy mà như thế lớn. Tiêu Phàm một nháy mắt liền biến thành thằng ngu, thế mà một lời đáp ứng thử nhìn một chút. Không tránh không né, đón hắn yêu đao một chảm, trên thế giới thế mà thật sự có như thế cuồng vọng ra hỏa. Uyển Thiên Thiên cùng Trần Dương đều nắm chặt nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Một bộ muốn gọi lại không dám gọi dáng vẻ. Cái này ngay miệng, tối kỵ nhiễu loạn Tiêu Phàm tâm thần. Tân Lâm nhẹ khẽ cắn chặt bờ môi, Cơ Khinh Sa tú mỹ song mi chăm chú nhỏ cùng một chỗ. Bá Hattori giới xử trí tiếng cười im bặt mà dừng, yêu đao một tiếng rít, một đạo dài đến hai trượng đao mang, từ sáng như tuyết trùm sáng bên trong bắn ra. Hattori giới xử trí hai tay mãnh nhìn về phía vung lên, thật dài đao mang chém bay mà trước, đao mang phía trên, một con dao long hư ảnh. Có thể thấy rõ ràng. Theo đao mang, dương nanh múa vuốt hướng về Tiêu Phàm bổ nhào mà đi. Tiêu Phàm mười ngón duỗi ra, giữa ngón tay hồ quang điện lập lòe, bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, vô số tinh xảo hồ quang điện lóng lánh, tấn mãnh vô cùng đánh trúng đao mang. Trong khoảnh khắc liền tạo thành một chương lưới điện, đem đao mang bao vây lại. Hattori giới xử trí một tiếng nhe răng cười, chỉ thấy hồ quang điện tại đao mang một chảm phía dưới, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa thành vặn vẹo màu trắng con run, ở giữa không trung tiêu tán thành vô hình. Đao mang lại vô bất kỳ trở ngại nào, hướng về Tiêu Phàm trên đỉnh đầu thẳng bổ xuống. Đúng lúc này, kim quang lóe lên, một mặt vàng óng ánh kiếm bát quái phóng lên tận trời,
Trên mặt kính âm dương đồ án cùng bát quái phù văn hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên nâng thẳng chém xuống đến đao mang. Nhìn như khí thế hùng hổ, không thể cùng kháng sáng như tuyết đao mang, lập tức liền lâm vào vàng óng ánh quang mang bên trong, lập tức trở nên chậm chạp vô so. Món pháp bảo này, hách lại chính là Tiêu Phàm vừa mới tại luyện khí đường đạt được kia mặt âm dương kiếm bát quái, pháp bảo thượng phẩm uy lực, quả nhiên không phải tầm thường, như thế tấn mãnh vô địch đao mang, cũng bị nhẹ nhõm chống đỡ. Đứng ngoài quan sát chư nữ lập tức từng cái nhẹ nhàng thở ra. Trần Dương càng là vui vẻ ra mặt, sự thật chứng minh, các nàng giờ phút này thật đúng là cao hứng quá sớm. Đao mang trên không tuyết trắng giao long hư ảnh, một tiếng long ngâm, mở cái miệng rộng, bỗng nhiên nhào về phía dưới âm dương kiếm bát quái. Cái này tuyết trắng giao long không hổ là yêu đao, đao mang biến thành yêu linh, ẩn chứa yêu đao quỷ dị chi lực, Hattori giới xử trí yêu đao. Vốn là yêu đao tông chấn tông chi bảo, đủ đưa thân tại pháp bảo cực phẩm hàng ngũ. Cứ việc hiện tại Hattori giới xử trí chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, không thể hoàn toàn phát huy chuôi này yêu đao chi lực, nhưng toàn lực thi triển phía dưới, yêu đao chi linh cũng không phải pháp bảo thượng phẩm có thể ngăn cản được. Âm dương kiếm bát quái quang mang lập tức liền trở nên ảm đạm, bất quá kiên trì một lát. Liền một tiếng gào thét, hoàn nguyên thành diện mục thật sự, linh quang ảm đạm, hướng dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Không có trở ngại đao mang, thẳng bổ xuống. Màu đỏ sậm đao mang lóe lên, Tiêu Phàm trong tay hiện ra một thanh hẹp hẹp trường đao, cũng là một đao bổ ra, lập tức hỏa diễm bốc hơi mà lên, chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao, trở nên như là hỏa lô. Trong nháy mắt, sáng như tuyết đao quang liền bị bốc hơi liệt diễm bao khỏa trong đó. Liệt diễm kịch liệt quay cuồng lên, bạch mang hồng quang, chiếu sáng bên cạnh người quan chiến ngay cả con mắt đều không mở ra được. Đang lúc mọi người cố gắng trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ thời điểm, ầm vang một tiếng. Hỏa diễm bỗng nhiên biến mất, Viêm Linh Chi nhận hoàn nguyên thành một thanh màu đỏ sậm nhỏ hẹp trường đao, nguyên bản khí thế hùng hổ không ai bì nổi sáng như tuyết đao mang cùng đầu kia tuyết trắng giao long hư ảnh, lại không thấy bóng dáng, tựa hồ bị chói chang liệt diễm triệt để bốc hơi rơi. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, đem rơi xuống đất âm dương kiếm bát quái thu tay về bên trong, nhìn kỹ, thấy pháp bảo này chỉ là linh quang ảm đạm, vẫn chưa bị hao tổn, lúc này mới yên tâm. Trước đây không lâu cầm tới cái này kiếm bát quái thời điểm, Tiêu Phàm hơi một kiểm trắc, liền biết đây là một kiện khuynh hướng phòng ngự tính bảo vật. Đạo gia kiếm bát quái, vốn là công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo, nhưng đến cùng là chủ công hay là chủ thủ, muốn xem pháp bảo lúc trước luyện chế thời điểm, chủ yếu được trao cho loại kia thuộc tính. Loại kia công kích rất sắc bén, phòng thủ cũng rất kiên cố kiếm bát quái, đương nhiên càng là không tầm thường tốt bảo vật. Bất quá lấy phòng ngự là chính pháp bảo thượng phẩm, nó lực phòng ngự mạnh, cũng đã vô cùng ghê gớm. Đây cũng là Tiêu Phàm có can đảm không tránh không né, đón đỡ Hattori giới xử trí yêu đao một trảm nguyên nhân. Trước lấy lôi điện chi lực tiêu hao một chút đao mang uy năng, lại lấy kiếm bát quái ngăn cản, tiến một bước tiêu hao đao mang uy năng, tối hậu quan đầu, lại lấy đồng dạng sắc bén vô song Viêm Linh Chi nhận đến chống đỡ, liệu hẳn là đầy đủ. Trên thực tế, âm dương kiếm bát quái phòng ngự hiệu quả, còn càng tại Tiêu Phàm đoán trước phía trên. Dù sao hắn vừa mới đạt được món bảo vật này, thậm chí đều còn đến không kịp quen thuộc nó pháp môn sử dụng, liền đã biểu hiện không tầm thường. Chờ sau này có thời gian, hảo hảo nghiên cứu một phen, nhất định có thể tiến thêm một bước phát huy bảo vật uy năng. Trước đó, bởi vì có Càn Khôn đỉnh, Viêm Linh Chi nhận, Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn chí bảo như thế nơi tay, Tiêu Phàm rất có điểm không lọt nổi mắt xanh những bảo vật khác, hiện tại xem ra, lại là muốn một lần nữa nhận biết pháp bảo uy năng, nhất là pháp bảo thượng phẩm, tác dụng không thể khinh thường. Nếu như là pháp bảo cực phẩm, uy lực tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Mắt thấy Tiêu Phàm thật không tránh không né, ngạnh sinh sinh tiếp mình một đao, Hattori giới xử trí khóe miệng kia tia khinh thường chi ý, rốt cục triệt để thu vào, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng chấn kinh. Từ trước đến nay yêu đao tông chính là lấy lực công kích cường hãn mà xưng. Mặc dù bọn hắn chủ công pháp tiến giai, cực kỳ gian nan, là công nhận mấy loại khó khăn nhất tiến giai chủ tu công pháp một trong. Nhưng sau khi luyện thành, uy lực mạnh cũng là không cùng luân so. Cùng giai tu sĩ bên trong, trên cơ bản khó gặp đối thủ. Hattori giới xử trí năm đó, liền từng lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, lực chém qua Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Về phần đối phó so với mình cảnh giới thấp tu sĩ, cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay. Yêu đao tông đệ tử, có không ít miểu sát đê giai đối thủ trận điển hình. Thậm chí cùng giai tu sĩ, nếu như đối phương chủ tu công pháp uy lực so sánh nhỏ, lại không có cái gì đem ra được pháp bảo pháp khí. Yêu đao tông đệ tử cũng có thể miểu sát đối thủ. Hiện tại,
đối mặt với lý luận tu vi so với mình thấp một cái đại cảnh giới, thực tế tu vi cũng so với mình thấp một giai Tiêu Phàm, Hattori giới xử trí liên tục hai chiêu tiến công. Đều bị đối phương bình chân như vại hóa giải. Nhất làm cho Hattori giới xử trí trên mặt không nhịn được chính là Tiêu Phàm thế mà một mực đứng ở nơi đó bất động. Đến cùng ai cảnh giới càng cao một chút, Tiêu đạo hữu, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn. Bất quá cái này chiêu thứ ba, ngươi còn có thể đứng tại chỗ bất động tiếp xuống sao? Hattori giới xử trí hai mắt nhíu lại, chậm chậm nói, ngữ khí bình tĩnh như trước tự nhiên, tựa hồ hắn ép căn bản không hề tại sử dụng phép khích tướng. Uyển Thiên Thiên rốt cục nhìn không được châm chọc nói, Hattori tông chủ, chúng ta thật sự là lĩnh giáo. Nguyên lai đông đảo tu tiên giả, đều là thông minh như vậy hơn người. Đồng dạng phép khích tướng, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần dùng, người không ngại mất mặt. Chúng ta đều vì ngươi thẹn phải hoảng. Trần Dương lập tức nói, đúng vậy a, ngươi nếu là đánh không lại, sớm làm nhận thua, nào có ngươi dạng này luận bàn. Để ngươi đứng kia bất động, tùy ngươi chặt, ngươi còn chặt không chúng. Ha ha. Đã không có lá gan này, vậy coi như ta không nói gì. Tiêu đạo hữu, chiêu thứ ba đến, đón lấy đi. Hattori giới xử trí cười to một tiếng, thế mà cũng lời nói mang theo sự châm chọc nói, đến trong miệng hắn, Tiêu Phàm không đứng tại chỗ bị đánh. Ngược lại biến thành không có can đảm, xem ra đổi trắng thay đen chi đồ, vô luận cái kia cái thế giới đều giống nhau có, mà lại không ít. Hattori tông chủ, mời ra chiêu. Tiêu Phàm vẫn lạnh nhạt nói, cổ tay khẽ đảo. Trong tay trừ một chương định thân phù. Một lời chưa tất, bỗng nhiên phanh một tiếng, một lớn bồng hắc vụ bay lên, còn không có đợi mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái này bồng hắc vụ liền lập tức tràn ngập ra, đem phương viên hơn 10 trượng phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Nhẫn thuật, Đàm Hiên Tân Lâm hai vị này được chứng kiến đông đảo nhẫn thuật người. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc không nghĩ tới, tại loại này cấp bậc trong tranh đấu, còn có người sử xuất nhẫn thuật thủ đoạn. Bất quá lần này lại là Đàm Hiên cùng Tân Lâm hiểu lầm, đông đảo nhẫn thuật, vốn là từ Yêu Đao Tông lưu truyền ra đi, phàm tục ở giữa ninja, học xong Yêu Đao Tông ẩn nặc thuật một điểm ra mau, sáng chế ninja lưu phái. Hắc phụ tràn ngập thời điểm, khoảnh khắc liền mất đi Hattori giới xử trí thân ảnh. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, quả thật đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngón tay búng một cái, định thân phù một bắn mà ra, chui vào dưới chân của mình không thấy bóng dáng. Đúng lúc này, vừa mới thi triển thuật độn thổ đi tới Tiêu Phàm dưới chân Hattori giới xử trí, còn không tới kịp phát động công kích, đã cảm thấy xung quanh thổ địa siết chặt, nháy mắt trở nên cứng như kim thiết, vừa mới đưa ra một nửa yêu đao, cùng bản thân hắn đồng dạng, ngạnh sinh sinh bị giam cầm ở nơi đó. Ngũ hành cấm chế, Hattori giới xử trí vừa sợ vừa giận, vừa tức giận, Tiêu Phàm vậy mà dùng loại này thấp chờ ngũ hành cấm chế chi lực tới đối phó hắn vị này kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Dạng này khó trách Hattori giới xử trí chưa hề lĩnh giáo qua phái Mao Sơn định thân phù, đem nó xem như phổ thông ngũ hành cấm chế chi lực, tự nhiên tức giận khó nhịn, cảm thấy Tiêu Phàm quả thực chính là đang vũ nhục hắn. Nhưng mà mặc kệ trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì, cái này ngũ hành cấm chế chi lực, thật đúng là cầm cố lại hắn hành động, cứ việc sau một khắc, Hattori giới xử trí toàn thân mãnh liệt mà ra pháp lực, liền đem định thân phù cấm chế xông đến thất linh bát lạc, nhưng mà Tiêu Phàm tranh chính là cái này trong chốc lát giảm sóc. Hattori giới xử trí càng không biết, tại Tiêu Phàm thiên nhãn thần thông phía dưới, mặc kệ là hắn lúc trước thả ra mê vụ hay là dưới mắt sử dụng thuật độn thổ, đều không có chút nào ẩn nấp hiệu quả, bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Duy nhất đáng lo người, chính là động tác của hắn quá nhanh, Tiêu Phàm cần một chút xíu giảm sóc thời gian. Một chương định thân phù, liền vì Tiêu Phàm tranh thủ đến trong chớp nhoáng này tiên cơ. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận lần nữa nổi lên. Xem đao. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, tinh viêm thần binh liệt diễm bừng bừng, chém bay mà hạ. Ngay vào lúc này, Hattori giới xử trí đã xông mở ngũ hành cấm chế chi lực, vùng vẩy yêu đao, từ lòng đất xiết ra, chỉ thấy trước mắt hồng quang một mảnh, sóng nhiệt thiêu đốt người, không khỏi quá sợ hãi, chú ý không được công kích Tiêu Phàm, hai tay cầm đao, nằm ngang ngăn cản một chiêu, đương một tiếng vang giòn, cuối cùng ngạnh sinh sinh chống đỡ lực bổ xuống viêm linh chi nhận. Phát sinh ở trong sương mù đây hết thảy. Người vây xem là thấy không rõ lắm. Sau một khắc, chỉ thấy mê vụ bỗng nhiên tiêu tán, Tiêu Phàm hai tay để sau lưng, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất chưa hề di động qua vị trí. Mà Hattori giới xử trí thì đứng cách hắn nam trượng bên ngoài địa phương, tóc lông mày mau đều mang theo quan xoắn, ẩn ẩn nghe được một cỗ khét lẹt khí tức, vậy mà rất có mấy phân dáng vẻ chật vật. Hai mắt hung tợn tiếp cận Tiêu Phàm, từ bộ dáng kia nhìn,
tựa hồ hận không thể một ngụm đem Tiêu Phàm nuốt xuống, cắn phải vỡ nát. A Trần Dương cùng Uyển Thiên Thiên đồng thời hoan hô lên, giơ lên bốn cái trắng bóc tay nhỏ, tại không trung kích hai trường. Một cái tân chiều phải không thể mới hơn nửa chiều động tác. Ba chiều đã qua, hai vị đạo hữu thần thông phi phàm, lão đạo mở rộng tầm mắt. Đã người này cũng không thể làm gì được người kia, liền làm ngang tay kết thúc, như thế nào? Tuyên Minh Chân Quân cố nín cười ý, nghiêm trang nói. Bất quá hắn kia trên trán chế giễu chi tình, vô luận ai nấy đều thấy được. Chương 742, Thạch Điện. Hattori giới xử trí trùng điệp hừ một tiếng, ống tay áo phất một cái, quay người liền tiến vào dược viên. Dung Thiên Tổ sư ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc, không rên một tiếng, cũng đi theo Hattori giới xử trí sau lưng, trở lại thuốc trong viên. Tùng Tuyền đạo nhân cùng vợ chồng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trận này luận bàn, thì ra là như vậy một kết quả, thực tế để nhân ý không ngờ được. Nhưng là bọn hắn nhưng không có vội vã về dược viên đi, mà là nhìn qua Tiêu Phàm, bày làm ra một bộ duy như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Đã người ta nắm đấm đủ cứng, tự nhiên là phải làm đại ca. Vô luận tới chỗ đó, đều là như thế cái quy củ. Cùng một tên kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn tu sĩ mặt đối cứng ba chiêu, một bước cũng không nhường, đến cuối cùng còn hơi chiếm thượng phong, tại trong mắt người khác, Tiêu Phàm tự nhiên càng thêm thần bí khó lường. Bất quá Tiêu Phàm mình, tựa hồ cũng không có quá đắc ý, ngược lại song mi có chút nhàu một chút. Cuối cùng một kích này, nhìn như đại chiếm thượng phong, kỳ thực là lấy xảo. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn cùng Sarutobi Y Sương giao thủ qua, đối yêu đao tông đối địch thủ pháp, có hiểu biết. Nhất là Hattori giới xử trí cuối cùng xuất ra chiêu số, quả thực cùng Sarutobi Y Sương không có sai biệt, chỉ là Hattori giới xử trí động tác càng nhanh, xuất thủ ác hơn. Lúc nào cũng khắp nơi đều liệu trước tiên cơ, một trận chiến này nếu là không thể chiếm được thượng phong, ngược lại kỳ quái. Để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, Hattori giới xử trí tránh thoát định thân phù trói buộc tốc độ, cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, vẻn vẹn chỉ dựa vào tự thân hùng hậu pháp lực, Hattori giới xử trí liền xông phá định thân phù cấm chế chi lực, ngăn trở hắn gấp bổ xuống hỏa diễm đao. Trên thực tế cuối cùng một kích này, Tiêu Phàm là động sát cơ. Cùng Hattori giới xử trí ở giữa, đã không có hóa thủ thành bạn khả năng, cũng không có hóa thủ thành bạn tất yếu, chỉ có thể là tử địch. Như vậy có cơ hội diệt sát hắn, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không nương tay. Chỉ tiếc, tối hậu quan đầu hay là thất bại trong gang tấc, bị Hattori giới xử trí trốn qua một kiếp. Thậm chí ngay cả bị thương ngoài da đều không có, chỉ là thiêu hủy một chút tóc lông mày mao. Nhìn qua chật vật mà thôi, Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, nguyên anh trung kỳ tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm, tốc độ phản ứng, thực tế là ngoài dự liệu. Hattori giới xử trí một thấy mình lâm nguy, cơ hồ không có chút gì do dự, cũng không có suy nghĩ muốn dùng pháp bảo gì, trực tiếp chính là bản năng nhất phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất, xông phá định thân phù ràng buộc. Chỉ cần chậm hơn nửa phân, Hattori giới xử trí ngạnh sinh sinh chúng vào viêm linh chi nhận một chạm, không chết cũng phải trọng thương. Hiện tại cơ hội đã mất, Hattori giới xử trí tất nhiên sẽ đối Tiêu Phàm cũng đề cao 12 phân cảnh giác, cơ hội như vậy rất khó lại có. Sau đó, Hattori giới xử trí mặt ngoài thái độ, phát sinh một chút biến hóa, Tiêu Phàm trở lại dược viên, Hattori giới xử trí khẽ vươn tay, lấy xuống tuyết linh thảo toàn bộ hạt cỏ, ném cho Tiêu Phàm. Lạnh nhạt nói, Tiêu chân nhân, tiếp hảo. Tiêu Phàm tiếp nhận hạt cỏ, mỉm cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó linh dược phân phối, là một cái tương đối quá trình dài dằng dặc, tương đối luyện khí đường những pháp bảo kia pháp khí cùng tài liệu phân phối, còn muốn hao phí nhiều thời gian hơn. Bởi vì có chút linh dược cần phải xử lý, có chút linh dược cần cấy ghép. Đều muốn phí không ít công phu, dù sao không phải ai đều cùng Tiêu Phàm đồng dạng, mang theo trong người một cái linh dược vườn, chỉ cần đem linh dược cả cây từ dưới đất móc ra, ném tiến vào linh dược vườn là được. Thổ địa công tự sẽ đem những linh dược này một rời một cái thực đến linh dược vườn bên trong. Đối đã hoàn toàn thành thục linh quả linh dược, trực tiếp xử lý. Cất giữ tại linh dược vườn trong khố phòng, tùy thời dự bị. Tất cả đây hết thảy, Tiêu Phàm đã phân phó thổ địa công, trong thời gian nhất định, không cần lại phân phó lần thứ hai. Rất có hí kịch tính chất chính là, khi bọn hắn đem dược viên linh thảo linh quả linh dược linh thụ dưa được chia không sai biệt lắm thời điểm, Thương Ngô Tam Hữu cùng mấy tên khác tu sĩ, cũng chạy tới nơi này, bọn hắn so bên này còn muốn trước một bước đuổi tới Hoàng Kim Đại Điện. Là từ bên phải sơn son đại môn đi vào. Theo bên phải tìm kiếm một vòng, trăm sông đổ về một biển, lại tại dược viên này cùng Tiêu Phàm bọn hắn gặp mặt. Chỉ tiếc, bọn hắn chạy đến thời điểm,
chỉ có thể đối đầy sân bùn đất ngẩn người, tự nhiên từng cái buồn nản không thôi. Bất quá bên này linh dược đã phân phối hoàn tất, cũng chỉ có thể tự nhận không may, cũng không dám cứng rắn đoạt. Kỳ thật thu hoạch của bọn hắn cũng không ít, ở bên phải tìm được phòng luyện đan, đồng dạng tại đan thất bên trong phát hiện rất nhiều thành phẩm bán thành phẩm đan dược, cùng rất nhiều luyện đan dược tài. Chính là bởi vì đan dược quá nhiều, bọn hắn phân phối thời điểm tranh chấp không ngớt, tốn hao quá nhiều thời gian, mới trễ một bước đuổi tới dược viên bên này. Nếu không, dương mắt nhìn liền nên là Hattori giới xử trí cùng Tiêu Phàm bọn hắn. Một nghe bọn hắn tìm được không ít thành phẩm đan dược, Hattori giới xử trí song mi bỗng nhiên một dương. Đối tại hắn hiện tại đến nói, có thể tăng tiến vào hoặc là khôi phục nhanh chóng tu vi đan dược, vượt xa pháp bảo thượng phẩm. Thân là yêu đao tông tông chủ, đã từng nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đừng bảo là pháp bảo thượng phẩm, liền xem như pháp bảo cực phẩm, hắn tùy thân mang theo, cũng không chỉ một kiện. Mấu chốt hắn dưới mắt tu vi không đủ, những này pháp bảo cực phẩm uy lực căn bản liền không phát huy ra được, nếu không, vừa rồi như thế nào lại thua ở một cái trong kim đan kỳ tu sĩ trong tay, mặt mũi mất hết. Bất quá nghĩ đến, nơi này hẳn là cũng sẽ không lưu lại loại kia nghịch thiên đan dược. Quý giá như vậy đồ vật, liền xem như tình thế lại khẩn cấp, cũng sẽ bị người tiện tay mang đi. Càng lớn khả năng, là căn bản liền sẽ không đặt tại như vậy dễ thấy địa phương. Nhất định là môn phái tu sĩ cấp cao tùy thân mang theo. Lập tức mọi người hợp binh một chỗ, tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò. Một cái thạch điện, rất nhanh, một cái thạch điện ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Đoàn người đều kìm lòng không đặng ngẩng đầu hướng lên, sau đó liền thấy kim chói nóc nhà. Không sai, bọn hắn vẫn như cũ còn tại Hoàng Kim Đại Điện bên trong. Nhưng mà, tại tòa này Hoàng Kim Đại Điện bên trong, lại xuất hiện một cái thạch điện. Cũng may mọi người kiến thức đến nơi đây không gian chỗ thần kỳ thực tế quá nhiều, đối với loại trình độ này quỷ dị, đều không cảm thấy kinh ngạc. Tòa này thạch điện cùng Hoàng Kim Đại Điện cái khác các nơi lối kiến trúc, khác hẳn hoàn toàn, nhìn một cái, liền cực kỳ cổ phác. Thạch điện cũng 10 điểm cao lớn, lấy cả khối đá xanh lũy thế mà thành, mang theo 10 điểm nặng nề cảm giác tang thương, xem xét chính là rất cổ lão kiến trúc, cùng Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Kim Đại Điện hoàn toàn không hài hòa. Bỏ qua một bên khác một mặc kệ tất cả, đơn thuần từ lối kiến trúc đi lên suy đoán, tòa này thạch điện cùng Hoàng Kim Đại Điện xây thành thời gian, chí ít chênh lệch hai đã ngoài ngàn năm. Nếu không, sẽ không cho người tạo thành lớn như thế thị giác tương phản cùng tâm lý tương phản. Trước có tòa này thạch điện, sau đó mới có Hoàng Kim Đại Điện. Uyển Thiên Thiên rất khẳng định nói, không có người phản bác nàng, trên thực tế, tất cả mọi người có cảm giác như vậy. Trần Dương Trần chờ nói, kia có khả năng hay không? Tòa này thạch điện chính là tạp mã tổ vu tỏa hóa chỗ. Hoàng Kim Đại Điện là về sau dựng lên, hậu bối tử tôn ở đây vì tổ vu trông coi ngủ lăng. Như trước vẫn là không người phản bác, Trần Dương cái này suy luận, đạt được mọi người tán đồng. Hoặc là, căn bản cũng không phải là thủ lăng, mà là dựa vào tổ vu lăng mộ, dựng lên một môn phái tổng đàn. Từ luyện khí đường cùng dược viên quy mô đến xem, khả năng này cực lớn. Vẻn vẹn một cái trông coi tổ lăng chi nhánh. Đều có dạng này kích thước khổng lồ, môn phái này to lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Mấu chốt là, thật có dạng này quy mô to lớn môn phái, Hattori giới xử trí cùng Tuyên Minh chân quân những này ngàn năm trước lão quái vật, không có khả năng hoàn toàn không biết gì. Bất quá dưới mắt, tự nhiên là không thể nào khảo chứng. Cũng may mọi người cũng không phải vì khảo chứng mà đến, bọn hắn là đến tầm bảo, mà lại cho tới nay, đạt được chỗ tốt đã không ít. Cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Cho dù ai đều muốn vừa lòng thỏa ý. Tòa này thạch cửa đại điện, bảo vệ thạch nhân nhiều hơn, dọc theo thạch điện tường vây, cách mỗi hai trượng, liền đứng một cái cao khoảng một trượng tượng đá, cầm qua đứng thẳng, tướng mạo thô kệch, khí thế nghiêm nghị. Trừ thạch nhân, còn có thạch thú, chạm trổ cùng thạch nhân không có sai biệt, chiều cao hai trượng trở lên, uy phong lẫm lẫm thủ hộ tại thạch cửa đại điện, để người gặp một lần phía dưới, liền trong lòng nghiêm nghị. Thương Ngô Tam Hữu họ Kim đầu đà bỗng nhiên truyền âm cho Tuyên Minh chân quân, nói Tuyên Minh đạo hữu, người có hay không cảm thấy những thạch nhân này có chút quỷ dị. Tuyên Minh chân quân giật mình, cũng truyền âm trở về, nói thế nào, Kim đạo bạn cảm thấy có gì không ổn sao? Họ Kim đầu đà song mi nhíu chặt, nói có gì không ổn ngược lại là chưa nói tới, ta ở phía trước, một liền xuất thủ đánh nát ba cái tượng đá, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, theo lý hẳn là không cái gì cổ quái. Nhưng cái này trong lòng, không biết tại sao, chính là không nỡ. Nói đến, họ Kim đầu đà còn chỉ có thể cùng Tuyên Minh chân quân truyền âm tâm sự việc này. Hattori giới xử trí tu vi mặc dù tối cao, lại là cái đông đảo người, Dung Thiên Tổ Sư xem xét cũng là dị tộc,
Tiêu Phàm tuổi còn rất trẻ, chỉ có Tuyên Minh chân quân là ngàn năm trước lão quái vật, có thể xưng kiến thức rộng rãi, lại là phái Mao Sơn chân quân, đối quỷ mị yêu tà hẳn là có đặc thù phân biệt năng lực. Tuyên Minh chân quân không khỏi cười khổ một tiếng, thì ra là không chỉ một mình hắn có quỷ dị như vậy cảm giác, cái này họ Kim đầu đà so hắn còn nhiều hơn nghi, thế mà liên tiếp đánh nát ba cái tượng đá. Không dối gạt Kim đạo bạn, ta cũng giống như ngươi, đánh nát qua thạch nhân. Nghe Tuyên Minh chân quân vừa nói như vậy, họ Kim đầu đà ngược lại nhẹ nhàng thở phào một cái, nói, đã ngay cả Tuyên Minh đạo hữu đều không có phát hiện dị thường, kia chính là ta nghĩ nhiều. Tuyên Minh chân quân lắc đầu, không nói gì nữa. Có phải là nghĩ nhiều, hiện tại thật đúng là không tốt có kết luận, chỉ là đã đến nơi này, lúc trước lại lấy được nhiều như vậy đồ tốt, cứ như vậy quay đầu rời khỏi, không đến thạch điện bên trong đi nhìn một chút, vô luận như thế nào đều sẽ không cam lòng. Tòa này thạch điện đại môn đóng chặt, họ Kim đầu đà một ngựa đi đầu, giương một tay lên bên trong nguyệt nha sạt, một đạo hung mãnh phong nhận, chém bay đi, ầm vang một tiếng, trên cửa đá tản mát ra bạch quang chói mắt, đem họ Kim đầu đà cái này hung mãnh một kích, dễ dàng liền hóa giải. Họ Kim đầu đà trên mặt mũi có chút không nhịn được, lại nhấc lên đan điền chân nguyên, toàn lực xuất kích, như trước vẫn là bị cửa đá cấm chế hóa giải mất, không uổng phí khí lực lớn đến đâu. Họ Kim đầu đà bất đắc dĩ, đành phải tự giễu cười một tiếng, ngượng ngùng nhường qua một bên. Sau đó hay là Tiêu Phàm xuất thủ, hoa hơn một canh giờ, lấy xảo diệu phương pháp, phá mất trên cửa đá cấm chế, cửa đá mới từ từ mở ra, lộ ra một tia khe hở. Lập tức mọi người nối đuôi nhau mà vào. Dùng thiên tổ sư hữu ý vô ý ở giữa, rơi vào phía sau. Cái này ngay miệng, đoàn người đều là tranh nhau chen lấn, có người chủ động lạc hậu, chính là cầu còn không được, lại có ai sẽ đi cẩn thận suy nghĩ. Chương 743, Dung Thiên kinh biến. Thạch điện bên trong, thờ phụng một cái pháp tướng, đầu chó nhân thân, mặt phía nam mà ngồi, thần sắc mãnh ác, ánh mắt khiếp người. Tạp Mã Tổ Vu, có người kìm lòng không được lên tiếng kinh hô, nghe đồn rằng Tạp Mã Tổ Vu là thần khuyển đắc đạo, hóa thành nhân hình, một tay sáng tạo khuyển vu môn, phía sau có khuyển nhung tộc. Lấy lực lượng một người, chẳng những khai sáng đại phái, mà lại sinh sôi ra một chủng tộc đến, dù coi như tại thượng cổ thánh hiền bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Tòa này pháp tướng, đầu chó nhân thân, khí độ nghiễm nhiên, cực giống trong truyền thuyết Tạp Mã Tổ Vu. Thần tọa tả hữu, đứng vững từng dãy thạch nhân, cùng ngoài điện thạch nhân có chỗ khác biệt, trong này thạch nhân cùng pháp tướng đồng dạng. Cũng là đầu chó nhân thân, so sánh với ngoài điện thạch nhân càng cao hơn lớn. Pháp tướng trong tay, nắm lấy một thanh thật dài cốt nhận, trắng toan toát, nhìn qua ảm đạm vô quang, linh tính sớm đã chôn vùi. Bất quá cốt nhận phía trên tuyên khắc lấy cổ lão minh văn, hay là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Hattori giới xử trí ánh mắt, chỉ là hướng pháp tướng quét qua, liền không chút nào dừng lại rơi vào chuôi này cốt nhận phía trên, lập tức liền định ở nơi đó, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Mặc cho ai nấy đều thấy được, đây là một kiện phi thường cổ lão pháp bảo. Mặc dù bởi vì tồn thế niên đại quá xa xưa, tựa hồ linh tính hoàn toàn biến mất, nhưng pháp bảo như thế, ai có thể nói rõ được sở đâu. Có lẽ chỉ cần cơ duyên xảo hợp, lại có thể đem một lần nữa kích thích. Siêu những người khác còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Hattori giới xử trí đã khai thác hành động, thân thể nhoáng một cái, thẳng hướng pháp tướng vọt tới. Chậm đã, Tuyên Minh chân quân lập tức liền phát hiện ý đồ của hắn. Lập tức kêu lên, cổ tay khẽ đảo. Roi lôi điện nổi lên, nếu như chuôi này cốt nhận thật là một loại nào đó thượng cổ pháp bảo, bị Hattori giới xử trí cướp được ở trong tay. Kích phát ra kinh người tiềm lực đến, kia đoàn người chẳng phải là đều sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tuyên Minh chân quân thân kinh bách chiến, cũng coi là kinh nghiệm rất phong phú, lập tức liền làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Liễu Chính khoát tay chặn lại, vừa mới đạt được cái kia kiện thượng phẩm pháp bảo kim cương trác, cũng nổi lên. Cùng Tuyên Minh chân quân song song đứng chung một chỗ, thần sắc nghiêm trọng. Thương Ngô Tam Hữu, Tùng Tuyền đạo nhân cùng tu sĩ khác, càng là sợ hãi mà kinh, nhao nhao lộ ra pháp bảo. Ngưng thần đề phòng, Vô Cực chư nữ, thì một cách tự nhiên đứng tại Tiêu Phàm bên người, cũng riêng phần mình lộ ra đạt được pháp khí tốt nhất, bày ra trận hình phòng ngự. Chỉ có Tiêu Phàm vẫn như cũ ngồi yên mà đứng, thần tình lạnh nhạt. Hattori giới xử trí mảy may cũng không để ý tới mọi người đề phòng, vung ống tay áo lên. Liền đem chuôi này cốt nhận chiếm lấy bên trong, lập tức phi thân mà xuống, đứng tại mọi người đối diện hơn 10 trượng bên ngoài. Ánh mắt lạnh như băng quét qua, cười hắc hắc nói, các vị đạo hữu làm sao đến mức này. Lão phu chẳng qua là cảm thấy cái này cốt nhận có chút đặc biệt, lấy đến xem mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy. Nói thì nói như thế,
Tia cỗ khổng lồ linh áp lại là không chút khách khí liền phóng xuất ra, làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Đã hắn nhận định chuôi này cốt nhận không hề tầm thường, tất nhiên là lên chiếm thành của mình tâm tư. Chỉ cần cái này cung phụng tại cao độ hư hư thực thực tạp mã tổ vu pháp tướng trong tay cốt nhận. Quả nhiên là thượng cổ còn sót lại pháp bảo, Hattori giới xử trí tuyệt đối không tiếc một trận chiến. Dung Thiên Tổ Sư không rên một tiếng, đứng tại Hattori giới xử trí bên người, thoảng qua Lạc Hậu một cái thân vị. Bày ra đồng minh người tư thế, Hattori giới xử trí quay đầu nhìn hắn một chút, hoàn toàn yên tâm, thần sắc trên mặt lập tức liền trở nên nhẹ nhõm mấy phân. Hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ, coi như đối mặt lại nhiều địch nhân, cũng có sức tự vệ. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Hattori tông chủ, cái này cốt nhận là cung phụng tại thạch điện bên trong thánh vật, có lẽ có cái gì không tưởng được công hiệu thần kỳ, tông chủ hay là không nên khinh cử vọng động tốt, tránh khỏi xảy ra bất trắc. Thật sao? Vậy liền thử nhìn một chút, không thử một chút làm sao biết có hay không cổ quái. Hattori giới xử trí liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, không chút do dự đem linh lực rót vào cốt nhận bên trong. Tiêu Phàm hai mắt lạnh lẽo, không nói thêm gì nữa, hai tay mười ngón ở giữa hồ quang điện lập lòe, cũng làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cốt nhận không có bất cứ động tĩnh gì. À, có chút ý tứ. Hattori giới xử trí lông mày mau có chút giơ lên, kinh ngạc nói. Hắn đã rót vào ba thành pháp lực, cái này cốt nhận lại không có biến hóa chút nào. Nhưng cũng không bài xích pháp lực của hắn, đã không kháng cự cũng không bắn ngược, lẳng lặng đem pháp lực của hắn hút thu vào. Mặc dù Hattori giới xử trí dưới mắt còn không có khôi phục lại nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng mà kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đơn thuần pháp lực hùng hậu, tuyệt đối có thể nói là mọi người tại chỗ bên trong, cường đại nhất. Thấy xương lưỡi đao không hề có động tĩnh gì. Hattori giới xử trí lập tức tăng lớn pháp lực rót vào. Rốt cục, trắng toàn toát cốt nhận phía trên khắc họa những cái kia cổ lão phù văn, bắt đầu lấp lánh ra nhạt hào quang màu xanh lam, như là trong đêm tối quỷ như lửa, cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác. Gặp một lần cốt nhận có biến hóa, Hattori giới xử trí tinh thần đại chấn, lập tức nhấc lên đan điền chân nguyên, hùng hậu pháp lực cuồn cuộn không tuyệt rót vào cốt nhận bên trong. Nhạt hào quang màu xanh lam cũng lập tức trở nên xanh mênh mang. Tựa như từng đóa ngọn lửa màu xanh lam, tại cốt nhận bên trên bừng bừng dấy lên. Sự chú ý của mọi người đều dừng lại tại chuôi này cốt nhận phía trên, lại không người lưu ý đến, đại điện bên trong đứng sừng sững lấy từng dãy thạch nhân, xám xanh trong con ngươi, cũng ẩn ẩn có một tia lam mang hiện lên, tựa hồ tiềm ẩn tại thạch trong thân thể thứ gì, bị kích hoạt. Hattori giới xử trí gặp một lần cốt nhận bên trên lên dạng này biến hóa kinh người, lập tức bắt đầu thu liếm, không còn thêm đại pháp lực rót vào. Cốt nhận bên trên lam sắc hỏa diễm lập tức liền một lần nữa trở nên phai mờ, một bộ chống đỡ không nổi, lập tức đều sẽ dập tắt dáng vẻ. Cái này cốt nhận thật đúng là như cái hang không đáy, không thêm đại pháp lực rót vào, liền không tiến tắc thối. Hảo hảo, ta liền thử một chút, nhìn ngươi đến cùng là bảo bối gì. Hattori giới xử trí lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, luôn miệng nói. Bình thường đến nói, càng là cần chớ đại pháp lực đến thúc dục pháp bảo, uy lực càng là cường hoành. Đạo lý này, Hattori giới xử trí hay là minh bạch, trong lòng ích phát lửa nóng. Nếu thật là đạt được một kiện lớn uy lực cổ bảo, vừa rồi một đao mối thù, lập tức liền có thể báo, để cái kia vô cực môn tiểu tử, hảo hảo lãnh giáo một chút yêu đao tông tông chủ lợi hại. A, à, Hattori giới xử trí hét lớn một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng hung lệ chi sắc, trên hai tay gân xanh nổi lên, một cỗ to lớn linh áp phóng lên tận trời, vận khởi 12 thành pháp lực, bỗng nhiên rót vào cốt nhận bên trong. Kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ toàn lực thi triển, uy lực to lớn, thực tế không thể coi thường. Bỗng nhiên ở giữa, cốt nhận tựa hồ biến thành một chi xanh mênh mang ngọn đuốc, làm sắc hỏa diễm luồn lên có hơn một trượng chi cao, Hattori giới xử trí sắc mặt, lại trở nên dữ tợn vô so, mang theo mấy phân tái nhợt, tựa hồ pháp lực tiêu hao quá lớn. Oanh một tiếng, cốt nhận bên trên làm diễm nổ bể ra đến, hóa thành mấy chục điểm xanh mênh mang diễm hỏa, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nhao nhao rơi vào trong đại điện những người đá kia trên đầu, lam mang lóe lên, liền là chui tiến vào thạch người trong đầu, không thấy bóng dáng. Những người đá kia nguyên bản thanh con ngươi màu xám, lập tức trở nên xanh mênh mang, bỗng nhiên tấm ra, lóng lánh yêu dị lam mang. Thạch nhân sống, mọi người không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, Hattori giới xử trí bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, ở sau lưng mình tuôn ra. Không tốt. Hattori giới xử trí thầm kêu một tiếng, cũng đã không kịp làm ra cái gì né tránh động tác, đành phải đem toàn thân pháp lực còn sót lại,
đều rót vào phần lưng của mình, một tầng lồng ánh sáng màu đen nổi lên. Phốc phốc, lồng ánh sáng màu đen vỡ vụn thành từng mảnh mà ra, một con lông mềm như nhung lợi chảo, dễ như trở bàn tay bẻ vụn Hattori giới sử trí lâm thời ngưng tụ ra vòng bảo hộ, không trở ngại chút nào mãnh kích tại yêu đao tông tông chủ sống lưng trên lưng. Phốc một ngụm máu tươi gấp bắn ra, Hattori giới sử trí xong nhẹ buông tay, cả người bay ngã ra ngoài, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. A, à, một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô tự đứng tại Hattori giới sử trí sau lưng Dung Thiên Tổ sư miệng bên trong phát ra, chậm rãi đem một con lông mềm như nhung lợi chảo thu hồi lại, tựa hồ đối với này có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng tại Hattori giới sử trí không có chút nào phòng bị dưới tình hình, mình một kích toàn lực, có thể đủ động kim liệt thạch, ôm đồm xuyên Hattori giới sử trí nhục thân, đem hắn đưa vào chỗ chết. Ai ngờ Hattori giới sử trí nhục thân độ cường hoành vượt xa khỏi dữ liệu của hắn, thế mà không có bị chảo xuyên, chỉ là thụ thương thổ huyết. Xem ra chính mình hay là đánh giá thấp những này ngàn năm lão quái vật bảo mệnh thần thông, không có mấy phần bản lĩnh thật sự, năm đó lại có thể nào từ ngàn ngàn vạn vạn cấp thấp tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, tiến giai thành nguyên anh tu sĩ. Đồng thời còn tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, bất quá một chảo này, coi như không có lấy tính mạng của hắn, liệu tất cũng đủ hắn chịu, khẳng định tổn thương nguyên khí. Lần này biến khởi khoảng khắc, mọi người lại lấy làm kinh hãi, ánh mắt đồng loạt từ cái kia chút hiu dị thạch trên thân người thu hồi lại, rơi vào Dung Thiên Tổ sư trên mặt, kết quả càng là giật nảy cả mình, từng cái giận xem líu lưỡi, không biết vì sao. Chỉ thấy lúc này Dung Thiên Tổ sư, sớm đã không phải lúc trước lão nhân hình tượng, trên gương mặt, thật dài màu trắng nhung mao từng cây dựng thẳng lên, như là thép nguội, cái mũi duỗi dài, tai nhọn nhọn, cũng mọc đầy nhung mao. Hai bàn tay, càng là hóa thành lợi chảo bộ dáng. Thế mà cùng trên bệ đá cung phụng tổ vu pháp tướng, có phần giống nhau đến mấy phần. Giờ phút này một tay nắm lấy chuôi này cốt nhận, một tay cầm một mặt lệnh bài màu đỏ như máu, đúng là hắn trước đó không lâu tại luyện khí đường phân đến cái kia kiện thượng phẩm pháp khí, không ngừng dò xét cái này cốt nhận, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ngươi là quái vật gì? Hattori giới sử trí bay ra ngoài 6-7 trượng, liên tiếp mấy cái lảo đảo. Thật vất vả mới đứng vững thân hình, lại là một ngụm máu tươi phun ra, quay đầu, gắt gao tiếp cận Dung Thiên Tổ sư, trong đôi mắt, lửa giận như lửa đốt, hung tợn kêu lên. Bá một tiếng, rút ra bên hông trường đao, bảo hộ ở trước ngực. Quái vật, Dung Thiên Tổ sư liếc mắt nhìn hắn, cười lên ha hả, tiếng cười trở nên cực kỳ cổ quái, vậy mà cùng loại động vật kêu gào. Ha ha, Hattori tông chủ, uổng cho ngươi hay là ngàn năm trước lão quái vật, chính là như thế điểm kiến thức. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, đây mới là bản thể của ta à? Ngươi không phải nhân loại. Nhân loại, vậy phải xem ngươi làm sao đi nhận biết, chỉ ít ta cho rằng, ta là nhân loại. Đương nhiên, cùng bản giáo thượng cổ thánh thú hợp thể về sau, ta đã không thể tính là thuần túy nhân loại. Nhưng là kia có quan hệ gì? Ta bây giờ không phải là xa hơn xa trước kia cường đại hơn nhiều sao? Huống hồ, các ngươi dưới mắt phải quan tâm, tuyệt không phải thân phận của ta, mà là các ngươi tính mạng của mình. Nói, Dung Thiên Tổ sư lại ngửa mặt lên trời cười như điên, nghe vào là như thế thỏa thuê mãn nguyện, tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chương 744, Thạch Ma Ngẫu. Rời đi nơi này, lao ra, Thương Ngô Tam Hữu lão đại họ Kim đầu đà không hổ là đã từng nguyên anh tu sĩ, phản ứng đầu tiên, trong tay Nguyệt Nha sạn vung lên, bá một tiếng, một đạo sáng như tuyết đao cung chém bay mà ra, hướng Dung Thiên Tổ sư chém bổ xuống đầu. Thương Ngô Tam Hữu nho sinh cùng mùa hoa thiếu phụ cũng riêng phần mình lộ ra pháp bảo, tiếng hò hét bên trong, đồng loạt hướng Dung Thiên Tổ sư công quá khứ. Dung Thiên Tổ sư tiếng cười im bặt mà dừng, cũng không hoảng loạn, dưới chân độn quang cùng một chỗ, phi thân lui về phía sau, né tránh họ Kim đầu đà một kích, trong tay lệnh bài màu đỏ như máu một dương, miệng lẩm bẩm. Chỉ nghe một trận ken két tiếng vang, thạch điện bên trong mười mấy tên trưởng cao bao nhiêu đầu thú thạch nhân, một cùng bắt đầu chuyển động, quơ trong tay binh khí. Nhanh chân hướng mọi người đi tới. Giết bọn hắn, Dung Thiên Tổ sư một tiếng gào to, ngữ khí trở nên băng lãnh. Mẹ nó, những thạch nhân này quả nhiên có gì đó quái lạ. Họ Kim đầu đà giống giận, đầy mắt bốc hỏa, coi là dựa vào mấy cái này thạch nhân, liền có thể đối phó chúng ta không thành. Phá, họ Kim đầu đà Nguyệt Nha sạn vung lên, lại một đạo sáng như tuyết đao cung chém ra, thanh thế kinh người. Trên đường tới, hắn liên tiếp phá hủy qua ba tôn tượng đá. Này đối với những thạch nhân này cũng không thế nào nhìn ở trong mắt, cái này một chạm lòng tin 10 phần. Ba Nguyệt Nha hình đao cung chính giữa phía trước nhất một tên thạch nhân,
nhưng lại chưa như là họ Kim đầu đà chỗ liệu nghĩ như vậy, thạch nhân bị bổ làm hai. Tại đao cung gần người nháy mắt, thạch nhân thân thể lóng lánh ám ánh sáng màu đỏ, từng đạo đỏ sậm phù văn, tại thạch nhân khôi giáp bên trên như ẩn như hiện. Nguyên bản nhìn qua vẻn vẹn chỉ là tượng người đá trên quần áo một loại nào đó hoa văn, theo những phù văn này hiện lên, hóa vì một kiện hoàn chỉnh giáp trụ. Cái này giáp trụ cũng không biết có hạ uy có thể, thành thế kinh người đao cung một chạm tại thạch trên thân người, lập tức liền bị dẫn tới hướng bên cạnh trượt đi, lực công kích bị đánh tan tuyệt đại bộ phân. Thạch nhân chỉ là thân hình dừng lại, liền như không có việc gì chịu đựng được. Không có khả năng, họ Kim đầu đà sắc mặt lập tức biến đổi, lên tiếng kinh hô. Dưới mắt hắn mặc dù chỉ có trong kim đan kỳ tu vi, ngàn năm trước kia. Lại là thật sự nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này một chém hết quản chỉ dùng 3 phân lực khí. Nhưng phổ thông trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám đón đỡ. Người đá này thế mà không tránh không né. Ngạnh sinh sinh lấy thân thể đón lấy. Chẳng phải là nói, người đá này đơn lấy năng lực phòng ngự mà nói, đã tại trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ phía trên. Chỉ là một cái trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, từ cũng không để tại họ Kim đầu đà trong mắt. Mấu chốt là, trong đại điện này, khoảng chừng 70-80 cái đầu thú thạch nhân. Nếu như mỗi một cái thạch nhân đều có được dạng này thực lực đáng sợ, dù coi như hắn là trong kim đan kỳ tu sĩ, cũng quả quyết ngăn cản không nổi. Hắc hắc, kim đạo bản, muốn đánh liền xin nghiêm túc điểm. Như thế qua loa một chạm, liền muốn thương tổn đến những này thạch ma ngẫu, cũng không tránh khỏi quá coi thường khuyển vu môn ngàn năm truyền thừa. Thạch nhân sau lưng, truyền đến dung thiên tổ sư thâm trầm thanh âm. Thạch ma ngẫu, ta tại bên ngoài tra xét, những này tượng đá thể nội. Không có những vật khác, chính là một đống tảng đá. Khuyển vu môn là thế nào để một đống tảng đá sống tới? Họ Kim đầu đà vừa sợ vừa giận, quát hỏi. Nếu như là tượng đá ngoại hình khôi lỗi, họ Kim đầu đà ngược lại là có thể lý giải. Ngàn năm trước kia trung thổ giới, khôi lỗi chi thuật không nói thịnh hành, tối thiểu cũng không tươi gặp, không ít tu sĩ đều biết điều khiển khôi lỗi làm giúp đỡ. Khôi lỗi làm thành tượng đá dáng vẻ, rất phổ biến. Nhưng loại kia khôi lỗi, đánh nát về sau. Bên trong là từng đống các loại cơ quan, tuyệt không phải một đống thuần túy tảng đá. Dung Thiên Tổ sư cười ha ha một tiếng, nói theo lý, ta không cần thiết hướng một kẻ hấp hối sắp chết giải thích, bất quá, xem ở một đường đồng hành duyên chia lên, ta liền để các ngươi chết được rõ ràng. Đây cũng không phải là khôi lỗi, mà là ma ngẫu. Khuyển vu môn tiền bối tổ vu, dùng vu chú chi thuật luyện chế ra đến. Những này ma ngẫu không có tình cảm, không có có trí tuệ, chỉ biết giết chóc. Là tốt nhất vũ khí chiến tranh. Chết tại thạch ma ngẫu trong tay, các ngươi cũng khỏi phải tiếc nuối. Ha ha, Dung Thiên Tổ sư lần nữa cười như điên, tràn đầy hưng phấn vẻ mừng như điên, cùng nó nói là hắn tại cho mọi người làm giải thích, còn không bằng nói là đang khoe khoang. Theo Dung Thiên Tổ sư tiếng cuồng thiếu, đại điện bên trong mười mấy tên thạch ma ngẫu, đã tại bọn hắn xung quanh hình thành một vòng vây, tay cầm bằng đá dài súng, chỉ hướng về phía trước, trong hai mắt lóng lánh nhạt hào quang màu xanh lam. Toàn thân trên dưới hồng quang lóa mắt, từng kiện màu đỏ sậm giáp trụ nổi lên, tản mát ra từng đợt mùi máu tanh khó ngửi mùi. Sư đệ, làm sao bây giờ? Đàm Hiên thấp giọng hỏi, gấp nhìn chằm chằm bốn phía thạch ma ngẫu. Tiêu Phàm nhẹ nói, kết trận tự vệ. Những này thạch ma ngẫu công thủ gồm nhiều mặt, mặc dù tại nó trên người chúng không cảm giác được linh lực ba động, nhưng có thể ngạnh giang trong kim đan kỳ tu sĩ một kích, lực phòng ngự có thể xưng kinh người. Bình thường đến nói. Có phòng ngự như vậy lực ma ngẫu, lực công kích phương diện cũng sẽ không quá yếu. Không phải, những này ma ngẫu luyện chế ra đến không có chút ý nghĩa nào. Dưới mắt chỉ có thể trước kết trận tự vệ, đánh một chút nhìn lại nói, nghĩ phải lập tức liền lao ra, Dung Thiên Tổ sư chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đàm Hiên gật gật đầu, vung tay lên, chư nữ phi thường thuần thục kết thành một cái ngũ hành trận thế. Đây là Tiêu Phàm tự mình nghiên cứu ra được, lo lắng cho mình không có ở đây thời điểm. Chỉ thủy xem gặp kim đan kỳ trở lên tu sĩ công kích. Lúc ấy Văn Nhị Thái gia chưa đột phá kim đan kỳ bình cảnh, chỉ thủy xem trừ hắn ra, lại không có một vị tu sĩ kim đan. Bất quá mấy trúc cơ kỳ tu sĩ kết trận, cũng là có thể đủ cùng phổ thông tu sĩ kim đan một trận chiến. Trừ ngũ hành trận, Tiêu Phàm còn nghiên cứu ra liên thủ hợp kích tứ tượng trận, tam tài trận cùng lưỡng nghi trận, coi như chỉ có hai người, chỉ cần có thể thuận lợi bố thành trận thế. Đều có thể mượn lực trận pháp, tăng cường tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự. Tuyên Minh Chân Quân xem xét, tán thán nói, Tiêu Tiểu Hữu, ý kiến hay. Bọn hắn phái Mao Sơn cũng là 6 người, nhưng không có trận thế như vậy nhưng tư lợi dụng. Hắc hắc, chỉ là một cái ngũ hành trận, liền muốn cùng ta thạch ma ngẫu chống lại,
Tiêu chân nhân, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ đi. Dung Thiên Tổ sư khinh thường thanh âm vang lên, mặc dù hắn vừa mới ra tay ám toán là Hattori giới xử trí, bất quá là diệt trừ một cái cường hãn nhất đối thủ mà thôi, hắn ở sâu trong nội tâm chân chính chú ý nhất, tự nhiên hay là Tiêu Phàm. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Phàm, như thế nào lại đem hắn bước đến mắt hạ xuống bước đi này, bị ép cùng Tây Ly giáo thủ hộ thánh thú hợp thể, biến thành dưới mắt cái này người không ra người yêu không yêu dáng vẻ. Thậm chí ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng sẽ không tiếp tục có. Chuyến này Mạc Bắc chuyến đi, nguyên bản liền định hảo hảo cùng Tiêu Phàm chấm dứt một chút ngày xưa ân oán. Xuất hành trước đó, Dung Thiên Tổ sư sớm đã làm tốt 10 phần tâm lý chuẩn bị, không phải đem vô cực môn nhổ tận gốc, chính là Tây Ly giáo từ nay về sau vạn kiếp bất phục. Nhưng mà lại tại cái này Hoàng Kim Đại Điện bên trong ngoài ý muốn trao đổi Khuyển Nhung cửa tiền bối tổ vu một sợi phân thần, lập tức trưởng khống cái này rất nhiều thạch ma ngẫu, Dung Thiên Tổ sư cá chết lưới rách tâm tư, tự nhiên nhạt xuống dưới. Đã có được thực lực mang tính áp đảo, đương nhiên phải đánh trận tiêu diệt. Chẳng những muốn tiêu diệt Tiêu Phàm cùng vô cực môn chư nữ, còn muốn đem nơi này tất cả tu sĩ một mẻ hốt gọn. Lúc trước bọn hắn đạt được những cái kia bảo vật, vật liệu, đan dược và linh thảo linh quả, toàn diện đều phải để lại xuống tới. Về phần bọn hắn mình tùy thân mang theo bảo vật, tự nhiên tính làm lợi tức. Có khổng lồ như vậy tài nguyên, có như thế một chỗ bảo địa, Dung Thiên Tổ sư tuyệt đối có nắm chắc tại trăm dư năm bên trong. Đem Tây Ly giáo chế tạo thành đương thời đệ nhất đại giáo, nhất thống hoàn vũ, quân lâm thiên hạ. Dung Thiên giáo chủ, còn không có đánh qua, người cứ như vậy lòng tin tràn đầy. Tiêu Phàm từ tốn nói, thần niệm chi lực sớm đã thả ra, bốn phía điều tra căn này thạch điện nội bộ cấu tạo. Vừa rồi lực chú ý đều đặt ở Hattori giới xử trí cùng chuôi này cốt nhận phía trên, còn không tới kịp hảo hảo xem một phen thạch điện hoàn cảnh, cái này liên tiếp biến cố liền bỗng nhiên phát sinh. Không biết nguyên nhân gì. Dung Thiên Tổ sư bỗng nhiên có thể điều khiển những này thạch ma ngẫu, nhưng Tiêu Phàm tuyệt không tin, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, điều khiển cả gian thạch điện bên trong hết thảy. Tây Ly giáo vô thuật có lẽ cùng Khuyển Vu môn truyền thừa có chỗ tương đồng, nhưng mà Tây Ly giáo tuyệt không phải Khuyển Vu môn, điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi. Tiêu chân nhân muốn đánh, rất dễ dàng a, chỉ cần ngươi có thể gánh vác được, nhất định khiến ngươi đánh cái đủ. Dung Thiên Tổ sư cười ha ha một tiếng. Trong tay ám lệnh bài màu đỏ lại là một dương. Thạch ma ngẫu trong mắt lam sắc quang mang lóe lên, nhao nhao giơ lên trong tay trường mâu, mỗi chuôi trường mâu đỉnh đều lấp lánh ra chói mắt hồng mang, dần dần ngưng tụ thành từng đầu trường mâu hư ảnh. Giết, Dung Thiên Tổ sư quát to một tiếng, thạch ma ngẫu cánh tay một dương, mấy chục chi trường mâu hư ảnh như là ném súng, hướng về trong vòng vây chúng tu sĩ kích xạ mà tới. Lập tức thạch điện bên trong gào to âm thanh vang lên liên miên. Các tu sĩ nhao nhao tế lên pháp bảo pháp khí, phát ra vạn đạo hào quang. Trong đó càng là tiếng sấm ù ù, vàng bạc sắc lôi hồ điện lóng lánh, chính là Tuyên Minh chân quân roi lôi điện cùng Tiêu Phàm thả ra lôi điện chi lực. Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, tại ầm ĩ ồn ào náo động bên trong nghe đặc biệt chói tai. Sau một lát, trường mâu hư ảnh cùng lôi điện hào quang bỗng nhiên ngừng, lại chỉ thấy một tên hơn 40 tuổi tu sĩ, nằm trên mặt đất, ngực bị xuyên cái đại lỗ thủng. Âm thanh hoàn toàn không có, đã phơi thây ngay tại chỗ. Vậy mà là Tùng Tuyền đạo nhân hai tên đồ đệ một trong, tại vừa rồi đối chiến bên trong, một cái sơ sẩy, liền bị trường mâu hư ảnh lấy tính mệnh. Nhìn kỹ lại, bộ ngực hắn lỗ thủng lớn vẫn chưa chảy ra máu tươi, phản cũng là bị đốt bị thương, vết thương một mảnh cháy đen, lệch lại vốn không có mùi khét lẹt, mà là mùi máu tanh bốn phía. Cái này vô chú chi thuật quả nhiên tà môn, Tùng Tuyền đạo nhân sắc mặt tái xanh. Hung hăng tiếp cận những cái kia thạch ma ngẫu, trong mắt lửa giận bùng cháy mạnh. Hoa thời gian mấy chục năm, thật vất vả mới bồi dưỡng được hai tên đồ đệ, ngày bình thường làm việc có chút đắc lực, không ngờ lại ở chỗ này bị một chút vô tri vô biết ma ngẫu diệt đi một cái, sao không để Tùng Tuyền đạo nhân giận phát như cuồng. Ngược lại là Đàm Hiên cùng năm nữ, kết trận tự thủ, thần sắc vẫn có chút nhẹ nhõm, Trần Dương cùng Uyển Thiên Thiên thậm chí tràn đầy phấn khởi quan sát vuốt vuốt trong tay vừa mới đạt được không lâu hai kiện cực phẩm pháp khí. Tựa hồ đối với pháp khí này uy lực có chút hài lòng. Từ khi Tiêu Phàm sáng chế ngũ hành này trận đến, Tân Lâm cùng người vẫn là lần đầu dùng để thực chiến, hiệu quả rất không tệ. Tiêu Phàm trong lòng thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chư nữ tạm thời có sức tự vệ, hắn liền có thời gian thong dong kiếm đối sách. Chương 745, khát máu. Những này thạch ma ngẫu hộ giáp có chút cổ quái, Tuyên Minh chân quân nói, thạch ma ngẫu vừa rồi kia một luân phiên công kích mặc dù sắc bén, nhưng đối với bọn hắn kim đan kỳ tu sĩ đến nói, uy hiếp cũng không phải quá lớn,
Tuyên Minh chân quân phòng ngự đồng thời, còn dành thời gian hướng Thạch Ma Ngẫu phát động một lần công kích, kết quả cùng họ Kim đầu đà công kích đồng dạng, bị Thạch Ma Ngẫu hộ giáp tùy tiện trượt ra hơn phân nửa uy năng, Thạch Ma Ngẫu tùy tiện chịu đựng được. Ta thử lại lần nữa. Tuyên Minh chân quân quát khẽ một tiếng, giương một tay lên bên trong roi lôi điện, một đạo thô to kim sắc hồ quang điện, tại không trung lóe lên, sau một khắc liền đến một bộ Thạch Ma Ngẫu đỉnh đầu, oanh đánh trúng Thạch Ma Ngẫu đầu thú bên trên mũ giáp. Trên mũ giáp ám ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cỗ khó ngửi đến cực điểm mùi máu tanh phiêu dương mà lên, kim sắc hồ quang điện liền từ trên mũ giáp chút xuống, Thạch Ma Ngẫu chỉ là thân thể chấn động, liền như không có việc gì chịu đựng được. Tuyên Minh chân quân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn cái này roi lôi điện bên trên tế ra lôi điện chi lực, mặc dù không phải Thái Ất thần lôi cùng Hạo Dương thần lôi như thế chí dương lôi điện, nhưng đối phó yêu tà dị tộc cũng uy lực cực mạnh, cái này Thạch Ma Ngẫu trên thân vô chú chi lực, lại không biết ra sao cùng thần thông, lại có thể ngăn cản hắn lôi điện oanh kích. Hattori giới sử trí lạnh lùng nói, chư vị không muốn phí sức, những này Thạch Ma Ngẫu vô chú chi lực, pháp bảo bình thường công kích, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Trừ phi dùng pháp bảo trực tiếp công kích Ma Ngẫu bản thể. Làm sao ngươi biết, Tuyên Minh chân quân không khách khí chút nào hỏi. Trong lúc này, lẫn nhau ở giữa điểm kia giả mù sa mưa dối trá khách sáo, tự nhiên đều kéo xuống đến. Hừ, lão phu năm đó chém giết qua vô sư, lại không phải một cái hai cái. Đối bọn hắn vô chú chi lực, đương nhiên có hiểu biết. Hattori giới xử trí mặt bên trên phơi bày ra một loại rất không bình thường đỏ thắm chi sắc, có thể thấy được dung thiên tổ sư cho hắn một kích kia. Thực tế không thoải mái, khẳng định đã thương tới đến bản nguyên, về phần bị thương nặng bao nhiêu. Kia liền không nói được, Tuyên Minh chân quân sắc mặt dừng một chút, nói các người yêu đao tông đối phó những này vô sư. Xác thực tương đối sở trường, yêu đao tông tuyệt kỹ chính là ẩn nặc thuật cùng nhanh chóng cận thân công kích, nếu như trực tiếp công kích Ma Ngẫu bản thể hữu hiệu, Hattori giới xử trí lời này ngược lại là có thể tin. Hattori giới xử trí hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên liền ở tại chỗ mất đi tung ảnh của hắn, sau một khắc, ngay tại một tên Thạch Ma Ngẫu bên người hiện thân mà ra, hàn mang lóe lên. Một tiếng cọ sát chói tai truyền ra, tên kia Thạch Ma Ngẫu thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị sắc bén vô song yêu đao chặn ngang cắt làm hai nửa, ầm ầm ngã xuống, rơi vỡ nát. Bất quá ngay sau đó, bên cạnh hai cây bằng đá trường mâu liền vội đâm mà đến, động tác mau lẹ vô so. Hattori giới xử trí thân thể lại nhoáng một cái, trong khoảnh khắc lại tại Tuyên Minh chân quân bên người hiện thân ra, hai thanh trường thương đâm đến không trung. Toàn bộ trong quá trình này, Dung Thiên Tổ sư đều vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Hiển nhiên hắn cũng rất muốn nhìn một chút, những này Thạch Ma Ngẫu đến cùng đều có thứ gì dạng năng lực. Hattori giới xử trí một đao kiến công, chúng tu sĩ trên mặt lại không chút nào vui mừng. Ngược lại càng thêm sầu lo, cần biết Hattori giới xử trí thân là yêu đao tông tông chủ, chính là bọn hắn cái này người liên can bên trong, tu vi cao nhất, thân pháp nhanh nhất. Dù là như thế, hắn một đao chém giết một tên Thạch Ma Ngẫu, thiếu chút nữa cũng bị hai gã khác Thạch Ma Ngẫu đánh trúng. Những này Ma Ngẫu ở giữa liên thủ hợp kích chi thuật, sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn là ra ngoài một loại bản năng. Cũng chính là Hattori giới xử trí có thể kịp thời né tránh Thạch Ma Ngẫu công kích, đổi một người. Vừa rồi không sai biệt lắm chính là lưỡng bại câu thương, chém giết một tên Thạch Ma Ngẫu. Mình cũng sẽ thụ tổn thương, thậm chí là mất mạng. Mức tiêu hao này chiến, bọn hắn nhưng không đánh nổi. Thạch Ma Ngẫu số lượng đông đảo, chừng 7-80 cỗ, bọn hắn cũng chỉ có 20 người, coi như một cái đổi ba cái, cuối cùng chiến thắng, hay là những này Thạch Ma Ngẫu. Huống hồ, Thạch Ma Ngẫu là tử vật, không có tình cảm, không cảm giác, sẽ chỉ giết chóc, chúng tu sĩ lại là huyết nhục chi khu, có tình cảm có ý thức, cùng dạng này tử vật đi liều mạng, thực tế quá ủy khuất chút. Ha ha, tốt, rất tốt. Lần này các ngươi hết hy vọng đi. Tiếp tục công kích, giết bọn hắn. Dung Thiên Tổ sư cười ha hả, lại là một tiếng gào to, hạ đạt công kích lần nữa mệnh lệnh. Lần này, Thạch Ma Ngẫu sử dụng vẫn như cũ là pháp thuật công kích, bằng đá trường mâu bên trên lấp lánh ra hào quang màu đỏ, lần nữa ngưng tụ ra từng nhánh trường mâu hư ảnh, gào thét lên hướng ở giữa ném mà đi. Mặc dù nhìn qua, Thạch Ma Ngẫu bản thể công kích, tựa hồ càng thêm sắc bén hữu hiệu, nhưng tương tự, chém giết gần người, Thạch Ma Ngẫu cũng có bị chém giết nguy hiểm. Dưới mắt loại này viễn trình pháp thuật công kích, cố nhiên khó mà lập tức có hiệu quả, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Bị vây vào giữa tu sĩ, chỉ cần hơi một sơ sẩy, liền có thấu thể nứt bụng nguy hiểm. Huống hồ mỗi một lần thúc đẩy pháp bảo pháp khí, đều muốn hao phí không ít pháp lực chân nguyên,
Một lúc sau, trước hết nhất sụp đổ nhất định là tu sĩ, không phải ma ngẫu. Như là đã chiếm cứ toàn diện ưu thế, Dung Thiên Tổ sư ngược lại là có đầy đủ kiên nhẫn, không vội tại nhất thời. Những này thạch ma ngẫu thần kỳ như thế, uy lực to lớn, ngày sau còn có tác dụng lớn, Dung Thiên Tổ sư nhưng không nguyện ý ở đây cùng Tiêu Phàm bọn người liều cái lưỡng bại câu thương. Thân là Tây Ly giáo giáo chủ, Dung Thiên Tổ sư có thể xưng một thế chi hùng, trong đó lợi hại được mất, trong khoảnh khắc liền tính được thanh thanh sở sở. Mặc kệ tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực, có thể đạt tới đỉnh phong cao độ, cũng sẽ không là hữu dũng vô mưu hạng người lỗ mãng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lại là tiếng hò hét nổi lên bốn phía, pháp lực mãnh liệt, quang mang loạn xạ, vô cùng náo nhiệt. Bất quá lần này chém giết, xa so với lần trước kịch liệt, Dung Thiên Tổ sư khu động những này thạch ma ngẫu, một ngay cả khởi động ba lần công kích, một lần so một lần tấn mãnh. Những này thạch ma ngẫu thể nội vô chú chi lực, tựa hồ vĩnh vô cùng tận, khiến người không thể không bội phục lúc trước luyện chế những này ma ngẫu tu sĩ, nhất định là không tầm thường đại năng chi sĩ. Chỉ là một chút tử vật, lập ở đây chí ít cũng có đã ngoài ngàn năm, kinh lịch lâu như vậy xa niên đại, thế mà còn là sắc bén như thế. Bình thường vu sư, khẳng định không có dạng này tiêu chuẩn. Có lẽ, thật sự là tạp mã tổ vu thủ bút. Nghe đồn rằng, tạp mã tổ vu chí ít cũng là tương đương với nguyên anh hậu kỳ đại thành cấp 12 hóa hình yêu tu, thậm chí có thể là tương đương với ngộ linh kỳ tu sĩ 13 cấp yêu tu. Lấy một đời tổ vu năng lực, luyện chế ra đến dạng này một nhóm thạch ma ngẫu, thủ hộ mình lăng mộ, ngược lại là rất có thể. Vòng thứ ba công kích qua, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người vội vàng nhìn lại là một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ dẫn đầu hai tên trúc cơ kỳ đồng bạn, đồng loạt bị trường mâu xuyên ngực mà chết. Người cái này yêu ma, ta và ngươi liều. Kim đan sơ kỳ tu sĩ một tiếng gầm thét, quơ trường kiếm trong tay, trở tay vỗ bên người còn sót lại một tên trúc cơ kỳ đệ tử. Hai người cùng một chỗ, hướng về phía trước bổ nhào mà đi. Trước mặt mấy tên thạch ma ngẫu, dài súng ưỡn một cái, không khách khí chút nào hướng về hai người cấp thứ mà tới. Đúng lúc này, tên kia trúc cơ kỳ đệ tử lại độn quang cùng một chỗ, vượt qua một loại thạch ma ngẫu đỉnh đầu, hướng thạch điện ngoài cửa lớn vào tới. Lập tức tất cả thạch ma ngẫu đồng loạt thay đổi đầu mâu, hướng lên đâm tới. Tên kia kim đan sơ kỳ tu sĩ, cổ tay khẽ đảo, trong tay áo bay ra một mặt khăn gấm, quay tít một vòng, hóa thành một đoàn tia sáng màu vàng, đem hắn toàn thân đều bao ở trong đó, nháy mắt liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Cái này ngay miệng, không chung một tiếng thê lương bi thảm truyền đến, tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ trên thân bỗng nhiên thêm ra mấy cái lỗ thủng, lập tức tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thi thể từ giữa không chung rơi thẳng xuống. Mấy tên thạch ma ngẫu mặt không thay đổi cầm trong tay trường mâu thu hồi lại. Chính là cái này trong chốc lát, thạch ma ngẫu phía sau cách đó không xa bóng người lóe lên, kim đan sơ kỳ tu sĩ thân hình từ lòng đất hiện ra, hắn kia mặt khăn gấm, vậy mà là một kiện có thể cự ly ngắn ẩn nấp hành thích pháp bảo, lập tức liền giấu giếm được những cái kia thạch ma ngẫu, xuất hiện tại trong vòng vây. Tu sĩ kim đan vừa hiện thân mà ra, liền không chút do dự thúc dục dưới chân độn quang, liền muốn hướng cửa điện bay đi. Vừa rồi trong miệng hắn la to muốn cùng yêu ma liều mạng, sự đáo lâm đầu, lại nguyên lai là mượn nhờ pháp bảo chi lực bỏ chạy mà đi, hơn nữa còn lợi dụng mình còn sót lại một tên trúc cơ kỳ đệ tử đến hấp dẫn thạch ma ngẫu lực chú ý. Cũng coi như phải là hèn hạ đồ vô sỉ. Đạo hữu, đi đâu? Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt tại phía sau hắn vang lên. Không tốt, kim đan sơ kỳ tu sĩ quát to một tiếng, toàn thân pháp lực hướng dưới chân bảo vật bên trong cuồng chú mà vào. Liền muốn lợi dụng bảo vật tốc độ bay, rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Chỉ tiếc hết thảy đều trễ. Phốc, kim đan sơ kỳ tu sĩ kêu thảm thiết, một con lông mềm như nhung lợi chảo, từ phía sau lưng của hắn xuyên vào, từ trước ngực xuyên ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó, tên tu sĩ này thân thể bỗng nhiên vỡ ra, tại không trung hóa thành một chùm huyết vũ, huyết nhục văng khắp nơi. Thẳng đến lúc này, Dung Thiên Tổ sư thân hình mới nổi lên, toàn thân đều tắm rửa lấy huyết vũ. Lộ ra nói không nên lời dữ tợn đáng sợ, trong tay nắm lấy tên này kim đan sơ kỳ tu sĩ trái tim, cười ha ha âm thanh bên trong, ôm đồm phải vỡ nát, lại một cỗ máu tươi biểu đến hắn lông mềm như nhung trên mặt, càng thêm huyết tinh chói mắt. Tùng Tuyền đạo nhân, Thương Ngô Tam Hữu bọn người không khỏi sắc mặt đại biến. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có cùng tên này tu sĩ kim đan đồng dạng suy nghĩ, cùng nó ở đây tiêu rông dài, còn không bằng bốc lên một chút hiểm, tìm cơ hội phá vây. Những này thạch ma ngẫu cố nhiên lợi hại, lấy bọn hắn kim đan kỳ tu vi, trường mâu một kích, cũng có thể đối kháng được. Nếu thật là ở đây đem pháp lực hao hết, bị một đám vô tri vô biết xuẩn vật diệt sát,
cái kia cũng quá oan uổng chút. Chỉ là bọn hắn lại quên đi, nhóm này thạch ma ngẫu phía sau, còn có một tên tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ bán yêu tu. Lúc trước Dung Thiên Tổ Sư đã thương Hattori giới xử trí, còn có thể nói là đánh lén đắc thủ, không phải một ví dụ để theo. Lần này, tên này kim đan sơ kỳ tu sĩ sớm đã có chuẩn bị, lại như trước vẫn là bị hắn vô thanh vô tức lấn đến bên người, một kích liền lấy tính mệnh, ngay cả nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có, sao không gọi bọn hắn sợ mất mật. Xem ra cái này bán yêu tu thần thông chi lớn, xa xa tại dự liệu của bọn hắn phía trên. Tiêu Phàm song mi cũng nhẹ nhàng nhau. Trước kia hắn chỗ nhận biết Dung Thiên Tổ Sư, cố nhiên tâm ngoan thủ lạt, lại không giống như bây giờ khát máu như cuồng. Xem ra cùng cái gọi là thánh thú hợp thể về sau, Dung Thiên Tổ Sư tâm tính đã phát sinh biến hóa rất lớn, thậm chí trước mắt cái này giống loài chó giống hơn là người yêu thú, đến cùng có còn hay không là Dung Thiên Tổ Sư, đều rất khó nói. Chương 746, bắt giặc bắt vua. Tiêu Chân Nhân, kỳ thật, ta không muốn cùng tất cả đồng đạo không qua được. Chỉ là nghĩ giải quyết ân oán giữa chúng ta. Dung Thiên Tổ Sư lắc lắc vết máu trên tay, mỉm cười nói. Lập tức không ít người hai mắt đều hướng bên này trông lại. Tiêu Phàm nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật nếu là như vậy, mời Dung Thiên đạo hữu ước thúc một chút những này thạch ma ngẫu, để đạo hữu khác đều rời đi nơi này, ta nguyện ý lưu lại, cùng đạo hữu một đôi một giải quyết. Tốt, ta có thể ước thúc thạch ma ngẫu, chỉ cần đạo hữu khác không muốn thừa cơ quấy rối, ta liền đồng ý thả một con đường sống. Dung Thiên Tổ Sư giơ lên trong tay ám lệnh bài màu đỏ, nhẹ nhàng vung lên, chính ngo ngoe muốn động thạch ma ngẫu liền dừng bước, tránh ra một cái thông đạo. Thương Ngô Tam Hữu Tùng Tuyền đạo nhân vợ chồng tu sĩ cùng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, có chút không nắm chắc được chủ ý. Hattori giới xử trí cười lạnh một tiếng, quát thua thiệt được các ngươi hay là sống nhiều năm như vậy lão già, ngây thơ như vậy kế ly gián cũng nhìn không ra. Tốt, thông đạo là ở chỗ này, ai có lá gan, ai từ nơi đó ra ngoài. Chí ít lão phu không lên cái này đang. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, đừng nhìn Hattori giới xử trí vẫn luôn cùng hắn không hợp nhau, lại thật không hổ là sống mấy trăm năm lão quái vật, đứng đầu một phái, liếc mắt liền thấy điểm quan trọng bên trên. Dung Thiên Tổ Sư cái này vô cùng đơn giản kế ly gián, ngay trước đoàn người trước mặt, liền dạng này làm ra, cũng là bởi vì, đối phó người càng sáng suốt hơn, càng đơn giản càng rõ ràng cái bẫy càng hữu hiệu. Bởi vì khôn khéo người luôn cảm thấy, người ta không đến mức cầm loại này phá ngoạn ý đến dẫn dụ mình mắc lừa. Đương nhiên, còn có một chút, chính là Dung Thiên hiện tại chiếm cứ toàn diện ưu thế, có 7-80 cái thạch ma ngẫu cung cấp hắn thúc đẩy, mặc kệ Tiêu Phàm nội bộ bọn họ phân bố phân hóa, Dung Thiên đều có nắm chắc cuối cùng chiến thắng. Nếu như có thể phân hóa thành công, chiến thắng liền càng thêm dễ dàng thôi, thạch ma ngẫu tổn thất. Cũng có thể rơi xuống thấp nhất, có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch lợi ích lớn nhất. Cho tới bây giờ đều là kiêu hùng lựa chọn hàng đầu. Hattori giới xử trí cũng là như vậy kiêu hùng, thời khắc mấu chốt, tuyệt không mắc mưu. Hắn đã bị thương, nếu như không cùng Tiêu Phàm bọn hắn liên thủ đối địch, rất có thể kế tiếp chết chính là hắn. Tùng Tuyền đạo nhân thương Ngô Tam Hữu bọn người, do dự một lát, cuối cùng vẫn là không ai dám đi thử một chút. Bây giờ mọi người ở chung một chỗ, ôm thành đoàn, có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Một khi đi tiến vào kia đầu trong thông đạo, bị một đám thạch ma ngẫu vây quanh, Dung Thiên Tổ Sư khẽ đảo mặt, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa như vừa mới tên kia kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng đệ tử của hắn, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, chết không có chỗ chôn. Lại cùng một thời gian uống cạn chung trà, thấy rốt cục không ai mắc lừa, Dung Thiên Tổ Sư liền cười lên. Tốt, xem ra các vị đều không trân quý tính mạng của mình, vậy cũng đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Đầu này đường Hoàng Tuyền, là các vị tự tìm, lên. Giết bọn hắn, gió nổi sóng chiều công kích, lại một lần nữa triển khai. Thạch điện bên trong, lại vang lên liên miên, hồ quang điện lập lòe, phong nhận bắn ra bốn phía. Tiêu Chân Nhân, dạng này đánh xuống không được, Tiêu Phàm bên tai, bỗng nhiên vang lên Hattori giới xử trí truyền âm. Hattori tông chủ có gì thượng sách, Tiêu Phàm hỏi ngược lại, bắt giặc trước bắt vua. Hattori giới xử trí rất nói một cách đơn giản nói, Tiêu Phàm liền cười lên. Lạnh nhạt nói, Hattori tông chủ nên biết, cái này rất không dễ dàng. Cơ hồ không có bao nhiêu thành công khả năng. Bắt giặc bắt vua, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Hiển nhiên những này thạch ma ngẫu đều là chút tử vật, thụ Dung Thiên Tổ Sư sai xử mà thôi, chỉ muốn lấy Dung Thiên Tổ Sư. Thạch ma ngẫu mất đi khống chế, liền không đủ gây sợ. Nhưng mà cái này tạc vương thật đúng là khó cầm. Dù sao Dung Thiên Tổ Sư khí tức bây giờ,
không dưới kim đan hậu kỳ tu sĩ, vừa rồi miểu sát kim đan sơ kỳ tu sĩ. Cũng mạo xưng phân chứng minh dung thiên tổ sư thực lực, chứ Hattori giới xử trí, người liên can bên trong, liền lấy tu vi của hắn tối cao. Đây cũng là hắn vừa ra tay liền ám toán Hattori giới xử trí nguyên nhân. Diệt sát hoặc là trọng thương Hattori giới xử trí, cái này người liên can bên trong, đơn đả độc đấu, lại không có người là đối thủ của hắn. Hiện tại Hattori giới xử trí nói ra bắt vua, phương thức mặc dù chính xác, làm sao thực tế khó mà áp dụng. Chuyện này cũng chưa chắc, ta nói tặc vương, nhưng cũng không phải là dung thiên bản nhân, mà là trong tay hắn tấm lệnh bài kia. Diệt sát dung thiên cùng hủy đi lệnh bài, độ khó là không giống. Hattori giới xử trí lại 10 điểm tỉnh táo, chậm rãi nói. Tiêu Phàm không khỏi sững sờ, hai mắt lập tức phát sáng lên. Hattori giới xử trí nói không sai, lấy dung thiên tổ sư kim đan hậu kỳ tu vi, lại trốn ở rất nhiều thạch ma ngẫu về sau, nghĩ phải xuất kỳ bất ý địa diệt giết hắn, tự nhiên là rất khó làm được, nhưng chỉ cần hủy đi kia mặt ám lệnh bài màu đỏ, cứ việc vẫn như cũ rất khó, lại tựa hồ như cũng không phải không có một chút hy vọng. Hattori tông chủ nghĩ muốn thế nào làm việc, mặc kệ là diệt sát dung thiên hay là hủy đi lệnh bài, chúng ta đều chỉ có một lần cơ hội. Nếu như triệt để chọc giận hắn, hắn sẽ liều lĩnh mệnh lệnh những này thạch ma ngẫu tiến lên cùng chúng ta liều mạng. Tiêu Phàm một bên phóng xạ ra bạc lấp lánh hồ quang điện ngăn cản thạch ma ngẫu bắn ra một vòng lại một vòng trường mâu hư ảnh, vừa nói. Cái này liền cần yếu tiêu chân nhân phối hợp, mặc dù hắn vừa rồi xử chính là kế ly gián, nhưng không thể phủ nhận, tiêu chân nhân ở trong mắt hắn phân lượng cùng người khác không giống. Nếu tiêu chân nhân ra sức phá vòng vây lời nói, chắc hẳn nhất định có thể hấp dẫn dung thiên lực chú ý. Còn lại, liền giao cho ta tốt, Hattori giới xử trí lập tức nói ra kế hoạch của mình. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói Hattori tông chủ, xin thứ cho ta nói thẳng, ta có thể nào tin tưởng Hattori tông chủ không thừa cơ hội này phá vây mà đi. Dù sao quý tông thuật độn thổ, đại đại hữu danh. Tiêu chân nhân chỉ sợ không biết đi, cái này thạch điện dưới mặt đất, sớm đã bị người bày ra cường lực cấm chế, thuật độn thổ ở đây căn bản liền không thi triển ra được. Thuật độn thổ không thi triển ra được, Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Không sai, ta đã vừa mới từng điều tra, thạch dưới điện, tràn đầy cuồng bạo vô so không gian chi lực. Nơi này, nhiều năm trước kia nhất định phát sinh qua 10 điểm mãnh liệt không gian bạo tạc, điểm này ta có thể khẳng định. Dù sao nơi này không gian cấm chế, không phải không duyên cớ liền có thể tạo ra. Đối đây, Tiêu Phàm ngược lại là hoàn toàn đồng ý. Hắn mặc dù không có lấy thần niệm chi lực đi điều tra lòng đất tình hình, nhưng càn khôn đỉnh kịch liệt phản ứng, sớm đã xác minh Hattori giới xử trí lời nói. Hattori tông chủ, trừ thuật độn thổ, còn có cái khác rất nhiều độn thuật, đều có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Hattori giới xử trí trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, tiêu chân nhân, dưới mắt loại cục diện này, một điểm phong hiểm đều không nghĩ bốc lên, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn không thành? Đây cũng là lời nói thật ngươi trừ tin tưởng ta, đánh cược một lần bên ngoài, không có lựa chọn tốt hơn. Trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện ở đây hao hết pháp lực mà chết. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, liền là quyết định thật nhanh nói tốt, ta sẽ vì Hattori tông chủ sáng tạo cơ hội này, hy vọng tông chủ hảo hảo nắm chắc. Hattori giới xử trí không khỏi vui mừng, nói cái này hiển nhiên. Tiêu Phàm lại phân biệt hướng Tuyên Minh chân quân, họ Kim đầu đà, Tùng Tuyền đạo nhân cùng tu sĩ Kim Đan truyền âm nói vài câu, để bọn hắn phối hợp mình cùng Hattori giới xử trí hành động. Những người này tự nhiên từng cái gật đầu cuống quýt, có người ra mặt mạo hiểm, chỉ cần bọn hắn phối hợp hành động, chuyện tốt như vậy nào có không phối hợp. Khi thạch ma ngẫu lại một vòng hư ảnh công kích lúc bắt đầu, Tiêu Phàm bỗng nhiên cất giọng hô to. Các vị đạo hữu, cứng như vậy tiếp tục đấu, không phải biện pháp. Mọi người yểm hộ ta đến phá vây. Lời còn chưa dứt, ống tay áo lắc một cái, hai con màu xám sắt bọ ngựa hiện ra, đầu một dương, song đao giơ lên thật cao. Màu đỏ sậm đao mang lóe lên, viêm linh chi nhận cũng đã nắm trong tay. Những này thạch ma ngẫu e ngại cận thân công kích, lưng sắt con bọ ngựa tiến thối như điện, song đao phong duệ vô song, chính là thạch ma ngẫu khắc tinh. Chỉ là thạch ma ngẫu quá nhiều, tăng thêm phía sau ẩn giấu đi một cái kim đan hậu kỳ dung thiên tổ sư. Tiêu Phàm không muốn tùy tiện đem hai con bọ ngựa phóng xuất. Linh trùng tiến giai rất khó, cái này hai con nhị giai linh trùng, thực tế không thể tùy tiện tổn thất hết. Bây giờ vì phối hợp Hattori giới xử trí, Tiêu Phàm không chút do dự đem linh trùng cũng phóng ra. Oanh, liệt diễm bốc hơi mà lên, viêm linh chi nhận mũi nhọn phía trên, bồ chú màu bạc không ngừng lấp lánh, tinh viêm chi lực nháy mắt liền bị kích phát. Lấy Tiêu Phàm hiện tại pháp lực,
loại trình độ này thúc làm hỏa diễm đao, hoàn toàn có thể chịu đựng được, trong thời gian ngắn nhiều lần vận dụng mấy lần, cũng không thành vấn đề. Bất quá tương ứng, viêm linh chi nhận uy năng cũng vẫn như cũ không thể toàn diện phát huy ra. Đối phó phổ thông địch thủ, tự nhiên không đáng kể, để mà đối phó dung thiên tổ sư dạng này kim đan hậu kỳ tu sĩ, vậy coi như kém xa. Đương nhiên, Tiêu Phàm nếu là toàn lực vận dụng viêm linh chi nhận, dù coi như Hattori giới xử trí chưa từng thụ thương, cũng tuyệt không dám đón đỡ. Nhưng bởi như vậy, Tiêu Phàm toàn thân pháp lực hay là sẽ bị hút không còn một mảnh. Cùng cưỡng ép kích phát lôi bằng biến thân đồng dạng, đều là hoặc này hoặc kia, sinh tử đánh cược một lần đại sát chiêu. Viêm linh chi nhận thần binh như vậy lưỡi dao, nguyên vốn cũng không phải là hắn dưới mắt loại tu vi này có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đến, đối với bây giờ Tiêu Phàm mà nói, viêm linh chi nhận vẫn như cũ là cái hang không đáy. Viêm linh chảm, Tiêu Phàm quát to một tiếng, giơ cao hỏa diễm đao, đón chính diện thạch ma ngẫu, bay thẳng mà trước. Những này thạch ma ngẫu trên khôi giáp phu chú chi lực, coi là thật cao minh, hào quang màu đỏ sậm lấp lánh, thế mà đem viêm linh chi nhận tỏa ra đến hừng hực liệt diễm, đều đều ngăn cách bên ngoài. Bất quá nhìn ra được, loại này chống cự cũng cơ hồ dốc hết những này khôi giáp toàn lực, trong khoảnh khắc, khôi giáp mặt ngoài hào quang màu đỏ sậm liền biến thành màu đỏ tươi, mùi máu tanh cực kỳ gay mũi. Xùy một bộ thạch ma ngẫu bị chặn ngang cắt làm hai đoạn. Viêm linh chi nhận sắc bén, cũng là không cùng luân so, không chút nào tại dưới yêu đao. Cùng lúc đó, một trái một phải, hai đầu trường mâu cấp thứ mà đến, động tác nhanh chóng vô cùng. Xuy xuy hai tiếng, màu xám sắt phong mang hiện lên, hai đầu bằng đá trường mâu đứt thành hai đoạn, lưng sắt con bọ ngựa một trái một phải, làm Tiêu Phàm bảo tiêu. Sắc bén chân trước một chạm mà qua, hai cỗ thạch ma ngẫu hai chân cũng từ đó đoạn tuyệt. Thạch ma ngẫu rầm rầm ngã xuống, sắt ánh đao màu xám chớp loạn, bị chém thành vô số mảnh vỡ. Lưng sắt con bọ ngựa năng lực cận chiến mạnh, quả thực danh bất hư truyền, chỉ là thạch ma ngẫu khổ người quá lớn, con bọ ngựa hai đầu chân trước quá ngắn, mỗi lần xuất kích, đều chỉ có thể hướng thạch ma ngẫu tay chân ra chiêu, mặc dù sắt ánh đao màu xám hiện lên, thạch ma ngẫu không có chút nào kháng cự chi lực, hiệu suất bên trên cuối cùng thụ ảnh hưởng, rất khó làm được nhất kích tất sát. Cái khác thạch ma ngẫu lại nhao nhao giết tới. Còn bọ ngựa cũng chỉ có thể trước cầu tự vệ. Chương 747, bất diệt chi thể. Một người hai trùng, cuồn cuộn hướng về phía trước đánh tới, trong nháy mắt, liền có ít cỗ thạch ma ngẫu bị hủy, Tuyên Minh chân quân, Thương Ngô Tam Hữu, vợ chồng tu sĩ, Tùng Tuyền đạo nhân cùng tu sĩ Kim Đan, nhao nhao hướng trước mặt thạch ma ngẫu tấn công mạnh mà đi, chỉ có trúc cơ tu sĩ thì điều khiển pháp khí, trận địa sẵn sàng, để cầu tự vệ. Liễu Chính là duy nhất không có chủ động tiến công tu sĩ Kim Đan, tay cầm kim cương trác, hộ vệ Mao Sơn đệ tử cùng vô cực chư nữ an toàn. Một vòng này đột nhiên phản công, thanh thế to lớn, trong lúc nhất thời công thủ chi thế hoàn toàn nghịch chuyển, thạch ma ngẫu ở vào hoàn toàn phòng thủ trạng thái. Bất quá những này thạch ma ngẫu vô tri vô biết, không sợ hãi chút nào tình cảm, mặc kệ các tu sĩ thế công như thế nào mãnh liệt, những này thạch ma ngẫu cũng là nghiêm nghị không sợ, phá hủy một bộ liền bổ sung một bộ. Nhưng mức tiêu hao này, Dung Thiên Tổ sư lại không vui lòng. Những này thạch ma ngẫu là hắn một cánh tay đắc lực, tương lai muốn cậy vào những này ma ngẫu so sánh cao thấp thiên hạ, ở đây tổn thất quá nhiều, thực tế không có lời. Tiêu chân nhân, người thực tế quá có thể dày vò. Dung Thiên Tổ sư hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, một cỗ gió lốc tịch đi lên, đem thân thể của hắn bao khỏa ở bên trong, hướng về phía trước càn quét mà đi. Lúc này, viêm linh chi nhận uy năng hao hết, cuồn cuộn liệt diễm vì đó vừa thu lại, Tiêu Phàm thân hình hiển hiện ra. Hai đầu lưng sắt con bọ ngựa cũng đã lâm vào mấy cỗ thạch ma ngẫu trong vòng vây, tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng sắt ánh đao màu xám vạch một cái, liền chặt đứt thạch ma ngẫu một cánh tay, hoặc là tại thạch ma ngẫu trên thân vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Bất quá ngay sau đó, liền không thể không tránh né cái khác thạch ma ngẫu tùy theo mà đến công kích. Mỗi lần xuất kích đều chỉ có thể là nhìn thoáng qua, khó mà đối thạch ma ngẫu tạo thành quá lớn sát thương. Chỉ có một bộ thạch ma ngẫu rất trùng hợp bị chặt đứt cái cổ, đầu rơi xuống. Mới xem như phá hủy đi. Cũng may hai đầu lưng sắt con bọ ngựa dù coi như tại thạch ma ngẫu trong vòng vây, cũng là tiến thối như điện, thạch ma ngẫu rất khó chân chính tổn thương đến bọn chúng. Trong lúc nhất thời cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cuốn tới gió lốc, bỗng nhiên liền đến Tiêu Phàm trước mặt. Dung Thiên Tổ sư chân trước vung lên, một đạo cự đại trảo ảnh hiển hiện ra, năm ngón tay như câu, khí thế hung hăng hướng về Tiêu Phàm đúng ngay vào mặt bắt tới, trảo ảnh phía trên, linh áp bức người. Mảy may cũng không tại Hattori giới xử trí phía dưới, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một cỗ man hoang uy áp chi khí.
Tiêu Phàm ánh mắt ngưng lại, thu hồi viêm linh chi nhận. Tay phải năm ngón tay nắm chặt, hô một quyền, hướng về phía trước mãnh kích mà ra, trong không khí một trận trầm muộn tiếng ma sát vang lên, lập tức một con lóng lánh hào quang màu nhũ bạch thô to thiết quyền cũng nổi lên, đón to lớn chảo ảnh nghênh đón tiếp lấy. Dung Thiên Tổ Sư không khỏi đại hỉ, đã sớm biết Tiêu Phàm là người kiêu ngạo, y theo hắn kia ngạo khí tính cách, cùng đối mặt mình mặt thời điểm, quả nhiên là dùng cứng đối cứng đấu pháp. Cũng không lập tức bước ra lui lại, cái này liền quá tốt. Dung Thiên Tổ Sư cũng không có trông cậy vào tiện tay một chảo, liền có thể thương tổn được Tiêu Phàm, nhưng chỉ cần có thể đem Tiêu Phàm ở đây thoảng qua kéo dài một chút, vậy liền đầy đủ. Đầy đủ hắn chỉ huy thạch ma ngẫu hình thành vây kín chi thế. Đem Tiêu Phàm vây ở trong đó, chắp cánh khó thoát. Xùy chảo ảnh cùng thiết quyền hung hăng đánh nhau, phát ra cùng loại kim loại giao kích ma sát thanh âm. Dung Thiên Tổ Sư khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn. Không chút do dự giơ lên trong tay máu lệnh bài màu đỏ một dương, liền muốn chỉ huy những cái kia thạch ma ngẫu vây kín Tiêu Phàm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo hắc ảnh, bỗng nhiên tại phía sau hắn cách đó không xa tránh hiện ra. Chính là Hattori giới sử trí, hai tay giơ cao sáng như tuyết hiêu đao, bá, đao quang lóa mắt, hướng Dung Thiên Tổ Sư giơ lệnh bài cánh tay trái, chém bay đi. Xem ra Hattori giới sử trí từ đầu đến cuối, đầu óc đều rất thanh tỉnh. Cũng không có đem chém giết Dung Thiên xem như mục tiêu, mà là kiên định không thay đổi thi hành hắn lúc trước cùng Tiêu Phàm ước định, lấy hủy diệt lệnh bài coi như mục đích. Giống Dung Thiên Tổ Sư hai mắt hung quang lóe lên, miệng bên trong bỗng nhiên phát ra dã thú kêu gào thanh âm, tay trái cực nhanh vừa thu lại, thân thể nhoáng một cái, gió lốc tịch đi lên, liền muốn hướng bên cạnh né tránh. Lại rốt cục vẫn là có chút trễ, yêu đao tông đao pháp, gì cùng mau lẹ, tùy tiện có thể bị người tránh thoát lời nói, năm đó yêu đao tông liền sẽ không có to lớn thanh danh. Đinh, một tiếng vang giòn, Dung Thiên Tổ Sư mặc dù kịp thời đem cánh tay trái thu hồi lại, đao quang lại chính chính chém chúng trong tay hắn cầm lệnh bài màu đỏ. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều thoảng qua khẽ giật mình. Lệnh bài màu đỏ vẫn chưa như là mọi người chỗ liệu nghĩ như vậy, bị đao quang bổ làm hai, ngược lại nháy mắt hào quang tỏa sáng, đem sáng như tuyết đao mang hướng bên cạnh đẩy một chút, bá một tiếng, Dung Thiên Tổ Sư tay trái đứt từ cổ tay. Dung Thiên Tổ Sư một tiếng hét lên, lệnh bài màu đỏ như máu bay lên, hướng nơi xa rơi xuống. Lại là bóng đen lóe lên, một đầu toàn thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng mèo mun lớn hiện ra, mèo ô một tiếng, tựa như một tia chớp màu đen, phá toái hư không, cực nhanh hướng phi đến xa xa lệnh bài màu đỏ kích bắn đi. Mơ tưởng, Dung Thiên Tổ Sư gầm hét lên, miệng rộng mở ra, một đạo xanh mờ mờ cột sáng bắn ra, trực kích giữa không trung hắc lân. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, kim quang bắn ra bốn phía, âm dương kiếm bát quái phóng lên tận trời, bắn ra chói mắt kim quang, lăng không cùng kia cỗ xanh mờ mờ cột sáng đụng vào nhau, lập tức đem ánh sáng trụ từ đó chặt đứt, trong nháy mắt liền hóa thành điểm điểm thanh quang, tiêu tán thành vô hình. Lại ăn ta một đao, mắt thấy Dung Thiên Tổ Sư hơi sửng sốt một chút, cơ hội như vậy, Hattori giới xử trí như thế nào bỏ lỡ, một tiếng quát chói tai, trong tay yêu đao hàn quang tăng vọt, đao mang trong khoảnh khắc liền dài đến hai trượng trở lên. Hướng về Dung Thiên Tổ Sư vào đầu tật vỗ tới. Dung Thiên Tổ Sư vừa mới đối với hắn ngầm thi đánh lén, Hattori giới xử trí trong lòng sớm đã hận thấu xương, một đao này cơ hồ dốc hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Bá Dung Thiên Tổ Sư trong tay trắng hếu quang mang lấp lánh, món kia nguyên bản bị hắn thu nhập chữ vật vòng tay bên trong cốt nhận, đột nhiên nổi lên, không chút do dự hướng về phía trước một dương, xương ảnh chấp liên tục, tiếng cọ sát chói tai bên trong, cốt nhận bên trên làm diễm tán loạn. Đem yêu đao chi lực đánh tan hơn phân nửa, lại cuối cùng khó mà hoàn toàn chống cự. Còn lại một mảnh đao mang, chợt lóe lên, Dung Thiên Tổ Sư phát ra kinh thiên động địa gầm thét, trên bờ vai máu me đầm đìa, đã bị thương không nhẹ. Bóng đen lóe lên, hắc lân miệng bên trong ngậm khối kia huyết hồng lệnh bài, bay vụt mà quay về, miệng hơi mở, đem lệnh bài nôn đến Tiêu Phàm trong tay, xoay người đứng tại Tiêu Phàm trên bờ vai, hướng phía hai lần bị thương Dung Thiên Tổ Sư meo một tiếng, thử răng trắng như tuyết. Lục oánh oánh con mắt, gắt gao tiếp cận hắn, toàn thân không dưới kim đan sơ kỳ tu sĩ linh áp phóng lên tận trời. Cấp 7 yêu thú, Dung Thiên Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tinh quang đại phóng. Tiêu Phàm trong tay cầm lệnh bài màu đỏ, thả ở trước mắt tinh tế dò xét, chỉ thấy trên lệnh bài, ẩn ẩn có cổ nhung tộc văn tự thoáng hiện, lệnh bài phía dưới, có một đạo nhàn nhạt vết rách, mặc dù không có đem chọn mặt lệnh bài bổ làm hai, nhưng cũng có mấy cái văn tự trở nên mơ hồ không rõ. Lệnh bài cũng lộ ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh,
cùng thạch ma ngẫu trên thân lộ ra khí tức giống nhau như đúc. Mặc dù không biết những này thạch ma ngẫu cụ thể phương pháp luyện chế, nghĩ đến 10 điểm huyết tinh. Bình thường vu chú chi thuật, đều có chút huyết tinh, kỳ quỷ phi thường. Dưới mắt từ cũng không phải nghiên cứu những vật này thời điểm. Mặt này lệnh bài một nắm đến Tiêu Phàm trong tay, tất cả thạch ma ngẫu đều sững sờ, liền ngơ ngác đứng tại chỗ, rốt cuộc bất động một chút. Tất cả mọi người thở phào một hơi, mặc dù thạch ma ngẫu đã đứng im bất động, lại là dự uy vẫn còn, cũng không ai dám tại chủ động đi trêu chọc những quái vật này. Rầm rầm chi tiếng vang lên, lại là kia hai đầu lưng sắt con bọ ngựa không chút khách khí, đem bên người mấy cỗ ma ngẫu trong khoảnh khắc cắt thành vô số mảnh vỡ. Thấy linh trùng như vậy hung hãn dáng vẻ, những người khác không khỏi âm thầm hút miệng khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt, càng nhiều mấy phân vẻ kính sợ. Người này tuổi còn trẻ, lại tu vi cao thâm, thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp. Khó trách cùng Hattori giới xử trí một liên thủ, liền đánh dung thiên tổ sư một trở tay không kịp, lập tức công thủ thay đổi xu thế. Tiêu Phàm thử đem pháp lực rót vào lệnh bài bên trong, lại là không có hiệu quả chút nào. Xem ra lệnh bài này còn cần một loại nào đó đặc biệt thôi động phương thức. Dung thiên tổ sư đứng xa xa, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Tiêu chân nhân, ngươi coi như lại uyên bác, chúng ta vô tộc lệnh bài, ta không tin ngươi cũng sẽ sử dụng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cổ tay khẽ đảo, đem lệnh bài thu tiến vào chữ vật vòng tay, mắt nhìn dung thiên tổ sư, không chậm không nhanh nói, mặc dù ta tạm thời sẽ không sử dụng mặt này lệnh bài, nhưng bây giờ, không có những này ma ngẫu làm giúp đỡ, dung thiên giáo chủ chỉ sợ cũng khá là phiền toái rồi. Mọi ánh mắt đều đồng loạt tập trung ở dung thiên tấm kia tung tóe đầy máu tươi lông mềm như nhung bán yêu mặt thú bên trên, đều lửa giận bùng cháy mạnh. Hắc hắc, ta có thể có phiền toái gì? Coi như không có những này thạch ma ngẫu làm giúp đỡ, các ngươi muốn rời khỏi nơi này, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Mở ra ánh mắt của các ngươi nhìn xem, cái này thạch điện, các ngươi còn đi được ra ngoài à? Dung thiên tổ sư cười lạnh nói, mọi người lúc này mới hướng thạch điện nhìn bốn phía, lập tức người người biến sắc. Chỉ thấy thạch điện đại môn chẳng biết lúc nào đã đóng chặt, bốn phía trên vách tường, lóng lánh màu đỏ sậm phù văn, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh phiêu đãng mà ra, vậy mà cùng những cái kia thạch ma ngẫu trên thân vu chú chi thuật giống nhau như đúc. Cả gian thạch điện, đều đã bị thực hiện vu chú cấm chế chi thuật. Hattori giới xử trí cười lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng chỉ là một cấm chế, liền thật có thể vây khốn ta nhóm. Giết chết ngươi về sau, chúng ta lại từ từ nghĩ cách, ta liền không tin. Cấm chế này thật đúng là phá không được. Thật sao, chỉ muốn các ngươi có loại này bản sự, cứ tới giết tốt. Dung thiên tổ sư trên mặt mỉa mai cùng khinh thường chi ý, càng phát ra nồng hậu dày đặc. Vừa mới bị Hattori giới xử trí chém bị thương bả vai, sớm đã khép lại như lúc ban đầu, gãy mất cổ tay trái chỗ, cũng toát ra nhẹ nhẹ hồng mang, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, đã có lợi chảo hình dạng, chỉ cần đợi một lát, liền đem tại đứt cổ tay chỗ lại sinh ra một cái lợi chảo ra. Bất diệt chi thể, Hattori giới xử trí biến sắc, lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Giống dung thiên tổ sư mở ra huyết bồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hai mắt bên trong huyết quang đại phóng, miệng bỗng nhiên hướng về phía trước đột xuất, thân thể cũng tăng vọt, xoẹt, đem quần áo trên người hoàn toàn băng liệt, lộ ra lông mềm như nhung thân thể. Trong nháy mắt, dung thiên tổ sư liền biến thành một đầu cự thú, chiều cao 3 trượng, đầu đồng chán sắt. Ánh mắt như điện, răng nanh lộ ra ngoài, lợi chảo như đao, một cỗ khiến người hít thở không thông man hoang khí tức, đập vào mặt. Chương 748, yêu linh biến thân. Quả nhiên là yêu thú phụ thể. Nhanh, mọi người một cùng ra tay, đừng để nó chậm tới. Vừa biến thân, là nó thời khắc yếu đuối nhất. Hattori giới xử trí kiến thức rộng rãi, thấy thế lập tức kêu lên, hai tay một dương yêu đao, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền tới yêu thú trước mặt. Nâng đao bổ xuống. Cái này thạch điện dưới mặt đất, trải rộng không gian cấm chế, không thể thi triển thuật độn thổ, Hattori giới xử trí một thân bản sự, lập tức giảm bớt đi nhiều. Tăng thêm thụ thương trước đây, càng là thực lực đại tổn. Dù là như thế, yêu đao tông tông chủ dù sao không hề tầm thường, cái này một chảm chi uy, vẫn như cũ không thể coi thường. Trước mắt bóng đen lóe lên, yêu đao một đao chảm tại không trung, bỗng nhiên mất đi yêu thú tung tích. Lớn như vậy một con yêu thú trống rỗng mất tích, lập tức để đoàn người sững sờ. Tuyên Minh chân quân không nói hai lời, roi lôi điện một dương, to như tay em bé kim sắc hồ quang điện, liền hướng về thạch điện đỉnh chóp một chỗ xà ngang bổ tới. Cùng lúc đó, Thương Ngô Tam Hữu bên trong tu vi cao nhất họ Kim đầu đà, cũng vung vẩy nguyệt nha sạn, một đạo sắc bén phong nhận,
hướng về cùng một cái phương hướng chém vụt mà đi. Trong mọi người, trừ Hattori giới xử trí, cũng chỉ có Tuyên Minh chân quân cùng họ Kim đầu đà ngàn năm trước là nguyên anh kỳ cảnh giới. Trước mắt tu vi mặc dù chỉ khôi phục đến trong kim đan kỳ, thần niệm lại mạnh mẽ là nguyên anh kỳ tu sĩ thần niệm. Cùng địch chém giết thời điểm, thần niệm chi lực cường đại, tự nhiên chiếm lợi lớn, có thể liệu trước tiên cơ. Tiêu Phàm phản ứng, cuối cùng so hai vị này nguyên anh kỳ tu sĩ muốn hơi chậm nửa bước, chờ hắn ngẩng đầu, liền xem ở tại chỗ kia trên sà ngang, có một đầu linh miêu lớn nhỏ yêu thú, ánh mắt hung quang lấp lóe, rõ ràng là co lại rất nhiều lần dung thiên tổ sư biến thành yêu thú. Không biết sử dụng loại nào độn thuật, trong nháy mắt. Liền thuấn di đến chỗ này trên sà ngang. Mắt thấy kim sắc hồ quang điện cùng trắng sắc phong lưỡi đao chém bay mà đến. Linh miêu yêu thú trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, thả người nhảy lên. Tránh ra, ở giữa không trung một cái xoay người, chu cái miệng nhỏ, một đạo xanh mờ mờ cột sáng bắn ra. Đạo ánh sáng này trụ nhìn qua bất quá trứng gà phẩm chất, hào không thấy được. Họ Kim đầu đã đem Nguyệt Nha sạn quét ngang, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tiêu Phàm đã từng lấy âm dương kiếm bát quái cắt đứt qua cái này cột sáng, họ Kim đầu đà cũng không phải là quá để ý. Xanh mờ mờ cột sáng trong khoảnh khắc, liền đánh trúng Nguyệt Nha sạn, vô thanh vô tức, họ Kim đầu đà chợt kêu to một tiếng, toàn thân kịch chấn. Đăng 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 liền lùi lại 7-8 bước, sắc mặt lập tức trở nên thương bạch như tuyết, cưỡng ép đem phun lên cổ họng một ngụm máu tươi nuốt xuống, ánh mắt lóe lên một vòng kinh hãi thần sắc. Ngay tại hắn còn chưa hoàn toàn đứng vững thời điểm, bên người không khí một trận gợn nước ba động, ly miêu lớn tiểu yêu thú thân hình quỷ dị nổi lên, đồng thời tăng vọt, đảo mắt liền trở nên chiều cao 3 trượng, khôi phục lúc trước mãnh ác bộ dáng, một dương to lớn chân trước, húc đầu liền hướng họ Kim đầu đà vồ mạnh mà xuống, động tác nhanh như thiểm điện, họ Kim đầu đà thậm chí ngay cả nửa điểm thời gian phản ứng đều không có. Không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, trơ mắt nhìn xem cái này mang theo man hoang khí tức cự trảo hướng đỉnh đầu của mình bắt tới. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ cự lực từ một bên thẳng đụng tới, trùng điệp kích ở trên người hắn, họ Kim đầu đà hộ thể lồng ánh sáng, chỉ thoảng qua lóe lên, liền là lõm đi vào, nhưng lại chưa phá tan đến, ngược lại bị cái này cỗ cự lực đâm đến cả người đều sinh sinh bay ra ngoài xa 2-3 trượng, kỳ hiểm vô cùng tránh đi yêu thú cự trảo, chỉ ở đầu vai bên trên lưu lại 2 đạo trưởng dài rãnh máu, da thịt xoay tròn, máu tươi văng khắp nơi, cực kỳ dọa người. Cơ hồ là cùng một thời gian, 2 đạo màu xám sát cái bóng lóe lên, 4 chảo đủ dương, phong nhận như đao, hướng yêu thú chém vụt mà đi. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, ngăn ở họ Kim đầu đà trước mặt, 10 ngón ở giữa ngân sắc hồ quang điện không ngừng lấp lóe, gắt gao tiếp cận yêu thú, thần sắc nghiêm trọng. Họ Kim đầu đà trở về từ cõi chết, lập tức vừa mừng vừa sợ, không lo được đầu vai máu tươi dâng trào, hướng Tiêu Phàm liền ôm quyền, kêu lên, nhiều tạ Tiêu chân nhân ân cứu mạng. Một tiếng này nói lời cảm tạ, lại là xuất từ thành tâm thành ý. Nếu như không có Tiêu Phàm kịp thời xuất thủ, hắn cái này cái tính mạng coi như nằm tại chỗ này. Không dám nhận, mọi người là cùng một trận doanh, lẽ ra cùng cửu địch hy. Tiêu Phàm lập tức gật đầu hoàn lễ. Họ Kim đầu đà liên tục gật đầu, nói Tiêu chân nhân nói đúng, mọi người chúng ta tề tâm hợp lực, diệt sát yêu thú này. Cách đó không xa trên chiến trường, sắt ánh đao màu xám lóe lên, suy một tiếng. Yêu thú chân trước bên trên nổi lên một cỗ huyết tiễn, mặc dù chỉ là da thịt tổn thương, lại triệt để chọc giận cái này con yêu thú. Súc sinh, thật to gan, thật sự cho rằng chỉ là 2 con nhị giai côn trùng, liền có thể tại bản giáo chủ trước mặt làm càn a. Yêu thú ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên, nổi giận phừng phừng. 2 đầu lưng sắt con bọ ngựa đã bỗng nhiên thối lui đến 3-4 trượng có hơn, thô to chân trước giơ lên cao cao, trừng mắt một đôi huyết hồng mắt kép. Lạnh lùng tiếp cận lửa giận như lửa đốt yêu thú. Nhìn thấy cái này 2 đầu nhị giai linh trùng thế mà làm bị thương kim đan hậu kỳ tu sĩ hóa thân yêu thú, đoàn người đều có chút nhìn mà than thở. Cái này 2 con côn trùng, quả thật có chút nghịch thiên. Nếu như tiến hóa đến tam giai về sau, kim đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ không phải hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng may mọi người cũng đều biết, từ xưa đến nay, linh trùng tiến giai rất khó, tốc độ cực chậm. Bằng không mà nói. Trung thổ giới đã sớm biến thành một cái côn trùng thế giới, lại không có những sinh vật khác sinh tồn không gian. Giống yêu thú miệng rộng mở ra, một đạo xa so vừa rồi thô lớn xanh mờ mờ cột sáng, bắn ra. Cái này cột sáng uy lực, vừa rồi họ Kim đầu đà đã lĩnh giáo qua, trong kim đan kỳ tu sĩ còn ngăn cản không nổi, chỉ tương đương với trúc cơ kỳ tu vi nhị giai linh trùng coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đón đỡ. Lưng sắt con bọ ngựa cường kiện chi sau bắn ra, song song tránh sang một bên.
tới lui như gió, tiến thối như điện. Bất quá lần này, yêu thú hiển nhiên sớm đã đem lưng sắt con bọ ngựa loại thiên phú này thần thông tính toán ở bên trong. Lưng sắt con bọ ngựa vừa mới tránh thoát xanh mờ mờ cột sáng công kích, bên người không khí gợn nước một cơn chấn động, yêu thú thân thể cao lớn hiển hiện ra, độn thuật thần kỳ, mảy may cũng không tại lấy thuấn di thuật chứ danh yêu đao tông tông chủ phía dưới, giơ lên chân trước, hung hăng hướng hai con linh trùng chộp tới, năm đạo phong nhận bắn ra, ngay cả không khí đều phát ra bén nhọn kêu to. Cùng vừa mới đối phó họ Kim đầu đà phương thức không có sai biệt, hai con linh trùng chưa đứng vững, công kích sắc bén đã đúng ngay vào mặt mà tới. Dù coi như lưng sắt con bọ ngựa tốc độ lại nhanh, cũng tránh cực kỳ. Vô số hắc mang lóe lên, đảo mắt liền bắn tới lưng sắt con bọ ngựa trước mặt, đem năm đạo phong nhận xinh xinh đánh chúng vỡ nát. Mèo hắc lần một nhảy ra, một đạo mãnh thú hư ảnh đằng không lóe lên, liền ẩn vào đến trong cơ thể nó. Trong khoảnh khắc, mèo mun lớn hình thể tăng vọt, cũng biến thành dài đến 3 trượng, thân cao hơn 1 trượng, màu đen mãnh hổ quái thú, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, cúi đầu xuống. Hung tợn tiếp cận đối diện hình chó yêu thú, thử ra 4 quả thật dài sắc bén răng nanh. Hai đầu lưng sắt con bọ ngựa trở về từ cõi chết, xa xa hiện lên một bên, trọn vẹn cùng hình chó yêu thú kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách, mới một lần nữa ổn định thân thể, huyết hồng mắt khép bên trong vậy mà hiện lên một vòng nhân cách hóa vẻ sợ hãi, duỗi ra chân trước, chải vuốt đỉnh đầu của mình xúc tu, lại không dám tùy tiện hướng yêu thú xuất kích. Tiêu Phàm sau mi nhăn lại, nâng tay khẽ vẫy. Đem hai đầu linh trùng thu hồi linh thú điểm. Phu chiến, dũng khí vậy, mặc kệ là đối người vẫn là đối côn trùng, đều như thế. Hai đầu linh trùng đối mặt yêu thú, đảm phách đã mất, lại ngạnh sinh sinh khu khiến cho chúng nó đối địch, chỉ có để bọn chúng đối yêu thú càng thêm e ngại, làm không tốt liền sẽ lưu lại di chứng, sau này đối mặt đồng loại yêu thú, thậm chí cũng không dám ra ngoài chiến. Dù sao nhị giai linh trùng linh trí cực thấp, đa số thời điểm là y theo bản năng làm việc. Chủ nhân đối nó điều giáo, rất có hạn. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sẫm viêm linh chi nhận nổi lên, trở tay nắm ở trong tay, chậm rãi giơ lên, mũi nhọn hướng về phía trước, chỉ vào yêu thú. Tuyên Minh Chân Quân, Liễu Chính tiến lên một bước, đứng tại bên cạnh hắn. Tuyên Minh Chân Quân roi lôi điện phía trên kim hồ lập lòe, Liễu Chính tay cầm kim cương trác bên trên quang hoa tứ bắn, không ngừng biến ảo lớn tiểu. Cái này kim cương trác không hổ là pháp bảo thượng phẩm. Mang theo ngũ hành cấm chế chi lực, vô luận là nhân loại hay là pháp bảo, một khi bị kim cương trác nhốt chặt, lại muốn tránh thoát, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hattori giới xử trí cũng tới trước một bước, yêu đao trước chỉ, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt lóng lánh lãnh khốc quang mang. Thương Ngô Tam Hữu, Tùng Tuyền đạo nhân, vợ chồng tu sĩ bọn người, cũng từ phương hướng khác nhau, đối dung thiên tổ sư hóa thân yêu thú, hình thành vây kín chi thế, chúc cơ kỳ tu sĩ. Thì tại càng bên ngoài, bày ra phòng ngự trận hình. Trong nháy mắt, liên thủ chi thế đã thành, một cỗ ngoan lệ khí tức, phóng lên tận trời. Mặc dù dung thiên tổ sư hóa thân yêu thú về sau, khí tức so sánh với lúc trước càng thêm cường đại, thình lình cũng có kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, thậm chí đã ẩn ẩn có giả anh dấu hiệu, nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng giai tu sĩ vây công, trong đó còn bao gồm Tiêu Phàm dạng này thần thông quảng đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ra hỏa, vẫn không có bao nhiêu lật bàn cơ hội. Hắc hắc, các ngươi coi là giết ta, liền vạn sự đại cát sao? Không khỏi quá ngây thơ, yêu thú miệng hơi mở, miệng nói tiếng người, cười lạnh nói. Hattori giới xử trí cười lạnh nói, có phải là vạn sự đại cát ta mặc kệ, chí ít trong lòng ta thoải mái. Nếu để cho ngươi còn sống rời đi nơi này, ta cái này tâm kết không giải được, sau này muốn khôi phục nguyên anh kỳ tu vi, độ khó chỉ có cao hơn. Tuyên Minh Chân Quân hừ một tiếng. Nói ta cuộc đời không ưa nhất chính là phía sau đánh lén ra hỏa. Đối với loại người này, ta là thấy một cái giết một cái, tuyệt bất dung tình. Ngươi xem như đụng vào, tự nhận không may. Cho cười, cái gì gọi là phía sau đánh lén. Tại tu chân giới, nơi nào còn có dạng này cổ hủ quy củ. Bên thắng làm vương, đây mới là tu chân giới quy củ, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nhìn xem bên cạnh ngươi vị này vô cực môn tiêu trưởng giáo, tự xưng là chính đạo lãnh tụ. Kết quả nuôi linh trùng, liền quang biết phía sau đánh lén. Ngươi thế mà còn ở nơi này hướng ta dõng dạc, dung thiên tổ sư cười lạnh, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, dung thiên giáo chủ, chuyện ngày hôm nay, tại miệng bên trên khẳng định phân không ra cái không phải là minh bạch, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào bạo lực đến giải quyết. Liền dưới mắt thế cục này, đạo hữu tự nhận là, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng ha. Nếu như đạo hữu nguyện ý tự mình kết thúc, ta cũng có thể đảm bảo, sẽ thả ngươi tinh hồn rời đi. Lại vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Tiêu chân nhân,
ngươi nói cái chuyện cười này, không tốt đẹp gì cười. Dung Thiên Tổ Sư lạnh lùng nhìn qua hắn, lông mềm như nhung mặt thú bên trên, thế mà còn tràn ngập mỉa mai cùng khinh thường chi ý. Thật không biết, hắn tự tin như vậy, đến cùng từ gì mà tới. Chương 749, bất tử bất diệt. Cùng loại người này không có gì để nói nhiều, giết hắn. Hattori giới xử trí quát to một tiếng, trong tay yêu đao vung lên, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong khoảnh khắc liền huyễn hóa ra mấy chục trên trăm đạo sáng như tuyết đao mang, phô thiên cái địa hướng về Dung Thiên Tổ Sư bổ tới. Tuyên Minh Chân Quân roi lôi điện một dương, thô to kim sắc lôi hồ, ầm ầm thiểm kích mà hạ. Liễu Chính thì tế lên kim cương trác, huyễn hóa ra mấy chục đạo quang điểm, ô ô kêu to bay đi, khí thế phi phàm. Tiêu Phàm xuôi hai tay, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, ở giữa không trung ngưng tụ ra hơn 10 đạo ngân quang lóng lánh hồ quang điện, vào đầu oanh kích xuống. Thương Ngô Tam Hữu, Tùng Tuyền đạo nhân, vợ chồng tu sĩ, thậm chí phía sau trúc cơ kỳ tu sĩ, đều một cùng ra tay, các loại bảo vật pháp khí mạn thiên phi vũ, dốc hết toàn lực hướng về trong vòng vây to lớn yêu thú công kích qua. Dù là Dung Thiên Tổ Sư biến thành yêu thú tu vi tăng vọt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, tiếp cận giả anh cảnh giới, dù sao không có vượt qua đến nguyên anh kỳ, vẫn như cũ dừng lại tại kim đan kỳ, bị nhiều như vậy cùng giai tu sĩ toàn lực công kích, trong khoảnh khắc cũng là liên tục trúng chiêu, mình đầy thương thích. Thêm chút sức, yêu thú này liền muốn ngăn cản không nổi. Thương Ngô Tam Hữu bên trong họ Kim đầu đà thấy thế đại hỉ, cất giọng kêu lên. Hắn vừa rồi kém chút chết tại yêu thú này trong tay, tất nhiên là hận thấu xương. Lập tức đem Nguyệt Nha Sạn hướng không trung ném đi, miệng lẩm bẩm, tay phải lăng không hư điểm, từng đạo hùng hậu pháp lực không ngừng rót vào Nguyệt Nha Sạn bên trong. Chỉ thấy nguyên bản phổ thông Nguyệt Nha Sạn bỗng nhiên bắt đầu phồng lớn, trong chốc lát liền hóa thành hai trượng lớn nhỏ cự vật, toàn thân quang mang lấp lánh, tựa hồ ăn no gió cánh buồm, cho người ta một loại cực độ sức kéo cảm giác. Nhất là Nguyệt Nha Sạn to lớn mũi nhọn, càng là hàn lóng lánh, khiến người gặp một lần phía dưới liền là sợ mất mật. Trực tiếp tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo, tiến hành to lớn hóa công kích, uy lực mạnh, tự nhiên là không cùng luân so. Bất quá đây cũng là yêu thú đã ở vào mọi người trong vòng vây, bị gắt gao ngăn chặn, chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không còn sức đánh trả, họ Kim đầu đà mới dám như thế buông tay đánh cược một lần. Nếu không, tuyệt sẽ không dễ dàng để bản mệnh pháp bảo đi mạo hiểm. Giờ phút này tham dự vây công yêu thú chúng tu sĩ, đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Lập tức tăng lớn công kích lực độ, để yểm hộ họ Kim đầu đà thuận lợi thi pháp hoàn thành. Từ cái này Nguyệt Nha Sạn giờ phút này phát ra uy lực đến xem. Một kích này nhất định không thể coi thường, thậm chí ngay cả Hattori giới xử trí, Tuyên Minh Chân Quân cùng Tiêu Phàm đều nhìn sang, trên mặt lộ ra vui mừng chi ý. Có thể thấy được tại ba người này trong suy nghĩ, đối một kích này cũng phi thường coi trọng. Đây cơ hồ là trong kim đan kỳ tu sĩ có khả năng phát ra công kích mạnh nhất, bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát ra lớn như thế uy lực công kích. Chỉ là cái này thi pháp quá trình, cũng tương đối phức tạp. Có thể thấy được tại một đôi một chém giết bên trong, Nguyệt Nha Sạn loại này to lớn hóa công kích, cũng không thích hợp. Không có cái nào đối thủ, sẽ thành thành thật thật ở nơi đó, chờ ngươi thi pháp hoàn thành. Đang bị quần tu đè lên đánh yêu thú, tự nhiên cũng cảm thấy Nguyệt Nha Sạn bên trên truyền đến khủng bố linh áp ba động, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Lập tức một tiếng gầm nhẹ, trên thân lông tóc từng chiếc dựng đứng, ô mang lưu chuyển. Thậm chí còn phát ra rất nhỏ lốp ba lốp bốp bạo liệt thanh âm, toàn bộ yêu thú khí tức. So sánh với lúc trước cường thịnh hơn ba phân, kim đạo bản, nhanh, yêu thú này muốn liều mạng. Hattori giới xử trí không hổ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, thần niệm chi lực cường đại dị thường, lập tức liền cảm ứng được yêu thú khác với lúc đầu khí tức. Tốt, họ Kim đầu đà gật đầu mạnh một cái, trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Chảm, theo họ Kim đầu đà quát to một tiếng, cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào đến Nguyệt Nha Sạn bên trong, nguyên bản liền phồng lớn đến cực hạn Nguyệt Nha Sạn, oanh minh một tiếng, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng về phía dưới yêu thú lực chảm mà đi. Tất cả mọi người kìm lòng không đặng dừng tay lại bên trong công kích, bình thức tĩnh khí, gắt gao tiếp cận một màn này, chờ lấy nhìn yêu thú tại cái này kinh thiên nhất kích dưới cuối cùng hạ tràng. Đúng lúc này, yêu thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bá đứng thẳng người lên, lông mềm như nhung gương mặt một trận biến ảo, lại lộ ra Dung Thiên Tổ Sư bộ dáng, hai cái chân trước bên trong, cầm thật chặt chuôi này trắng hiếu cốt nhận, bỗng nhiên một dương, hướng về gấp bổ xuống cự hình Nguyệt Nha Sạn nghênh kích đi lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Nha Sạn chính giữa cốt nhận. Răng rắc,
cốt nhận ngăn cản không nổi Nguyệt Nha Sạn uy năng, bị bổ làm hai. Ngay sau đó, Nguyệt Nha Sạn thế như trẻ che tật bổ xuống, chính giữ yêu thú cái cổ, chỉ nghe lại là răng rắc một tiếng, yêu thú cái cổ cũng là bổ làm hai, to lớn lông mềm như nhung đầu thú, lăn rơi xuống đất, trong cổ, tươi huyết tuyền nước phun ra ngoài. Không đầu thân thể ầm vang ngã xuống đất, mắt thấy cái này hung hãn vô so yêu thú, cứ như vậy bị Nguyệt Nha Sạn chém giết, tất cả mọi người đều có điểm không tưởng được, không khỏi sững sờ tại nơi đó. Chốc lát, họ Kim đầu đà mới nâng tay khẽ vẫy, đem đã hóa thành phổ thông lớn nhỏ Nguyệt Nha Sạn chiêu trở về, nắm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cười lên ha hả. Những người khác cũng rốt cục thở phào một cái, ai cũng không có lưu ý, ngay tại yêu thú đầu bị Nguyệt Nha Sạn một chém làm hai thời điểm, sớm đã gãy thành hai đoạn cốt nhận bên trong, một đạo cực kỳ nhạt, như có như không làm diễm lóe lên, vô thanh vô tức chui tiến vào yêu thú thi thể không đầu bên trong. Tốt, cái thằng này rốt cục bị diệt sát, Kim đạo bản cư công chí vĩ. Hattori giới xử trí cổ tay rung lên, thu hồi yêu đao, mỉm cười nói, lại khôi phục lúc trước kia cỗ không chậm không nhanh khí độ, chỉ là sắc mặt lộ ra 10 điểm tái nhợt, cho thấy phải dung thiên tổ sư kia một chút đánh lén, quả thực để hắn thụ thương không nhẹ. Nơi nào, Hattori tông chủ quá khen, may mắn mà thôi, cái này phụ thể yêu thú thực tế đủ tà môn. Họ Kim đầu đà liên thanh khiêm tốn, cười ha hả nói, chợt lời nói dừng lại, tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Kỳ thật chẳng những là hắn, những người khác cũng giống vậy phát giác khác thường. Chỉ thấy yêu thú thi thể cái cổ ở giữa dâng trào máu tươi, không biết lúc nào đình chỉ, ngược lại lóng lánh một tầng quỷ dị huyết quang, vô số tơ máu, từ cái cổ ở giữa sông ra, càng ngày càng dày đặc. Bất diệt chi thể, cái thằng này lại còn sống. Lập tức có người lên tiếng kinh hô, hừ, cái gì bất diệt chi thể. Mọi người đồng loạt động thủ, đem nó tháo thành tám khối, chặt vì thịt muối, nhìn nó còn có thể hay không bất tử bất diệt. Họ Kim đầu đà trên mặt một trận hung lệ chi sắc hiện lên, lần nữa cầm trong tay Nguyệt Nha Sạn hướng không trung ném đi, liền muốn thôi động pháp quyết, một lần nữa tế lên bản mệnh pháp bảo to lớn hóa thần thông, lại cho yêu thú này một kích chí mạng. Những người khác cũng nhao nhao tế ra pháp bảo. Đúng lúc này, kia không đầu yêu thú thi thể, mãnh đứng lên, huyết quang lóe lên, một con lông mềm như nhung chân trước mãnh kích mà ra, một cỗ kinh khủng làm cho người khác hít thở không thông to lớn linh áp, đập vào mặt. Không tốt, họ Kim đầu đà quát to một tiếng, ngay cả mình bản mệnh pháp bảo đều không lo được thu, dưới chân độn quang khẽ động, liền muốn hướng một bên tránh đi, lại nơi nào còn kịp. Cái này lông mềm như nhung chân trước động tác cũng không thế nào mau lẹ, lại mang theo một cỗ khiến người khó có thể tin to lớn cự lực. Họ Kim đầu đà chỉ cảm thấy bốn phía không khí siết chặt, nháy mắt liền cứng như kim thiết, toàn thân nặng hơn ngàn cân, động tác lập tức trở nên chậm chạp vô so. Phốc, họ Kim đầu đà nửa tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cả người nháy mắt bị to lớn yêu thú chân trước đập thành bánh thịt, hóa vì máu thịt be bét một đoàn. Chỉ thấy cái này trồng thịt muối bên trong, một cái màu xanh cao gần tấc hài nhi, bay nhanh mà ra, hai tay nắm một thanh đồng dạng tiểu xảo Nguyệt Nha Sạn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Bốn phía nhìn một cái, liền muốn phi độn mà đi. Chính là họ Kim đầu đà khổ tu mấy trăm năm ngưng kết mà thành Nguyên Anh. Đầu này đà tự hành phong ấn trước đó, có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, ngàn năm về sau một lần nữa thức tỉnh, mặc dù còn không có khôi phục lại Nguyên Anh kỳ tu vi, nhưng bản thân Nguyên Anh nhưng lại chưa tán đi, vẫn như cũ ngưng kết, ngày bình thường thâm tàng đan điền khí hải. Cùng loại họ Kim đầu đà loại tình hình này, là không cần lần nữa ngưng kết Nguyên Anh, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Tăng thêm sung túc linh khí cùng một chút linh dược phụ trợ, liền có thể khôi phục đến Nguyên Anh kỳ tu vi, sẽ không còn có bình cảnh mà nói. Chỉ không nghĩ tới, tu vi chưa khôi phục, ngay ở chỗ này bị yêu thú này một chảo hủy đi nhục thân, Nguyên Anh lập tức trở nên vô sở quy theo, chỉ có thể lập tức bỏ trốn mất dạng, lại thay đoạt xá cơ hội. Đáng tiếc là, yêu thú tựa hồ cũng không tính cho hắn cơ hội như vậy. Bị chém đầu yêu thú, chỗ cổ huyết quang lóe lên, một đạo huyết hồng quang mang bắn ra. Nháy mắt đem họ Kim đầu đà Nguyên Anh bao phủ tại hạ. Không, các vị đạo hữu, nhanh cứu mạng. Họ Kim đầu đà Nguyên Anh mỗi lần bị huyết quang bao phủ, lập tức liền phát giác không ổn, mặc cho hắn như thế nào kiệt lực giãy giụa, mảy may cũng không làm nên chuyện gì, không khỏi dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, tê âm thanh hét thảm lên. Nguyên Anh tu sĩ cùng tu sĩ Kim Đan khác biệt lớn nhất, ngay tại ở tu sĩ ngưng kết Nguyên Anh sau khi thành công, tương đương với nhiều một cái mạng. Coi như thân thể bị hủy, chỉ cần Nguyên Anh có thể đào thoát, liền có thể tìm kiếm thích hợp thể xác, đoạt xá trùng tu. Mà tu sĩ Kim Đan một khi nhục thân bị hủy, tinh hồn thoát thể, đa số thời điểm,
cũng chỉ có lại vào luân hồi chi đạo. Dù sao tinh hồn không giống Nguyên Anh như thế ngưng kết, có thể thời gian dài đơn độc sống sót. Một khi mất đi nhục thân tẩm bổ, tinh hồn sẽ tại rất ngắn gấp rút thời điểm tiêu vong. Chỉ có cực đặc thù dưới tình hình, nếu như có thể kịp thời bảo trụ tinh hồn ngưng kết không tiêu tan, mới có thể dựa vào mượn xác hoàn hồn loại hình bí thuật, một lần nữa hoàn dương phục sinh. Bây giờ họ Kim đầu đà Nguyên Anh bị nhốt, lại là sống mấy trăm năm lão yêu quái, cũng giống vậy dọa đến thất kinh. Bá Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, lộ ra viêm linh chi nhận, hai tay cầm đao, liệt diễm bốc hơi mà lên, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn đi qua cứu giúp. Chỉ tiếc Tiêu chân nhân cố nhiên động tác không chậm, nhưng cũng vô luận như thế nào cũng không kịp. Huyết quang một quyển mà quay về, mang theo họ Kim đầu đà lớn tiếng rú thảm Nguyên Anh, siêu một tiếng, trở lại yêu thú lồng ngực bên trong, Nguyên Anh tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, như vậy mai danh ẩn tích, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, yêu thú chỗ cổ huyết quang chớp loạn, một viên lông mềm như nhung đầu một lần nữa dài đi ra, chỉ là nhìn qua có chút phai mờ, cũng chỉ là ngưng kết mà ra một cái hư ảnh, cũng không phải thật sự là đầu thú. Viên này lông mềm như nhung hư ảnh đầu thú, ngũ quan có, một dài sau khi đi ra, liền mở hai mắt ra, bốn phía quét qua, miệng bên trong phát ra trận trận tiếng cười âm lãnh. Chương 750, Nguyên Anh Kỳ yêu thú. Nguyên Anh Kỳ, Hattori giới sử trí hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua cái này dở dở ương ương yêu thú, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Tuyên Minh chân quân thần sắc, cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Không hề nghi ngờ, yêu thú này tuyệt đối đã siêu việt kim đan hậu kỳ cảnh giới, có Nguyên Anh Kỳ tu vi. Biến hóa này đến cùng là như thế nào phát sinh, trong lúc nhất thời, lại có thể nào làm được rõ ràng. Tiêu Phàm mặc dù không có cùng chân chính Nguyên Anh Kỳ tu sĩ mặt đối mặt giao thủ qua, nhưng cái này phục sinh về sau yêu thú, xác thực cho hắn một loại trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, cùng đối mặt kim đan hậu kỳ đỉnh phong Hattori giới sử trí hoàn toàn khác biệt. Cỗ này áp lực, là tính áp đảo, làm cho lòng người bên trong từng đợt bất an, cơ hồ không hứng nổi cùng nó đối kháng tâm tư. Loại tình hình này, tại Tiêu Phàm một đời, chưa hề xuất hiện qua. Tiêu Phàm tính cách, là điển hình bên trong phương ngoại tròn, trong bông có kim. Mặc kệ gặp được cái dạng gì cường địch, Tiêu Phàm chưa hề lùi bước qua, càng chưa từng e ngại qua. Nhưng lần này, tuyệt đối không giống bình thường. Đối phương khí tức, thực tế quá cường đại đến Tiêu Phàm xem xét, đã cảm thấy khó mà kháng cự. Chẳng lẽ đây chính là Nguyên Anh Kỳ cùng Kim Đan Kỳ tuyệt đối chênh lệch? Chênh lệch một cái đại cảnh giới, chính là như vậy thiên xoa địa viễn. Thương Ngô Tam Hữu hai người khác, kia cái nho sinh trung niên cùng mùa hoa thiếu phụ, càng là sắc mặt trắng bệch, vô hạn sợ hãi bên trong mang theo nói không nên lời phẫn nộ. Bọn hắn cùng họ Kim đầu đã kết nghĩa nhiều năm, luận tình phân tự nhiên không thể chê, mắt thấy họ Kim đầu đã tại trước mặt bọn hắn sống sờ sờ bị đập thành thịt muối, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều chưa từng đào thoát, trong lòng phẫn uất cùng bi thương, có thể nghĩ. Chỉ là đối mặt với có chân chính Nguyên Anh Kỳ tu vi phục sinh yêu thú. Hai người ngay cả không dám thở mạnh một cái, sợ chọc giận yêu thú. Cho bọn hắn một người một bàn tay, chẳng phải là hỏng bét đến cực điểm. Đầu thú hư ảnh đối bọn hắn sợ hãi nhìn như không thấy. Ánh mắt tại trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, rốt cục rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, phát ra cười lạnh một tiếng, nói Tiêu chân nhân, người ta ở giữa ân oán, hôm nay nhất định phải làm cái chấm dứt. Thanh âm khàn giọng, cơ hồ là từng chữ khai ra đến, đứt quãng, thậm chí còn có chút mơ hồ không rõ. Tiêu Phàm song tay cầm thật chặt viêm linh chi nhận, ánh mắt vẫn chấn định như cũ, nhìn qua yêu thú, chậm rãi nói các hạ là ai. Ngươi chỉ sợ đã không phải là Dung Thiên giáo chủ rồi. À, ngươi làm sao thấy được ta không phải hắn, cái này thánh thú tinh hồn, quả thật có chút kỳ quái. Người này oán khí thật nặng, trong lòng nhớ mãi không quên chính là ngươi, nếu là không đem ngươi diệt đi, chỉ sợ cái này oán khí từ đầu đến cuối đều không thể tiêu trừ. Đầu thú hư ảnh lộ ra một tia kinh ngạc chi ý, ông nói. Đoạt xá, ngươi là người phương nào? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một bên Tuyên Minh chân quân đã lên tiếng kinh hô. Mặc dù nói, trong thời gian ngắn như vậy, vô thanh vô tức địa diệt giết một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ tinh hồn, đoạt xá trùng sinh, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nghe cái này đầu thú hư ảnh khẩu khí, lại xác thực rất giống chuyện như vậy. Tuyên Minh chân quân tự nhiên không biết, Dung Thiên Tổ sư bản thân, xác thực không có kim đan hậu kỳ tu sĩ tu vi. Là cử hành huyết tế triệu hoán Tây Ly giáo truyền thừa thánh thú về sau, lại đem tự thân huyết nhục cùng thánh thú hòa làm một thể. Mượn nhờ loại này cổ lão vô thuật, mới có lúc trước cảnh giới. Nhưng thần niệm cùng tinh hồn chi lực,
dù sao không có khả năng cùng chân chính kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh đồng. Đoạt xá tương đối mà nói, liền muốn đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Ta là ai, đối các ngươi đến nói, thật rất trọng yếu sao? Ta nhìn các vị hay là suy nghĩ thật kỹ một chút phía sau mình sự tình. Có chút chuyện gì chưa làm xong, nói hết ra cho ta nghe nghe, có lẽ bản thần Vu trong lòng cao hứng, sau này sẽ giúp các ngươi xử lý, cũng chưa biết. Đầu thú hư ảnh nở nụ cười, nói như thế một trận lời nói, ngữ điệu cũng biến thành so lúc trước lưu loát không ít. Các hạ cho dù có nguyên anh kỳ cảnh giới, đoạt xá bộ thân thể này, chưa hẳn cũng có thể có nguyên anh kỳ tu vi, như thế miệng ra đại ngôn, liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi a. Tuyên Minh Chân Quân cười lạnh một tiếng, nói, hắc hắc, có phải là có nguyên anh kỳ tu vi, chẳng lẽ các ngươi còn không cảm ứng được a? Đầu thánh thú này huyết nhục, mặc dù cũng là huyết tế được đến, nhưng hài cốt lại thật sự là chúng ta Vu tộc truyền thừa thánh thú. Thân thể như vậy, chỉ cần huyết tế thỏa đáng, đừng bảo là nguyên anh sơ kỳ tu vi, liền xem như nguyên anh trung kỳ thậm chí nguyên anh hậu kỳ cũng có thể. Nghe đầu thú hư ảnh lời nói, Tuyên Minh Chân Quân đám người tâm thẳng chìm xuống dưới. Người này luôn mồm tự xưng thần Vu, lại nói cái gì truyền thừa thánh thú, hẳn là quả nhiên là khuyển Vu môn tiền bối tông sư. Thật muốn là như vậy lão quái vật, lại có nguyên anh kỳ tu vi, bọn hắn thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Đang khi nói chuyện, cả tòa đại điện bỗng nhiên mãnh liệt chấn động lên, giống như phát sinh kịch liệt địa chấn, mọi người lại sắc mặt đại biến. Đầu thú hư ảnh sau mi nhăn lại, tự nhủ nói, hỏng bét, nhìn tới đây vết nứt không gian rất chưa vững chắc, phải đánh nhanh thắng nhanh, thanh bọn gia hỏa này đều giải quyết hết. Hattori giới xử trí không nói hai lời, siêu một tiếng, hướng thạch cửa đại điện bay đi, giơ cao trong tay yêu đao, hướng đóng chặt thạch điện đại môn hung hăng một đao bổ tới, dài hơn một trượng đao mang lóa mắt sinh huy. Đương một tiếng vang thật lớn, trên cửa đá, màu đỏ sậm phù văn không ngừng lấp lóe, Hattori giới xử trí quát to một tiếng, liên tiếp lui về sau ra 7-8 bước, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi lại phun tới, vậy mà lần nữa bị thương. Đầu thú hư ảnh nhìn qua hắn, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ châm chọc, lạnh lùng nói, nơi này là bản giáo tiền bối tổ Vu tự mình bày ra cấm chế, bằng ngươi bây giờ chỉ là kim đan kỳ tu vi, liền nghĩ cứng đối cứng giết ra ngoài, đây không phải là mơ mộng hão huyền a. Tốt, đều đừng dẫy dụa, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nói giơ lên lông mềm như nhung chân trước, hướng về phía trước quét ngang ra ngoài. Tất cả mọi người liên tục không ngừng hướng sau phi thân thối lui, a một tiếng hét thảm, lại là thương Ngô Tam Hữu bên trong mùa hoa thiếu phụ đầu vai máu tươi văng khắp nơi. Nàng vừa mới khôi phục lại kim đan sơ kỳ tu vi, ngay cả cảnh giới đều chưa từng vững chắc, tất cả kim đan kỳ tu sĩ bên trong, nàng tính được là yếu nhất một người, không khéo chính là, cách yêu thú vị trí cũng gần nhất. Tránh né động tác hơi chậm một chút, lập tức liền bị phong nhận quét đến, may mà chưa làm bị thương nguyên khí, lập tức cố nén kịch liệt đau nhức, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng nơi xa né tránh. Lại nơi nào còn kịp, đầu thú hư ảnh miệng rộng mở ra, một cỗ xanh mờ mờ cột sáng, bắn ra. Mùa hoa thiếu phụ lại là một tiếng hét thảm, bị cột sáng kích vừa vặn, một cái to bằng cái bát tô lỗ máu, từ sau cõng trực thấu trước ngực, cả nửa người cơ hồ đều bị oanh đến nát bét. Ầm vang ngã nhào xuống đất, lại không một chút âm thanh. Đàm Hiên bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mùa hoa thiếu phụ tại tu sĩ kim đan bên trong yếu nhất, nhưng tướng so với các nàng những này trúc cơ kỳ tu sĩ, lại là cường đại dị thường, lại bị yêu thú dạng này dễ như trở bàn tay một kích diệt sát, đừng bảo là sức hoàn thủ, ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Nguyên bản chuyến này, ai cũng cảm thấy không có nguy hiểm quá lớn gì, ba tên tu sĩ kim đan cùng hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ. Tăng thêm còn có Tuyên Minh Chân Quân nguyên anh kỳ thần niệm cùng kiến thức, dò xét một cái lăng mộ, có thể có cái gì nguy hiểm. Tiêu Phàm cũng là ôm để đoàn người đều tăng một chút kiến thức, nhiều tìm hiểu một chút tu chân giới suy nghĩ, lúc này mới đem Tân Lâm các nàng tăng thêm Đàm Hiên cùng một chỗ mang tới, ai ngờ vậy mà tiến vào một chỗ không gian cấm chế, trên đường đi nguy hiểm trùng điệp. Bây giờ càng là húc đầu đụng tới nguyên anh kỳ phụ thể yêu thú. Coi là thật bắt đầu nói từ đâu, tùy tiện diệt sát mùa hoa thiếu phụ về sau. Đầu thú hư ảnh lập tức ánh mắt quét qua, tiếp cận Tiêu Phàm cùng phía sau hắn chư nữ, cười lạnh nói, Tiêu chân nhân, hiện tại đến phiên các ngươi, cùng lên đường. Tiêu Phàm song tay nắm chặt Viêm Linh chi nhận, trên trán ẩn ẩn đổ mồ hôi hột, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Dĩ vãng mặc kệ đối mặt địch nhân cường đại dường nào, Tiêu chân nhân đều chưa từng e ngại lùi bước qua, nhưng lần này, thế cục coi là thật không ổn. Bởi vì ngoại trừ chính hắn, còn có Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Cơ Khinh Xa cùng Trần Dương đều tại. Bảo hộ nữ nhân của mình,
chính là nam nhân thiên chức. Đúng lúc này, dưới chân lại kịch liệt lay động, oanh thanh âm ùng ùng không dứt, tựa hồ dưới chân đại địa, chính tại phát sinh một loại nào đó dị biến. Thạch điện trên vách tường màu đỏ sậm phù văn, không ngừng lấp lánh, trở nên càng thêm quang sáng lên. Nơi này không gian đã rất không ổn định, các hạ hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tự cứu, không nên ở chỗ này giết người khoe oai. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm từng bước ép sát yêu thú, chậm rãi nói. Trong cơ thể hắn càn khôn đỉnh, đã lên trước nay chưa từng có phản ứng mãnh liệt, Tiêu Phàm mặc dù không rõ đến cùng phát sinh loại nào biến cố, nhưng nơi đây không gian không ổn định, lại là khẳng định không thể nghi ngờ. Đầu thú hư ảnh biến sắc, cười lạnh nói cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí, giải quyết các ngươi, hoa không được quá nhiều thời gian. Thật sao, coi như thế, các hạ cũng hẳn phải biết, ứng đối không gian dị biến, kia là tranh thủ thời gian. Ngươi lại còn ở nơi này sóng tốn thời gian. Tốt, ta liền không sóng tốn thời gian. Đầu thú hư ảnh một trận nhe răng cười, lời còn chưa dứt, lại chỉ thấy trước mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên trở nên nóng bỏng vô so, vô số hừng hực liệt diễm, phô thiên cái địa hướng về mình cuốn tới. Lại là Tiêu Phàm đoạt trước một bước phát động công kích. Đã yêu thú này tâm ý đã quyết, nhất định phải giết bọn họ, Tiêu Phàm tự nhiên quyết sẽ không ngồi chờ chết, lúc này vung vẩy viêm linh chi nhận, toàn lực xuất thủ. Đồng thời bốn cái viêm linh phù cũng bắn ra, cái này viêm linh phù, đúng là hắn lấy chế phù chi pháp, đem viêm linh chi nhận một trảm chi uy phong ấn tại thiên phù lá bên trong, mà lại đều là luyện chế phải tốt nhất chính phẩm, không phải thứ phẩm, mỗi một tờ linh phù bên trong, cơ hồ phong ấn viêm linh trảm 2-3 thành uy lực. Tại kim đan kỳ tu sĩ luyện chế phù lục bên trong, uy lực có thể đạt tới một kích toàn lực 2-3 thành, đã là cực kỳ khó lường. Tiêu Phàm trải qua vô số lần thất bại. Mới luyện chế hơn 10 mai chính phẩm viêm linh phù, lúc này một hơi thả ra 4 cái đến, phối hợp viêm linh chi nhận toàn lực một trảm, uy lực to lớn, trước nay chưa từng có. Dù coi như yêu thú này đã có nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng không dám đón đỡ, thân thể nhoáng một cái, đằng không mà lên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm tránh thoát cuốn tới biển lửa. Mãnh liệt hỏa linh lực, từ yêu thú dưới chân cuồn cuộn mà qua, đánh chúng cách đó không xa tế đàn tảng đá nền móng bên trên. Lập tức vỡ ra từng đạo tinh tế khe hở. Những này khe hở lập tức mở rộng, nháy mắt trải rộng trên đó tổ vu điêu khắc toàn thân. Rầm rầm một trận giòn vang, tổ vu điêu khắc cùng cả tòa bệ đá đều vỡ vụn ra, hóa thành một đống đá vụn, ầm vang đổ sụp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.